Chương 828, Phí Đại Sư 1+2. Ông nội, anh ta từ Ma Xuyên tới, chủ tịch huyện Diệp. Phí Tinh Tinh dường như thấy được cứu tinh, cô này đột nhiên chớp mắt, cười nói. Chủ tịch huyện Diệp, vừa rồi anh nói lùm cỏ là anh hùng, phỉ khí cao cấp hơn so với đại sư đồ sứ, vậy hôm nay anh đến đây làm cái gì? Ha ha, lý do không nói đã rõ, người này đến cầu đại sư. Bản nhân không phải đến cầu nhờ giám định đồ sứ sao, nói vậy thì Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình của Vũ Thánh công ty Phí lão tiên sinh khẳng định có nghe nói qua, tôi là đến thử vận may. Bằng không, tôi sẽ mang theo cái này lên tỉnh thành Thủy Châu tìm Lôi tiên sinh ở cổ Lưu Các, ha ha. Diệp Phàm hơi có vẻ đắc ý, nhìn Phí Tinh Tinh liếc mắt một cái, vẻ mặt thản nhiên cười nói. Cổ Lưu Các, Diệp tiên sinh biết Lôi Thản. Phí lão già trên mặt có vẻ kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất. Là bằng hữu khá tốt. Diệp Phàm cũng không già mồm cãi láo, thản nhiên cười nói. Lên lầu nói chuyện. Lão già này không ngờ lại có động tác mời này. Diệp tiên sinh, tôi chính là Phí Lăng Trần, anh đưa ngọc tịnh sứ của Vũ Thánh công ty cho tôi nhìn một cái. Phí Lăng Trần như rất nóng lòng, xem ra hơi giống Lôi Thản, đều là người có thị hiếu tốt. Diệp Phàm lúc này ra hiệu nông viện viện mở hộp ra. Kiểm tra một hồi. Phí Lăng Trần nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Đích xác không tồi, kỳ thật đây không gọi là Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình, mà là Thanh Hoa Thánh Tịnh Bình mới đúng, bình sứ Lưu Ly cùng Thanh Hoa là hai khái niệm bất đồng. Sau một hồi khoe khoang kiến thức, Phí Lăng Trần cười nói. Tuy nhiên, có một chút tôi không rõ, nói thật, trước kia tôi cùng Hầu Tổng có tán gẫu qua, muốn Hầu Tổng chuyển nhượng lại, nhưng Hầu Tổng không đồng ý, nói đó là thứ y yêu nhất, Diệp tiên sinh sao lại có được. Đương nhiên, nếu không tiện nói tôi cũng không hỏi, chỉ là có chút tò mò thôi. Ha ha, cũng không có. Hiện trạng của Ma Xuyên Phí Đại Sư chắc cũng có nghe nói qua, vì tu sửa quốc lộ thiên tường trên núi Thiên Sa, chúng tôi tìm tới Hầu Tổng. Lúc ấy chỉ có muốn thuê mấy chiếc xe chuyên dụng. Hầu Tổng hỏi tôi vì sao? Ôi, không có tiền thì khó làm xong việc, tôi phát động toàn huyện đóng góp sửa đường. Cũng có thể vì núi Thiên Sa bớt đi vài cô hồn dạ quỷ đến địa phủ đưa tin. Hầu Tổng vừa nghe nói qua, liền nói là cho chúng tôi mượn vài chiếc xe, hơn nữa không lấy tiền thuê. Sau đó, còn đại diện cho công ty quyên tặng huyện Ma Xuyên Ngọc Tịnh Bình. Tôi nghĩ, Ngọc Tịnh Bình nếu để ở huyện làm bài trí sẽ không bằng bán đi lấy tiền làm kinh phí mua thuốc nổ. Con lộ tu sửa hoàn chỉnh, Ma Xuyên sẽ giảm đi số người chết vì tai nạn sao. Cho nên... Vốn nghĩ đến Thủy Châu tìm Lôi Thản, tuy nhiên lại nghĩ đến tên của đại sư trước tiên, thế mới đến đây thử vận may. Nếu đại sư để mắt đến, huyện chúng tôi có nhu cầu cấp bách cần tiền sửa đường, trước Tết phải hoàn thành việc mở rộng, thời gian gấp rút, tôi cần tiền mặt. Tin rằng với uy tín của đại sư, biết đây là cái bình vì dân Ma Xuyên mà sửa đường, hẳn là sẽ cho tôi một cái giá thích hợp. Diệp Phàm đưa Phí đại sư lên tận mây xanh, khiến trong lòng ông ta lâng lâng. Đương nhiên, trên mặt lão vẫn tỏ ra không có phản ứng gì. Trầm tư một lúc, Phí Lăng Trần nói. Hầu Kim An tiên sinh đã có hảo tâm, Phí Lăng Trần tôi chẳng lẽ chỉ biết tiền không thôi. Ha ha, hơn nữa, tôi thích cái bình này. Nếu đem đến Thủy Châu đấu giá phỏng chừng có thể bán trên 600 ngàn. Như vậy đi, tôi cho cậu 800 ngàn, nếu lấy tiền mặt thì tôi sẽ lập tức sai người mang tới. Nếu lấy chi phiếu thì tôi lập tức viết cho cậu, chuyển khoản cũng được. Cảm ơn Phí đại sư đã có hảo tâm với dân Ma Xuyên, nhân dân Ma Xuyên sẽ không quên Phí đại sư. Như vậy, 600 ngàn ông trực tiếp chuyển vào tài khoản chủ tịch huyện của tôi, 200 ngàn xem như tiền sứ vương các quyên tặng cho Ma Xuyên. Cũng nói để Phí đại sư yên tâm, tiền này, tôi sẽ đầu tư cả vào công tác sửa đường núi Thiên Sa. Diệp Phàm vẻ mặt thận trọng, nói. Không cần, cần hư danh làm gì, 800 ngàn kia là tiền mua bình. Phí đại sư thật cổ quái, Diệp Phàm giúp y tạo danh tiếng y ngược lại không cần. Phí đại sư, ngài rất giống chủ tịch huyện Diệp của chúng tôi. Lúc này, nông viện viện nhỏ giọng nói thầm, không ngờ người thanh niên bên cạnh nghe thấy được, hừ thanh nói. Hừ sao có thể so sánh với ông nội của tôi? Ông nội của tôi đến phó chủ tịch tỉnh Kiều còn phải khen không dứt miệng. Sao lại nói như vậy, đúng là không biết lớn nhỏ. Phí Lăng Trần kia mặt giãn ra. Có chút cao ngạo. Ha ha, anh nói có lý, tôi xác thực không bằng Phí đại sư, tôi chỉ là một tiểu cán bộ thô tục.
Diệp Phàm thuận miệng cười nói. Tôi nói đúng mà, cái bình này vốn là Hầu Tổng đi cửa sau cho Chủ tịch huyện Diệp. Chủ tịch huyện Diệp cũng đáp lễ bằng một hộp trà Long Tỉnh, là thứ cục trưởng Ngô tặng, nghe nói cũng rất đáng giá. Lúc này, Chủ tịch huyện Diệp đem cái bình quyên tặng cho dân Ma Xuyên sửa đường, hơn nữa tiếng tăm thì dồn cho Vũ Thánh công ty, Chủ tịch huyện Diệp một chút lợi lộc cũng không dính tới. Thế này phong cách không phải rất giống với đại sư sao? Nông viện viện không phục, nhỏ giọng nói. Ha ha ha! Diệp Phàm cùng Phí Lăng Trần nhìn nhau cười, có cảm giác rất hiểu chính mình. Chủ tịch huyện Diệp, làm Phí Mỗ xấu hổ thật sự, về sau phải học hỏi rồi. Cháu lập tức mở một chi phiếu trị giá 1 triệu làm phí mua bình, chủ tịch huyện Diệp có thể quyên tặng Ngọc Tịnh bình mà không cần lưu danh, chúng ta cũng nên vì dân Ma Xuyên làm chút việc nhỏ. Phí Lăng Trần hơi cảm động, ra hiệu cho cháu nội đi làm. Từ chỗ Phí lão đi ra, nông viện viện vẫn liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Gì vậy, thấy được lòng người nên sợ hãi, nông đại tiểu thư thích tôi rồi sao? Nếu không vậy thì kỳ quái thật vì tôi có phải quái vật đâu. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Lúc này tâm tư đang vui vì mới kiếm được tiền, nên đùa với nông viện viện một chút, thấy cô không lên tiếng, mặt đỏ ửng, nên cố nhịn cười, nghiêm trang, nói. Tuy nhiên, tôi cũng nên nói rõ với cô, tôi có bạn gái rồi, nếu cô muốn cái gì đó chẳng hạn, thì chỉ có thể thân mật chút thôi, ha ha ha. Ảo tưởng, ai muốn thân mật với anh? Nông viện viện mặt đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng, trợn mắt nhìn Diệp Phàm. Cô này bên cạnh Diệp Phàm đã được một thời gian, cũng không câu nệ giống lúc trước, khanh khách cười nói. Chủ tịch huyện Diệp, tôi cảm thấy anh thực sự có bản lĩnh, mới có vài ngày, trước sau phỏng chừng kiếm về được gần 2 triệu. Cái bình này đã 1 triệu, bên cục giao thông 600 ngàn, đánh cuộc thắng tiểu kê thêm 200 ngàn. Nghe nói bí thư Trang còn cấp cho 300 ngàn làm kinh phí mua thuốc nổ. Tổng cộng đã có 2 triệu 100 ngàn. Hơn nữa trước đó xe lấy được từ chỗ cục trưởng Lâm, giá trị không dưới 3 triệu. Vũ Thánh công ty còn cho mượn xe không lấy tiền thuê, cho chúng ta dùng. Tiểu Kê, cô ám chỉ quận thông đô phó bí thư Kê sao? Diệp Phàm thấy buồn cười, nông viện viện thật đúng là yêu ghét rõ ràng, người ta đường đường là quận thông đô phó bí thư lại bị kêu thành TT Hiểu Kê, không biết Kê nhất tiêu kia nghe được sẽ nghĩ sao, phỏng chừng có thể sẽ không khách khí. Y không phải Tiểu Kê thì là ai? Cắt đi cho làm thái giám là tốt nhất, Tiểu Kê đáng chết, ức hiếp dân Ma Xuyên. Nông viện viện bỉu môi cười nói. Ha ha, bỏ đi, không nói y là Tiểu Kê nữa. Về số tiền mà tôi kiếm được đó, nên thế, chúng ta đều là vì dân Ma Xuyên cả thôi viện viện à, cô lớn lên ở Ma Xuyên, chẳng lẽ không hy vọng nhìn thấy mọi người sống sung túc? Bị nông viện viện đưa mắt nhìn chằm chằm. Thằng nhãi này trong lòng kỳ thật cũng đắc ý không ngừng. Được một cô em xinh đẹp tán dương, khiến hắn sướng lân người. Trước mắt lại hiện ra cảnh ở trong xe vào buổi tối ngày hôm đó giúp nông viện viện thoa thuốc ở mông. Cái mông gợi cảm mượt mà của nông viện viện lại hiện ra trước mắt, đặc biệt là cái rãnh giữa hai mông, còn có vài sợi lông do không cẩn thận đã bị ló ra ngoài, đúng là khiến cho người ta nhìn mà muốn chảy máu mũi. Thằng nhãi này trong lòng nóng lên. Cậu nhỏ bên dưới không ngờ cũng ngốc đầu lên. Đã lâu không cùng em út làm chuyện đó, lần này có phải cậu nhỏ lại muốn tạo phản hay không? Ôi trước kia khi ở Lâm Tuyền còn có thể đi tìm Đinh Hương, Tây Thi đầu bếp hoặc vệ sơ tịnh để giải quyết. Hiện tại, ở Ma Xuyên, một người phụ nữ cũng không có, có phải cũng nên cá biệt phát triển một chút hay không, để nuông chiều tiểu Diệp Phàm ấy mà. Bằng không, bị nghẹn lâu ngày sẽ sinh bệnh, theo nhân thể sinh lý học. Lúc này không nên làm việc, theo nhân thể tinh thần khí chất mà nói, âm dương điều hòa mới tốt cho việc dưỡng sinh. Diệp Phàm trong lòng tự mắng một câu, khẩn trương xoay người sang chỗ khác, tất nhiên là sợ bị nông viện viện phát hiện ra cậu nhỏ bên dưới đang ngẩng đầu dậy. Tuy nhiên, khi thằng nhãi này nhìn nông viện viện liếc mắt một cái, đích thực là có chút xấu hổ. Bởi vì, cậu nhỏ đang ngẩng của thằng nhãi này không ngờ đã bị nông viện viện trong lúc vô ý nhìn thấy, hơn nữa. Ánh mắt của nông viện viện còn quét qua vài lần ở chỗ đó nữa chứ, cổ cô lúc này có chút đỏ ửng. Xong đời, đúng là mất mặt, chủ tịch huyện ở trước mặt nữ cán bộ bên dưới ngổng cao cậu nhỏ, sao mà sự tự chủ kém thế. Thằng nhãi này ở trong lòng hô một tiếng, cuồng niệm thanh tâm chú, cậu nhỏ cuối cùng cũng chịu an phận cúi đầu xuống. Diệp, chủ tịch huyện Diệp, ví tiền của anh rơi kìa, tôi nhặt giúp anh. Lúc này tiếng của nông viện viện truyền đến. Có chút không được tự nhiên. Ví tiền.
thằng nhãi này nhìn xuống dưới chân, không phải, đó không phải là ví tiền của mình thì là gì? Con mẹ nó, đều là do cái ví tiền chết tiệt này, phỏng chừng vừa rồi nông viện viện nhìn thấy ví tiền của mình bị rớt, cho nên mới nhìn thấy cậu nhỏ luôn. Thằng nhãi này tức giận đến muốn một cước đá bay cái ví tiền cho lọt xuống rãnh thoát nước luôn. Thằng nhãi này đang sửng sốt phân thần, thì có cảm giác như bộ phận bên dưới cơ thể bị va chạm, lập tức kinh ngạc. Phát hiện ra nông viện viện đã ngồi xổm xuống nhặt ví tiền, khẩn trương lui người ra phía sau một bước, tuy nhiên, do không cẩn thận, nên không đứng vững, bị ngã người về phía trước, đè lên nông viện viện. Thằng nhãi này khẩn trương giơ tay ra ôm lấy nông viện viện, chủ yếu là do sợ mình té sẽ đè lên và làm nông viện viện bị thương. Lần này thì không hay rồi, ngực hắn vừa tiếp xúc với bộ ngực của nông viện viện, cậu nhỏ bên dưới liền không an phận, dục vọng như trỗi dậy không kìm nổi và có cảm giác như muốn chui ra khỏi quần vậy, kẹp vào ngay giữa hai chân của nông viện viện. Diệp Phàm cảm nhận được lần này, tiểu Diệp Phàm, đặc biệt sinh động, dường như nội lực bên trong có bao nhiêu đều dồn cả vào, khẩu súng trường kia, thứ đó trở nên cứng đến mức phỏng chừng có thể so sánh với một khúc cây. Diệp, chủ tịch huyện Diệp, nông viện viện đột nhiên bị ôm, giật cả mình, liền xoay người, muốn thoát ra. Khi xoay, người cô cọ sát vào khiến khẩu súng càng như muốn lên nòng. Rất xin lỗi, vừa rồi đứng vững không, sợ làm cô bị thương. Thằng nhãi này bật người phản ứng, hơi ngượng ngùng nói. Tay thả ra, cũng chẳng biết may mắn thế nào mà tay trong lúc thả ra lại đặt chúng vào mông của nông viện viện, cảm nhận được một vòng tròn trịa, thằng nhãi này trong lòng rung động, luyến tiếc không muốn buông tay ra. Không sao, đây là ví tiền của anh. Nông viện viện cúi đầu, nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Diệp Phàm giơ tay ra nhận ví tiền, tay phất ngang qua mông của nông viện viện, cầm lấy ví tiền. Về đến huyện, nơi Diệp Phàm cư trú đã được dọn dẹp xong xuôi, bên trong nội viện rộng lớn chỉ có Diệp Phàm ở một mình, Phương Viên vì thị hiềm, tạm thời không dọn đến đây ở cùng Diệp Phàm. Ngoại viện là nơi thư ký Sa Hồng Quân ở, cũng chính là anh họ của nông viện viện. Diệp Phàm tuần qua một vòng, thấy rất vừa lòng, nội viện khá lớn, cảnh trí u nhã, bài trí bên trong nào núi giả, ao nhỏ, cây, hoa đều có, giống một vườn hoa nhỏ cổ đại. Xem ra nhà họ Mã Hồ Tử thật sự là có tiền. Hôm nay là thứ sáu, thằng nhãi này nhàn nhã nằm trên ghế trúc lắc lư, thoạt nhìn khoái hoạt chẳng khác gì thần tiên. Theo lý thì không ai đến quấy rầy, tuy nhiên, không lâu sau liền có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến, Diệp Phàm bất đắc dĩ đứng lên, vừa mới mở cửa, không ngờ là quyền bí thư Thái Tắc Dân của xã Kim Đào tìm. Nói là hôm qua nhận được công văn Diệp Phàm ký. Đi phòng tài chính huyện tìm trưởng phòng Mã Thiết Lâm lĩnh tiền trợ cấp cây đào cho xã Kim Đào. Trưởng phòng Mã Thiết Lâm nói số tiền quá lớn, phải thông qua bí thư Chu gật đầu mới được, con số 500.000 chứ không nhỏ. Hơn nữa còn nói, phòng tài chính huyện giờ chỉ còn lại hơn 1 triệu, giờ sắp cuối năm, dù sao cũng phải trừ lại một chút dùng đến khi cần, bằng không, cuối năm, đến tiền lương cũng lấy ra cấp cho tiền trợ cấp cây đào cả, thì lúc đó cán bộ công nhân viên chức của cả huyện chắc tạo phản quá. Kết quả là chỉ cấp 50.000, 50.000 này, không đến một ngày là đã trợ cấp sạch. Đêm qua, những người dân chưa nhận được trợ cấp lại tập trung tại chính quyền xã chờ, không ai gây rối. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục không có tiền trợ cấp để phát thì khó nói lắm. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang Sa Hồng Quân giải thích nói. Cậu lập tức gọi điện thoại cho trưởng phòng Mã, yêu cầu y lập tức trích tiền ra cấp cho xã Kim Đào. Bằng không, hết thảy hậu quả do y gánh. Thằng nhãi này trong lòng mắng, phòng tài chính là đơn vị tài chính dưới quyền ủy ban nhân dân huyện, không phải ví tiền của bí thư. Đến quỹ tiền cũng bị bí thư thao túng thì bố mày đây còn làm chủ tịch huyện làm cái quái gì? Bí thư quản lý nhân sự, chủ tịch huyện quản lý tiền và những việc khác, đến quyền thu chi sở hữu tài sản cũng bị bí thư giành thì chủ tịch huyện còn ngồi đó chi cho mệt. Trong chốc lát Sa Hồng Quân sắc mặt có chút khó chịu. Nói là trưởng phòng Mã nói phải có chỉ thị của bí thư Chu mới bằng lòng chi, bằng không, y gánh không nổi trách nhiệm này. Y ở nhà hay là ở phòng tài chính? Diệp Phàm nổi nóng, hỏi. Hôm nay là chủ nhật, y ở nhà nghỉ ngơi mới phải. Tuy nhiên do ngày hôm qua nhận được thông báo, nói là Cục Tài chính địa khu ngày thứ hai sẽ xuống kiểm tra đối chiếu sổ sách thu chi, cho nên phòng tài chính hôm nay tất cả các đồng chí đều tăng ca. Sa Hồng Quân cẩn thận nói. Bởi vì, Diệp Phàm sắc mặt có chút tức giận, nên gã sợ chủ tịch huyện Tiểu Diệp sẽ chút giận lên gã.
đưa điện thoại cho tôi. Diệp Phàm lấy điện thoại, trực tiếp gọi Mã Lâm. Trưởng phòng Mã, tôi là Diệp Phàm, phòng tài chính huyện không có tiền sao? Diệp Phàm hơi có vẻ giận dữ, hỏi. Vừa nhận được 1.300.000. Mã Lâm giọng điệu bình tĩnh trả lời. Thế sao không rút ra cấp cho xã Kim Đào, anh không phải không biết tính nghiêm trọng của việc này. Diệp Phàm giọng điệu bắt đầu cáu gắt lên rất nhiều. Biết, nhưng tôi cũng không có cách, chỉ thừa lại chút tiền ấy, mà còn 20 ngày nữa là đến Tết. Nếu cuối năm không lấy đâu ra tiền phát tiền lương, công nhân viên bên dưới chắc đánh đòn chúng ta quá. Hơn nữa, Bí Thư Chu khi trước có nói, khoản tiền này không thể động đến, phải để lại đến cuối năm. Nếu có sự phê chuẩn của Bí Thư Chu, tôi có thể chi liền. Mã Lâm khá trầm ổn đáp. Thằng nhãi này, không hề sợ hãi. Trước kia Chu Phú Đức hống hách quen rồi, Chủ tịch huyện Ngưu và Chủ tịch huyện Giang của huyện Ma Xuyên căn bản là không điều khiển được phòng tài chính huyện. Nếu chi dưới 100.000 thì do Chủ tịch huyện phê duyệt, vượt qua 100.000 phải do Bí Thư Chu duyệt mới được. Mã Lâm là tay sai tích cực của Chu Phú Đức, cho nên, văn kiện mà Chủ tịch huyện Tiểu Diệp phê, người ta căn bản là không chấp hành. Trưởng phòng Mã, quy định quy chế của Đảng anh đều không hiểu sao. Chủ tịch huyện quản kinh tế, quản tiền tài, bí thư quản nhân sự, quản công tác đảng. Diệp Phàm giọng điệu nặng nề. Cái này, tuy nói như vậy, nhưng bí thư có thể quản hết mọi thứ, chính phủ cũng là do đảng lãnh đạo. Rút tiền cũng phải xem thực tế. Nếu khiến cục diện bị loạn thì bí thư đương nhiên có thể ngăn lại. Mã Lâm cắn chặt răng, bất cứ giá nào thằng nhãi này cũng lớn gan chống đối Diệp Phàm, chỉ sợ cấp xong tiền về sau Chu Phú Đức hỏi thì mệt, thế nào cũng bị lột ra. Thật không, tôi xem chức trưởng phòng của anh, hừ. Diệp Phàm nói một nửa, tức giận ngắt điện thoại. Xoay sang Thái Tác Dân nói. Phòng tài chính lão Mã nói là muốn để tiền lại Tết cuối năm, dùng chi trả lương cho cán bộ công nhân viên chức. Đối với dân chúng xã Kim Đào, tôi rất thông cảm. Tuy nhiên, trưởng phòng Mã cố ý không chi tiền, người trở về cùng hương dân giải thích một chút, tiền thì trên huyện có, nhưng chưa chi được. Do cuối năm cần dùng gấp, kêu mọi người kiên nhẫn chờ, sang năm sẽ nghĩ biện pháp, ha ha. Diệp Phàm đầy ẩn ý nói. Tôi hiểu rồi Chủ tịch huyện Diệp, tôi trở về sẽ cố gắng làm tốt công tác tư tưởng cho hương dân. Thái Tác Dân ngầm hiểu, bỏ đi. Mã Thiết Lâm cũng quá đáng. Sa Hồng Quân hừ nói. Không sao cả, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều cậu chú ý phía bên phòng tài chính là được, có gì thì cứ báo cáo cho tôi. Diệp Phàm nằm trên ghế nhắm hai mắt. Chú ý phía bên phòng tài chính, được rồi. Sa Hồng Quân vẻ mặt nghi hoặc rời khỏi nội viện, trong lòng nói thầm, phòng tài chính có gì đáng chú ý. Hôm nay lại là chủ nhật, Chủ tịch huyện Diệp thực sự có chút kỳ quái. Chẳng lẽ có người đến phòng tài chính cướp tiền, hơn nữa, muốn cướp thì nơi đó cũng không có tiền để cướp, tiền ở ngân hàng mới đúng, có cái sổ rách ở đó thì cướp cái gì? Bí thư Chu, vừa rồi Chủ tịch huyện Diệp gọi điện nói phải xuất tiền, bị tôi từ chối, tuy nhiên, hình như anh ta rất tức giận. Mã Thiết Lâm hơi có vẻ lo lắng, nói qua điện thoại. Đề xuất bao nhiêu? Chu Phú Đức nằm nghiêng ở trên giường bệnh, thản nhiên hỏi. 500.000. Tôi chi cho Thái Tác Dân của xã Kim Đào 50.000, khoản tiền này tôi không dám chi, bằng không, cuối năm không biết làm sao. Tôi còn nói, đây là ngài chỉ thị. Mã Lâm nhỏ giọng nói. Ừ, về khoản tiền này, phải coi chừng. Chủ tịch huyện Diệp ngày hôm qua đi cục giao thông địa khu nhận được 600.000, phỏng chừng bên trong quỹ chủ tịch huyện của hắn cũng còn dư ra hơn 100.000, giải quyết xong phiền toái tạm thời hẳn là không thành vấn đề. Chu Phú Đức giọng điệu bình thản nói, thằng nhãi này kiêm hai chức chủ tịch huyện cùng bí thư gần một năm, sớm đã hình thành thói quen quyền tiền cùng quản. Căn bản là không đổi vị trí để nhìn vấn đề, cho rằng mình là bí thư, làm vậy cũng vì đại cục của cả huyện, không thể để Diệp Phàm dính vào. Hơn nữa, Diệp Phàm còn trẻ, không hiểu được tình hình Ma Xuyên, y với thân phận bí thư thay hắn nhìn nhận vấn đề, cũng là vì đảng vì nước mà phân ưu. Chương 829 Nữ phát thanh viên xinh đẹp 1+2. Đồng chí Chu Phú Đức cũng không tự nghĩ lại, nếu y nắm hết mọi thứ rồi thì cần Chủ tịch huyện Diệp Phàm làm quái gì nữa. Nói đi nói lại cũng chẳng qua là vì Ma Xuyên quá nghèo nên mới thành ra như vậy. Có điều, hình như Chủ tịch huyện Diệp đã nổi giận rồi, nói giọng gầm ghè rằng e là cái ghế trưởng phòng tài chính này của tôi sẽ gây phiền toái. Mã Thiết Lâm nói ấp a ấp úng.
Hừ, Ma Xuyên này vẫn nằm trong lòng bàn tay của Chu Phú Đức ta, đảng quản lý cán bộ, bao giờ mới đến lượt hắn đến chỉ trỏ, hoa chân múa tay. Mới động chạm vào một tên phan mặt dỗ mà cậu đã sợ rồi sao? Ma Xuyên này, trời không sụp thì thôi, trời mà sụp thì còn có Chu Phú Đức tôi ra tay chống đỡ. Cậu cứ an tâm, có Chu Phú Đức tôi đây, không ai dám làm gì cậu đâu. Chu Phú Đức hừ một tiếng, gác máy, nói lẩm bẩm. Xem ra hắn ta đứng ngồi không yên rồi, ta đây mới bị thương nhẹ một chút, không ngờ ngay lập tức hắn ta đã nhảy sổ ra, muốn cướp quyền. Tuy nhiên, việc của Hồng Sa Châu còn chưa xử lý xong, bên này trước hết cứ để hắn ta đi vài ngày, đợi mình về rồi sẽ tính sổ với thằng nhãi này, đừng cho rằng cục diện ở Ma Xuyên có thể thay đổi, dám đấu với ta, mày hẳn còn non lắm. Có điều, kinh tế ở Ma Xuyên vẫn phải để hắn ta gánh vác mới được, mình vốn là kẻ đuôi mù về chuyện làm kinh tế. Tuy Chu Phú Đức đã nói là từ bỏ quyền lực để cho Diệp Phàm dốc toàn lực làm kinh tế, hứa là phải vượt qua Hồng Sa Châu, nhưng thằng nhãi này vẫn luyến tiếc quyền lực, lời đã nói ra, nhưng quyền lực bên này thì vẫn nắm chặt. Chỉ có Chu Phú Đức đồng ý, mới có thể nắm lấy kinh tế. Thế lực của Chu Phú Đức ở Ma Xuyên đã ăn sâu bén rễ, muốn xoay chuyển ngay tức là chuyện không thể. Có điều, không thể việc gì cũng không làm, giống như Mã Thiết Lâm, không nghe người ta khuyên, nếu cứ tiếp tục thế này. Nhất định sẽ trở thành vật cản sự phát triển của kinh tế ở Ma Xuyên. Khoản tiền cách xù đang bị người khác khống chế, những ngày sắp tới sẽ khó sống đây. Tuy nhiên, trước mắt trong ban thường vụ huyện ủy chỉ có mỗi Phương Viên ủng hộ mình, những người khác đều không rõ. Trước tiên phải lôi kéo trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Minh Ngọc, phải nghĩ cách hạ gục Mã Vân Tiền mới được, sau đó mới đến. Diệp Phàm nghĩ thầm, gọi Sa Hồng Quân đến hỏi. Cậu là anh họ của chủ nhiệm nông thì ắt phải có họ hàng với Nông Liên Liên phải không? Vâng, Nông Liên Liên cũng gọi tôi là anh họ, dĩ nhiên là không phải thân thiết lắm. Sa Hồng Quân cung kính nói, không hiểu là chủ tịch Diệp hỏi vậy là có ý gì? Không phải nghe nói Nông Liên Liên đang kết giao bằng hữu với trưởng ban Tôn sao? Tình hình thế nào rồi? Trưởng ban Tôn chắc cũng 26, 27 tuổi rồi, cũng nên lập gia đình thôi. Diệp Phàm cố ý hỏi. Tiện thể ném thuốc lá cho Sa Hồng Quân. Tuy nhiên, Sa Hồng Quân chỉ châm thuốc cho Diệp Phàm, còn điếu của mình, hắn kẹp sau vành tai. Xem ra rất biết điều, hơn nữa, hắn tiếp xúc với Diệp Phàm chưa được bao lâu, không dám xuồng xã. Ôi, đáng lẽ là nói chuyện ổn thỏa rồi, không lâu. Sa Hồng Quân kể hết chuyện rắc rối giữa Tôn Minh Ngọc với gia đình Nông Liên Liên, kể y xì như lời Nông Viện Viện. Ồ, trưởng ban Tôn sốt ruột rồi. Nông gia ở huyện Giang Tân đã đưa ra thông điệp cuối cùng. Diệp Phàm cố ý thở dài. Đúng vậy, tối qua trưởng ban Tôn lại đến nhà Liên Liên. Nói qua nói lại mãi, lại còn lôi theo cả ông trưởng ban Đỗ của ban tuyên giáo đến làm thuyết khách. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn chả có tác dụng gì. Cô em họ Liên Liên của tôi biết chuyện liền khóc, khóc bán sống bán chết. Nhưng Liên Liên rất hiếu thuận với gia đình, nói cô ta hạ quyết tâm đi theo trưởng ban Minh Ngọc. Có điều. Liên Liên cũng nói, nếu như gia đình cứ một mực ép cô, có chết cô cũng không lấy tên thái tử ra ở huyện Giang Tân kia. Ôi! Sa Hồng Quân thở dài. Chẳng lẽ trưởng ban Tôn bỏ mặc như vậy? Diệp Phàm cố ra vẻ kinh ngạc hỏi. Chắc chắn là không, trưởng ban Tôn cũng rất thích cô em họ tôi, tuyệt đối không thể bỏ qua. Sáng nay, bố của trưởng ban Tôn, trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy Tôn Quốc Đống lại tới huyện chúng ta. Nhưng không đến huyện ủy, chắc là đi đến nhà Liên Liên rồi. Sa Hồng Quân kể hết, chẳng giấu giếm gì Diệp Phàm, nếu chủ tịch Diệp thích thì cũng đáng nói. Dù sao thì ở Ma Xuyên chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì. Sa Hồng Quân ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Nghe nói lần này có cô phát thanh viên Giang Đào Hồng của đài truyền hình khu vực mới được điều xuống đây không lâu, cũng đi cùng trưởng ban Tôn. Ánh mắt Sa Hồng Quân lộ rõ vẻ mến mộ. Cô ta đến làm gì? Diệp Phàm giật mình, nghĩ đến tác dụng tuyên truyền của đài truyền hình, nếu mà cảnh tu sửa con đường Thiên Sa Sơn bị phát tán, thì ít nhất có thể mang lại tác dụng tuyên truyền rất tốt cho Ma Xuyên. Trước đây khi còn ở thành phố Mặc Hương, Phu Phi Phi ở đài truyền hình thành phố đã giúp ích cho hắn rất nhiều. Nghe nói, gần đây, đài truyền hình khu vực đang muốn làm một bộ phim chuyên để tuyên truyền ca ngợi anh hùng liệt sĩ cách mạng, mà huyện Ma Xuyên của chúng ta trước kia thổ phỉ tung hoàng ác lắm. Lúc ấy. Để tiêu diệt mấy tên thổ phỉ, dân quân giải phóng cũng đã phải hy sinh nặng nề.
họ đã hy sinh xương máu để giải phóng nơi này. Nếu Chủ tịch Diệp mà đến đó dạo quanh sẽ phát hiện thấy còn rất nhiều vết đạn lưu lại. Đúng lúc trưởng ban tôn muốn xuống thì Giang Hồng Đào cũng xuống theo. Nghe nói cùng đi còn có một đồng chí nữ của phòng tuyên truyền địa khu, nói là muốn thu thập, chỉnh lý một số tài liệu, để tiện cho sau này làm bộ phim chuyên đề ca ngợi anh hùng liệt sĩ. Sa Hồng Quân nói xong, sắc mặt cũng trở nên trang trọng. Ma Xuyên của chúng ta đúng là có lịch sử rất lâu đời, nên coi là vùng giải phóng cũ, huyện vùng sâu vùng xa, nên tuyên truyền về nó tốt một chút. Nói qua với nông viện viện, hỏi xem việc của trưởng ban tôn làm đến đâu rồi. Diệp Phàm nói, nếu không thì để tôi trực tiếp đến nhà em họ xem thế nào, tình hình thế nào sẽ báo cáo cụ thể cho anh. Sa Hồng Quân cảm thấy Diệp Phàm rất quan tâm đến chuyện của trưởng ban tôn, nên hắn cũng rất xem trọng việc này. Cũng được, có chuyện gì thì gọi điện báo ngay cho tôi. Diệp Phàm gật gật đầu. Sa Hồng Quân vừa đi, Diệp Phàm gọi ngay cho Tề Thiên ở Hồng Kông, hỏi. Tề Thiên, lần đó tôi đã nói qua với cậu, có thể quyết định việc sắp xếp chức vụ phó chủ tịch thị trấn ở tỉnh Giang Đô hay không? Việc đó mà còn không giải quyết được thì Tề Thiên em còn làm ăn gì nữa? Chỉ là chức phó chủ tịch nhỏ của thị trấn, lại không phải là chủ tịch huyện. Chủ tịch tỉnh Giang Đô là bác em, ông anh quá xem thường khả năng của thằng em này rồi, em sẽ giúp anh làm chủ tịch huyện, mà thôi, anh cũng đã là chủ tịch huyện rồi, ha ha. Nghe giọng có vẻ như thằng danh này đang dương dương tự đắc, chợt hắn hỏi. Tên khốn AOI tới khảo sát thế nào rồi? Được, có thể quyết định là tốt rồi. Gần đây chắc là có việc phải làm, hay là cậu về đây, chúng ta cùng gặp nhau một chút. Diệp Phàm ra vẻ cười nói. Không cần trở về, hơn nữa gần đây em cũng bận, chắc phải đến cuối năm mới có thể quay về. Một phó chủ tịch thị trấn nhỏ bé, thời gian trước đại ca nói với em mới chú ý đến. Về sau, lại có một lần em gọi điện cho bác. Lúc ấy thư ký Trịnh nghe máy, em liền nhân cơ hội ba hoa với thư ký Trịnh một lúc. Hắn nói cái kia đơn giản, lúc nào quyết định thì gọi điện cho hắn, không cần bác em phải ra mặt, hắn ta gọi thẳng cho bí thư huyện ủy huyện Giang Tân Lưu Thủy Hòa, vậy là xong. Thêm một phó chủ tịch thị trấn chỉ là một việc còn con, chẳng có gì khó cả. Tề Thiên nói thẳng, hồn nhiên như chẳng có gì quan trọng. Được, chắc chỉ vài ngày nữa thôi. Diệp Phàm cười nói. Được. Đến lúc đó gọi điện cho em. Tề Thiên cười nói, lại hỏi chuyện của AOI, Diệp Phàm đành kể hết một lượt sự việc cho hắn nghe, thằng nhãi này liền chửi. Cái thằng quỷ AOI này không còn là người nữa rồi, chuyện tồi tệ như vậy mà hắn cũng làm được. Không sao, mấy ngày nữa hắn ta sẽ trở về, để xem hắn ta có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của tôi không. Chẳng qua là muốn nhân dịp này đến để đòi hỏi một số điều kiện có lợi ho mình, có ý đi lướt một vòng Hồng Sa Châu. Những người làm ăn buôn bán, đều là những người rất sắc bén, có thể mất công một chút nhưng quyết không thể cầu thả. Diệp Phàm cười nói vô cùng tự tin. Xem ra những ngày tháng đại ca sống ở Ma Xuyên này thật không hề dễ dàng đây. Rõ ràng trong giọng nói của Tề Thiên có chút gì đấy lấy làm vui mừng khi thấy người khác gặp chuyện không hay. Cái cậu này, đại ca rơi vào cảnh khó khăn mà cậu còn đắc ý được sao? Có phải là muốn gây sự không? Nếu không thì cậu mau mang mấy triệu tới trợ giúp anh gấp. Diệp Phàm hắng giọng cười nói. Khoan đã ông anh, em đã phải tốn biết bao sức lực mới có thể điều động AOI đến được. Về phần tiền mặt, khà khà, tin chắc rằng ông anh sẽ có cách, trước đây ở Lâm Tuyền mấy chục triệu còn được, bây giờ đến Ma Xuyên rồi, mấy chục triệu không phải là việc còn con sao. Tiểu đệ hiện đang ở Hồng Kông, thì có thể đưa cho anh khoản tiền gì? Vậy em đưa toàn bộ tiền lương cho anh thì cũng trả được mấy đồng. Tề Thiên cười nói xong liền gác máy, không để Diệp Phàm tiếp tục rông dài nữa. Thằng danh cậu. Trong viện vang lên tiếng gầm đầy phẫn nộ của Diệp Phàm, chỉ tiếc là Tề Thiên đã sớm gác máy. Ôi, đối xử với nhau như vậy đấy, thật là mệt nhọc. Diệp Phàm thở dài, uể oải cởi cái thắt lưng ra, mở mồm ngáp một cái phải đến một phút, đặt người ngồi xuống ghế. Làm heo không mệt. Đáng tiếc, chỉ có mấy tháng dễ sống. Hắn vừa đặt người xuống, không ngờ từ đâu vang đến giọng châm chọc lạnh lùng. Hơn nữa lại là giọng nữ. Diệp Phàm vô cùng sửng sốt, thầm nhủ, trong thị trấn Ma Xuyên này, Chu Phú Đức đang nằm viện, còn có ai dám nói với ta những lời như thế, hơn nữa lại là nữ. Đôi mắt hắn dán vào cửa. Cái bóng thấp thoáng từ đằng xa, không lâu sau,
một phụ nữ mặc áo gió trắng giống như thiên sứ xuất hiện. Chân cô nàng đi một đôi tất trắng làm đôi giày màu hồng nổi bật lên, thật là tươi mới, đẹp đẽ vô cùng, khuôn mặt trái xoan trẻ trung nõn nà. Trên đầu nổi lên một búi tóc đen nhánh, có mấy sợi tóc rủ xuống ở hai bên mai, càng khiến người ta rung động trước cô nàng, như một quả đào tươi ngon chín mọng khiến cho người khác phải thèm nhỏ dãi. Chỉ có điều, lúc này cô gái lộ rõ vẻ mặt đầy kiêu ngạo và khinh thường, thậm chí, đôi mắt tinh tường và thuật xem tướng của Diệp Phàm cũng được phát huy hết, phát hiện thấy trong mắt cô ta ẩn giấu một nỗi uất hận đầy phức tạp. Kỳ lạ, mình nằm ở đây, chọc giận gì cô ta, sao lại hận mình, thật là quái gở. Trong lòng Diệp Phàm thầm nghĩ, có chút gì đó mơ hồ khó hiểu, miệng thì không nói thành lời, vẫn giữ nguyên như vậy, nằm ì trên cái ghế trúc, hai mắt nhìn một cách lờ đờ, hướng nhìn vào cô ta. Hơn nữa, hắn ta còn cố ý, ánh mắt của hắn ta giống như là đang thưởng thức, hoặc như đang đánh giá hàng hóa vậy, ánh mắt dò xét lướt khắp người cô ta, từ mặt đến cổ, rồi từ cổ xuống ngực, từ ngực xuống eo, rồi xuống đến vùng bụng, rồi thẳng xuống chân. Hứ, đây là cách chủ tịch huyện Diệp tỏ ra tôn trọng phụ nữ à? Dường như cô ta có chút phẫn nộ, lườm chủ tịch huyện một cách hung hăng đầy khinh bỉ, chất vấn. Ha ha, tôi nằm ở nhà tôi, rảnh rỗi ngắm trời ngắm đất, việc này không hề phạm pháp, lại càng không đụng chạm gì đến cô cả. Nếu là ở nhà mình, ánh mắt dò xét cũng là bình thường. Giả dụ như là đang ở phòng của cô cởi trần cũng chả ai có thể nói cô thiếu lễ phép, mất mặt. Cô nương, cô vô tình bước vào đây, tiếng đầu tiên cô nói là làm heo, rốt cuộc ai thiếu tôn trọng ai đây? Thiên hạ tự biết phải trái. Diệp Phàm vẫn chưa đứng lên, thản nhiên nói, tự nhiên cứ như không hề có sự xuất hiện của cô gái bên cạnh. Lưu manh ông mới cởi hết. Cô gái tức giận, miệng hầm hừ tức tối, lộ rõ vẻ khinh miệt. Lưu manh, vừa hay, ngược lại cũng chẳng khác là mấy. Tự ý xâm phạm nhà người khác là phạm pháp, tôi chưa nói ra thì cô đã nói rồi, thật buồn cười, cuộc đời có việc buồn cười thế này ư. Ôi, ai đó thường nói, trong thiên hạ, phụ nữ là loại khó bao, chẳng lẽ vị nhân sĩ vĩ đại này lại nói đúng rồi sao? Diệp Phàm vẫn còn ra vẻ coi thường. Ông mới là kẻ ti tiện. Cô gái gầm lên. Ti tiện hay không mấu chốt là ở chỗ bụng dạ cô thế nào? Làm như vậy mà không thấy hổ thẹn, người khác cho rằng cô là tiểu nhân ti tiện, vậy thì thế nào? Diệp Phàm nhướng mày lên, cười tủm tỉm. Chủ tịch huyện Diệp thật đúng là kẻ miệng lưỡi sắc nhọn, tiểu nữ nói không lại ông, tôi muốn hỏi, đây có phải là nơi trước đây chủ tịch huyện Giang ở? Cô gái lạnh lùng hỏi. Cô là ai? Tại sao tôi phải nói cho cô? Diệp Phàm giật mình, cảm thấy cô gái này có chút kỳ lạ, thầm nghĩ, con mẹ nó, nếu như buổi tối mà gặp phải loại phụ nữ thế này còn tưởng là gặp phải hồn ma của Tiểu Thiến, nhân vật trong phim Thiện Nữ U Hồn ấy chứ, dáng vẻ của con người nửa ma nửa quỷ này cũng không tồi. Giang Đào Hồng. À ta rít qua kẽ răng ba chữ. Cô cũng họ Giang. Diệp Phàm cố ý hỏi, dĩ nhiên là muốn thăm dò à ta. Đừng hiểu nhầm, tôi là phát thanh viên của đài truyền hình khu vực, đến để phỏng vấn cho bộ phim phóng sự chuyên đề. Đối tượng trọng tâm mà chúng tôi tiến hành phỏng vấn lần này là về khu nhà của Mã Gia. Nghe nói trước đây Mã Vũ Đồng, em gái của Mã Hồ Tử sống trong khu nhà này phải không? Lúc ấy, quân giải phóng đã trải qua trận chiến quyết liệt. Giang Đào Hồng giải thích rõ ràng, ý là để Diệp Phàm đừng hiểu nhầm, cô ta và chủ tịch huyện Giang không hề có bất kỳ quan hệ gì. Cô ta làm như vậy là để thu hút sự chú ý của Diệp Phàm. Thầm nghĩ, cô gái này chắn hẳn phải có chút ít quan hệ gì đó với chủ tịch Giang, nếu không thì khó mà giải thích được sự uất hận ẩn sâu trong ánh mắt của cô ta. Huống hồ, sao cô ta phải giải thích cặn kẽ như vậy, giấu đầu hở đuôi. Tuy nhiên, chắc là không thể, nếu mà có quan hệ thật thì Sa Hồng Quân đã nói với mình rồi, lẽ nào Sa Hồng Quân không biết Thiên Kim tiểu thư của chủ tịch huyện tiền nhiệm Giang. Chắc là mình hơi ảo tưởng thôi. Mời cô Giang ngồi. Diệp Phàm kìm chế bản thân để diễn kịch, kéo một cái ghế ra, cười nói. Nói thật, tôi cũng vừa mới đến Ma Xuyên, vẫn còn chưa quen với khu nhà của Mã Gia này. Nếu cô Giang muốn tìm hiểu rõ hơn, tôi có thể bố trí một đồng chí quản lý hồ sơ huyện giới thiệu với cô. Tốt quá! Giang Đào Hồng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Diệp Phàm đứng lên đi pha trà. Chủ tịch Diệp, ông ở đây một mình ư? Giọng Giang Đào Hồng ấm áp hơn một chút, hỏi. Đúng vậy, cũng muốn kêu vài người đến ở cùng, có điều, mọi người đều nói ở đây có ám khí,
không dám đến, ha ha. Diệp Phàm vừa mở túi trà vừa cố ý nói. Ám khí, có phải là cái chết của chủ tịch huyện Giang, việc này thì có liên quan gì? Giang Đào Hồng nói mặt không sắc, hỏi. Đúng vậy, người chết và heo thì có gì là khác nhau đâu, trên đời này làm gì có chuyện ma quỷ. Diệp Phàm còn cố ý thêm nếm vào, chỉ trong chốc lát lại thu hoạch được cái mới, phát hiện ra khi mình nhắc đến chữ heo, mí mắt của Giang Đào Hồng lại giật một cái, hình như có chút gì đó không vừa ý. Đúng vậy, quỷ thần gì gì đó ai mà tin được nhỉ? Giang Đào Hồng thản nhiên nói. Vì vậy, việc chủ tịch Giang Thắt Cổ chết, linh hồn của ông ta đã tiêu tan rồi, người đã mất rồi, không thể quay lại được, có gì mà người ta phải hoảng sợ, cô nói có phải không hả phóng viên Giang? Diệp Phàm ra vẻ vô cùng tự nhiên, tiếp tục kích thích Giang Đào Hồng. Ừ, Giang Đào Hồng ừ một tiếng rồi quay mặt đi, như thể trong mắt có hạt bụi bay vào, rụi rụi một chút. Tuy nhiên, Diệp Phàm thấy trong hốc mắt cô gái hình như còn ngân ngấn nước. Ôi, chủ tịch Giang thật đáng tiếc, vẫn đang khỏe như vậy mà đã sớm ra đi, nghe nói là không chịu nổi áp lực công việc nên thắt cổ tự tử. Cũng có người nói là tham ô nhận hối lộ. Còn có người nói là do hám của lạ gì gì đó, giá mà ông ấy kiên cường hơn một chút, thanh sạch hơn một chút, đứng đắn hơn một chút thì tốt rồi, ông ấy không thể yếu đuối như vậy. Diệp Phàm vừa nói tới đây thì bị giọng nói rất mất lịch sự của Giang Đào Hồng ai nói vậy chặn ngay họng lại. Thấy Diệp Phàm hơi ngạc nhiên nhìn mình, Giang Đào Hồng lập tính bình tĩnh lại, nói. Thất lễ quá, tôi cảm thấy người đó chịu áp lực quá lớn, chắc cũng không muốn tự sát. Huống hồ ông Giang còn là chủ tịch của một huyện, có thể ngồi ở vị trí đó, ý chí của người ấy cũng phải vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, chủ tịch Giang không phải hạng người tham ô nhận hối lộ, ở huyện Ma Xuyên này, Giang tiếng của ông ta tương đối tốt. Còn nếu nói là ông ta hám của lạ, điều này càng không thể, chủ tịch Giang là người đứng đắn, biết đối nhân xử thế. Vậy sao, sao cô lại hiểu rõ như vậy? Tuy nhiên, nghe nói là phóng viên Giang đi cùng trưởng ban tôn. Cô không đi cùng họ sao? Diệp Phàm chuyển ngay chủ đề, trong bụng cũng đã có tính toán, cũng không muốn kích động cô nàng đáng thương này. Tuy nhiên, lúc này cũng đã có chút nghi ngờ. Ồ, bọn họ đi sang bờ sông bên kia rồi, tôi có chút hứng thú với khu nhà của Mã gia nên mới chuyển hướng đi sang đây, chắc họ cũng sắp đến đây rồi. Giang Đào Hồng nói, liếc mắt sang xem thái độ Diệp Phàm thế nào, nói tiếp. Chủ tịch Diệp. Có thể cho phép tôi đi tham quan trong nhà một chút được không? Nếu cần phải làm chuyên đề, nói không chừng sau này còn phải chụp cả ảnh nữa, bây giờ cứ đi xem để chuẩn bị trước. Được, để tôi đưa cô đi một vòng. Có thể dẫn phát thanh viên xinh đẹp của đài truyền hình khu vực đi dạo một vòng là niềm vinh hạnh của tôi. Diệp Phàm cố tỏ vẻ vô cùng hãnh diện, đưa Giang Đào Hồng đi dạo một vòng quanh khu nhà. Lúc đi vào gian phòng mà chủ tịch Giang thắt cổ, Giang Đào Hồng đưa tay ra sờ sờ. Gõ gõ đập đập vào, miệng còn cố ý tỏ ra tán thưởng căn phòng đủ mọi mặt, nào là được thiết kế tinh xảo, còn chỉ ra là nó được áp dụng nghệ thuật cổ xưa, tuy Diệp Phàm luôn miệng trò chuyện cùng, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng quan sát Giang Đào Hồng. Có người nói chủ tịch Giang bị người ta mưu sát, tôi cho rằng việc này chỉ là nói lung tung, tôi có một người anh em trước đây làm ở phòng điều tra của Bộ Công an, đã thành lập một tổ xuống điều tra vụ án này. Cuối cùng cũng không phát hiện ra điều gì. Ôi, người trong Giang gia cũng thật là, dỗi hơi không có việc gì lại gây chuyện, người chết thì cũng đã chết rồi, còn gây sức ép cho nhân dân Ma Xuyên, phiền phức. Diệp Phàm vừa nói tới đây, loáng thoáng phát hiện ra tay của Giang Đào Hồng đang sờ vào chỗ bức khảm hoa trên giường, ra sức chạm vào một ô khắc hoa trong bức khắc hoa trên giường, hơn nữa còn run lên một cách đáng sợ. Chương 830, phim chuyên đề. Đôi mắt đẹp long lanh đột nhiên nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đầy thù hận. Khi Diệp Phàm giả vờ quay mặt đi, Giang Đào Hồng lập tức kiềm chế được cơn thù hận của mình, mỉm cười, nói. Có lẽ là vậy. Tuy nhiên, với dáng vẻ hơi kỳ lạ, cô gái hỏi. Không biết là người anh em của chủ tịch Diệp tên là gì, được làm công tác điều tra ở Bộ Công an, công việc này chắc hẳn là thú vị lắm đây. Đây là việc tôi không thể nói cho cô được, các đồng chí công tác ở bộ phận điều tra đều phải giữ bí mật, họ có kỷ luật thép. Vì trước đây tôi và cậu ta rất thân nhau, cho nên, ha ha. Diệp Phàm cố tình thoái thác, tỏ ra bộ dạng rất khó xử, khiến cho Giang Đào Hồng mất hứng thú. Khi ấy người anh em của anh đã nói gì? Dường như Giang Đào Hồng vô cùng nôn nóng, hỏi một cách tường tận kỹ càng.
việc này tôi không thể nói linh tinh được. Diệp Phàm lại tiếp tục thoái thác, một lần nữa hắn mơ hồ cảm nhận được ánh nhìn đầy căm hận của Giang Đào Hồng. Trong lòng hắn có chút dao động, miệng lẩm bẩm nói. Tuy nhiên, việc này, vừa thấy ánh mắt háo hức chờ đợi của Giang Đào Hồng, hắn ta lập tức ngậm miệng lại, nhún vai, cười nói. Việc này, cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi, không nói nữa, nói tiếp sẽ khiến lòng người hoang mang. Phóng viên Giang, tôi tiếp tục đưa cô đi tham quan nhé. Vậy, cảm ơn. Mặc dù Giang Đào Hồng rất thất vọng nhưng vẫn ra vẻ rất vui mừng. Phóng viên Giang, Ma Xuyên quá nghèo, thậm chí, đến bây giờ vẫn có những người dân chết vì đói. Cô là nữ phát thanh viên nổi tiếng của đài truyền hình, ở Đức Bình của chúng ta mà nói thì tiếng tăm có ảnh hưởng rất lớn. Liệu có thể nhân làm phim chuyên đề mà tuyên truyền một chút về Ma Xuyên không, giới thiệu hiện trạng Ma Xuyên từ nhiều mặt như nhân văn, địa lý, lịch sử, kinh tế, tình trạng giao thông. Diệp Phàm đưa ra những ý kiến của mình, mặc cho nó có được dùng hay không, trước tiên cứ nhen nhóm ý tưởng cho Giang Đào Hồng, còn hơn là không nói. Việc này hơi khó, chủ đề trọng điểm của phim chuyên đề lần này là về sự hy sinh của quân giải phóng khi xưa, không thể đổi thành phim tuyên truyền cho kinh tế ở Ma Xuyên được. Làm như vậy chẳng có gì là đặc sắc sẽ không thu hút được sự quan tâm của khán giả, vậy thì bộ phim này còn làm để làm gì? Giang Đào Hồng liếc nhẹ Diệp Phàm một cái, nói giọng lạnh lùng. Chắc hẳn trong lòng có chút oán hận, nếu như cô ta thật sự là người nhà của Chủ tịch Giang thì từ chối là phải. Thậm chí, có thể nói, trong lòng cô còn tràn đầy thù hận với Ma Xuyên này, chắc chắn là không hề quan tâm đến sự sống chết của người dân Ma Xuyên. Vậy thì thôi. Nếu như đã có chủ đề trọng điểm như vậy thì tôi cũng không có lời nào để nói nữa. Có điều, hai ngày nữa, sau khi tổng động viên toàn thể nhân dân Ma Xuyên dốc hết sức lực tu sửa dãy núi Thiên Sa, đến lúc ấy có thể mời phóng viên Giang đến, linh hoạt một chút, giúp chúng tôi tuyên truyền một chút được không? Diệp Phàm cười nói, tỏ vẻ hòa nhã, điềm đạm. Hừ, tôi chúa ghét bị ép làm cái thể loại chỉ được cái mẽ ngoài, thực chất chỉ làm hao tài tốn của những người dân nghèo, xin lỗi. Sắp cuối năm rồi, đài truyền hình chúng tôi không rảnh rỗi. Giang Đào Hồng chẳng kiêng nể chủ tịch Diệp tí nào, khiến cho hắn ta có vẻ hơi xấu hổ. Ít nhất, Giang Đào Hồng không phun ra bốn chữ công trình thể diện cũng coi như là để cho Diệp Phàm chút sĩ diện. Trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp đúng là vênh váo, đài truyền hình thì có cái quái gì ghê gớm chứ. Ông đây tốt xấu gì thì cũng là một chủ tịch huyện, đã vứt bỏ sĩ diện hạ mình cầu xin cô, không nể nang gì thì thôi. Ít nhất cũng phải nói năng khéo léo một tí chứ. Trong lòng hắn chẳng thoải mái chút nào, miệng vẫn cười nói. Ha ha, chả là phóng viên Giang cho rằng tôi đang làm công trình chiến tích, công trình thể diện rồi. Nói thật một câu, làm quan chức, có lúc đúng là phải làm những việc hào nhoáng, có như thế thì lãnh đạo cấp trên mới có thể thấy được thành tích của anh ta. Có điều, lần này tôi hoàn toàn không phải làm vì mục đích như vậy, núi Thiên Sa. Phóng viên Giang phải ngồi xe đi trên núi thì mới có thể cảm nhận hết được. Ở đó hàng năm đều có vụ lật xe làm mất đi 20, 30 mạng người, có người thành cô nhi, mẹ mất con, vợ mất chồng, chồng mất vợ, ôi, nhân lần sửa đường để kể ra thôi. Nhà nước của chúng ta chỉ có thể đưa ra chút ít tiền trợ cấp lương thực, còn những thứ tiền trợ cấp khác thì không có. Nói toạc ra là nhân dân chăm họ tự mình bỏ công bỏ sức ra, họ làm không công, sửa đường bằng sự nhiệt tình của mình. Lẽ nào không trở thành tin trọng điểm của đài truyền hình được sao? Diệp Phàm bộc bạch rất chân thành. Tuy nhiên, Giang Đào Hồng như thứ ung nhọt đáng ghét, cứ chơi như đá, đối với việc như vậy mà lãnh đạm, thờ ơ, không quan tâm, lạnh lùng nói. Tôi vẫn phải nhắc lại câu nói khi nãy, đài truyền hình không rảnh rỗi. Công việc lãnh đạo giao cho còn làm chưa xong, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà đi chụp các ông sửa đường. Hơn nữa, Chủ tịch Diệp không phải vì đây là công trình thể diện thì còn quay làm gì. Ánh mắt Giang Đào Hồng lộ rõ vẻ khinh thường. Trong lòng cô cho rằng, kẻ làm quan ai cũng như vậy phải không? Vậy thì tôi cũng nói rõ cho cô biết, ít nhất thì đối với Diệp Phàm tôi, việc này không phải như vậy, hừ. Diệp Phàm tức giận, hừ một tiếng lạnh lùng không thèm để ý đến cô ta. Hắn rời khỏi gian phòng, lại quay về nằm trên ghế, tiếp tục cuộc sống của mình. Vốn dĩ hắn có chút thông cảm nhưng trong chốc lát tất cả đều tiêu tan. Thậm chí, hắn còn có những suy nghĩ độc ác, nếu cô gái này đúng là con gái của Chủ tịch Giang, hắn ta còn điều tra lại vụ án, điều tra lại toàn bộ. Ừ,
Tôi đang ở chỗ Chủ tịch Diệp, mọi người đến đây đi. Sau khi nghe điện thoại xong, bỏ máy xuống, Giang Đào Hồng tiến lại và nói. Chủ tịch Diệp, có lẽ ông cho rằng tôi là người vô tình, nhưng đây là nguyên tắc của tôi, chắc trưởng ban tôn sắp đến đây rồi. Vừa dứt lời, từ phía ngoài vọng vào tiếng cười nói của trưởng ban tổ chức cán bộ khu vực Tôn Quốc Đống. Chủ tịch huyện Diệp, thật là có nhã hứng. Nhã hứng, khó mà được như vậy, người ta thường nói trộm được kiếp phù du, nửa ngày nhàn, nói thật, đến Ma Xuyên lâu như vậy rồi, đến ngày hôm nay mới được nghỉ ngơi một chút. Thời gian trước tôi chạy ngược chạy xuôi, các vị lãnh đạo khu vực thấy tôi ở đâu, giống như lũ ruồi nhặng trong chớp mắt đã bâu đến rồi. Ha ha, Ma Xuyên này, cuộc sống gian nan trưởng ban tôn nhỉ. Mời ngồi. Diệp Phàm cười ha hả, chào đón khách. Ha ha, Chủ tịch Diệp, dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp diễn mà, Ma Xuyên này bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Đừng quá nóng vội, chuyện gì phải đến sẽ đến, nóng vội cũng không thể uống được tàu phớ nóng đâu. Tôn Quốc Đống ngồi xuống một cái ghế khác. Chỉ chốc lát sau, Nông Viên Việt, Sa Hồng Quân cũng đến. Người đến cuối cùng là trưởng ban Tôn Ngọc Minh, tuy nhiên, đi cùng hắn còn có một cô gái xinh đẹp mặc một bộ đồ màu tím, hơi giống với Nông Viện Viện. Có lẽ đây là cô nàng Nông Liên Liên khiến cho Tôn Ngọc Minh đau đầu. Ha ha ha, trưởng ban Minh Ngọc, còn mang được cả người đẹp về à? Diệp Phàm cố ý kích Tôn Minh Ngọc, vì vừa rồi Sa Hồng Quân đã lén báo cho hắn rằng trưởng ban Tôn Quốc Đống ra mặt cũng không ích gì, hình như là người nhà Nông Liên Liên ở huyện Giang Tân bên bờ sông đối diện phản đối vô cùng kịch liệt, không nể nang trưởng ban Tôn một chút nào. Chuyện này cũng là bình thường, mặc dù ở Đức Bình, Tôn Quốc Cường có thể hô phong hoán vũ, nhưng đối với gia tộc nhà họ Nông bên bờ sông đối diện thì lại không có cách nào để lay chuyển. Họ là người huyện Giang Tân, tỉnh Giang Đô, quyền lực của Tôn Quốc Đống có lớn đến đâu cũng không thể vượt sang tỉnh khác. Vừa rồi lúc ở nhà Nông ra, Nông Liên Liên đã khóc như mưa như gió. Mẹ của Nông Liên Liên thì lấy cái chết để đe dọa, ồn ào ầm ĩ không ngớt. Nông Liên Liên bị kẹt ở giữa, tự nhiên khổ sở, thái độ của Nông Các Đông. Anh trai của Nông Liên Liên cũng không tệ, luôn luôn khuyên cha mẹ, có điều chẳng có tác dụng gì. Bởi lẽ chuyện này ảnh hưởng đến cuộc cưới xin khác. Bạn gái của Nông Các Đông cũng là người huyện Giang Tân, hình như bố cô gái cũng có chút địa vị ở huyện Giang Tân. Ông ta đưa ra một điều kiện duy nhất với Nông Các Đông là lúc nào hắn ta thăng quan tiến chức mới được đến cửa nhà này. Cho nên, vì chuyện trọng đại cả đời của con trai nên mẹ Nông Liên Liên đành phải nhẫn tâm làm khó con gái. Vi Hồng Mai mẹ của Nông Liên Liên vốn nghĩ rằng dựa vào địa vị của Tôn gia ở Đức Bình, việc giúp cậu con trai Nông Các Đông làm chức phó chủ tịch thị trấn không phải là khó, ai mà biết được, việc này lại dây dưa, phiền phức. Tôn Quốc Đống đến huyện Giang Tân tìm người, tuy nhiên hình như không được thuận lợi. Bọn họ ai cũng tỏ ra khách khí, cái gì mà cứ huyện láng giềng, tỉnh anh em, vừa thấy bóng dáng Tôn Quốc Đống, người ta đã không nhận người rồi. Ôi, để chủ tịch Diệp chê cười rồi. Tôn Minh Ngọc có chút ủ rũ, mặt mày ủ rột khiến người ta buồn cười. Nông Liên Liên đứng bên cạnh mắt đỏ hoe, nước mắt lại trào ra. Hỏi thế gian tình là chi, mà người ta sống chết không màng, ôi! Diệp Phàm đột nhiên thốt ra câu nói, và Diệp Nhược Mộng như hiện ra trước mắt. Mọi người ở đó nghe thấy những câu nói đầy bi ai này, cũng rơi vào một cảm xúc mơ hồ tương tự, không một ai phát ra tiếng động nào. Một lúc lâu sau, Diệp Phàm ngoảnh lại, cười nói. Khiến mọi người chê cười rồi, trưởng ban Tôn, đi qua huyện Giang Tân à. Sang không dưới 3 lần rồi, tìm gặp tất cả mọi người rồi, vô dụng, ôi. Trong chốc lát Tôn Quốc Đống như già đi nhiều, có vẻ như bất lực, cũng có việc mà trưởng ban tổ chức cán bộ như ông ta không thể làm được. Sao lại có thể thế được? Diệp Phàm có chút không hiểu, thầm nghĩ, Tôn Quốc Đống không phải là một phó chủ tịch thị trấn. Hắn ta chỉ cần xuất hiện quảng tiền ra, 1 vạn không được thì 2 vạn, 2 vạn không được thì 5 vạn, còn không thể xong việc sao, lẽ nào trong việc này còn có ẩn khúc gì? 2. Chủ tịch Diệp, kể cho cậu nghe cũng không sao, dù sao cũng không phải là chuyện gì mất mặt cho lắm. Vốn dĩ sự đã thành rồi, sau đó lại có một tên ở đâu chui ra, Thái Đông, con trai của Thái Trung Minh bí thư đảng ủy huyện Giang Tân, cũng có ý với Liên Liên. Lần đó hắn ăn cơm cùng với anh trai Liên Liên, lúc đó Liên Liên cũng có ở đó, vốn quan hệ giữa Thái Đông và anh trai Liên Liên, Nông Các Đông khá tốt, hắn mập mờ đưa ra ý này. Các Đông biết chuyện giữa Liên Liên và Minh Ngọc, vì vậy từ chối thẳng,
ai ngờ tên Thái Đông này lại là kẻ thù dai, làm ầm lên đòi cha hắn là Thái Trung Minh ra mặt làm khó dễ. Đương nhiên là bí thư Lưu của huyện Giang Tân không thể vì người Đức Bình chúng tôi mà đắc tội với Thái Trung Minh. Việc này, chắc là khó mà thành rồi. Không ngờ, Tôn Quốc Đống tôi làm công việc tổ chức cán bộ mấy chục năm rồi, quan chức do tôi đề bạt không phải hàng nghìn thì cũng phải mấy trăm. Kết quả thì sao, đến chức vụ phó chủ tịch thị trấn cũng không làm gì nổi. Người ta nói, cách nghề như cách núi, tôi cũng muốn nói, cách tỉnh như cách trời. Tôn Quốc Đống than thở. Thì ra là thế. Diệp Phàm thốt ra một câu, điện thoại chợt vang lên. Chương 831, nói láo. Sau khi đi ra chỗ khác, nhấc máy lên nghe, liền nghe thấy giọng của Tề Thiên. Đại ca, nếu bây giờ anh có thể đến giải quyết việc ngay càng tốt, bác tôi bí thư Trịnh Bình hiện đang làm việc ở thành phố Đông Hà. Huyện Giang Tân trực thuộc sự quản lý của thành phố Đông Hà, hơn nữa, thành phố Đông Hà chỉ cách huyện Giang Tân 2 giờ ngồi xe. Vừa rồi nghe tôi nói vậy, bí thư Trịnh liền đồng ý ngay, nếu cần thiết ông ấy sẽ lập tức đi Giang Tân một chuyến, vừa hay bí thư Lưu của huyện Giang Tân cũng vẫn đang trong huyện. Chỉ cần bí thư Lưu gật đầu, lập tức có thể bảo phòng tổ chức cán bộ xuống khảo sát rồi, một phó chủ tịch thị trấn bé nhỏ không thể gây khó khăn cho bí thư Lưu được. Hơn nữa, bí thư Trịnh cũng khá tốt, cũng đến nhà tôi còn gọi anh ấy là anh Trịnh. Có điều, anh ấy gọi tôi là Tề Thiếu Gia, ha ha ha. Thằng nhóc này vừa nói liến thoáng bắn cả nước bọt, vừa cười hô hố, có vẻ đắc ý lắm. Thậm chí Diệp Phàm như thấy cả đầu bên kia Hồng Kông cũng đắc ý vậy. Có gì đáng ngạc nhiên đâu, tiểu tử cậu cũng là thái tử gia của tỉnh Lỵ, người ta gọi cậu là Tề Thiếu Gia cũng là bình thường, có khi người ta cũng chẳng nể nang gì cậu đâu, chẳng qua là vì oai của bác cậu. Nếu không thì đại ca cũng gọi cậu là Tề Thiếu Gia, để xem cậu kiêu ngạo ngông cuồng thế nào. Diệp Phàm khó chịu nói. Không dám, tôi nào dám để đại ca gọi tôi là Tề Thiếu Gia, như vậy sẽ bị tổn thọ mất. Tề Thiên nhanh chóng ngăn lại, ngay lập tức giọng trở nên cung kính. Biết vậy là tốt rồi, ngay tập lức cậu gọi cho bí thư Trịnh, chúng tôi sẽ đến Giang Tân ngay đây. Hơn nữa, nếu tiện thì lấy chút tiền ở chỗ bí thư Trịnh thì càng tốt. Diệp Phàm cười nói. Ôi, xem ra đại ca nghèo quá điên rồi, mò tiền mà mò cả ra chỗ khác, nghĩ đến việc kiếm cả ở tỉnh khác. Tề Thiên trộm nghĩ như vậy, miệng thì cười nói. Đại ca, việc này không hay lắm, làm sao có thể bảo bí thư Trịnh đem tiền của Tiêng Giang Đô cho Ma Xuyên của các anh được, việc này có vẻ không phù hợp với chính sách lắm, có khi bị nghi ngờ bán tỉnh. Phù hợp mà, tiểu tử, cậu nghĩ lại xem, nếu đường ở Ma Xuyên xử xong, xe từ huyện Giang Tân, thậm chí là từ thành phố Đông Hà có thể chạy thẳng qua thị trấn Ma Xuyên, vượt qua núi Thiên Sa đi một mạch đến Đức Bình. Không phải là càng dễ dàng đến Thủy Châu hơn sao, ngay đến cả xe từ tỉnh An Đông cũng có thể chạy sang bên này. Đương nhiên, cũng có thể đi bằng con đường qua Đức Bình đến tỉnh Chiết Ninh, nhưng tuyệt đối sẽ gần hơn tuyến đường mà bọn họ dùng bây giờ nhiều. Tôi cũng đã nghe ngóng qua, chủ yếu là do con đường ở núi Thiên Sa qua khó đi, xe to không dám đi. Nếu bọn họ đồng ý chi chút tiền, sửa xong đường rồi, không phải là bọn họ cũng sẽ có lợi sao? Không thì sau này chúng tôi tự tu sửa đường, nếu họ muốn qua thì sẽ mất tiền phí đi đường. Diệp Phàm giảng giải một cách nghiêm túc. Đại ca đúng là rơi vào ổ phỉ rồi. Có cần phải nhắc lại câu núi này tôi mở, cây này tôi đốn, muốn qua con đường này phải để lại tiền mãi lộ, ha ha ha. Tề Thiên Cường điên cuồng, đang chuẩn bị gọi điện. Tuy nhiên chỉ vài phút sau lại có điện thoại gọi tới, nói là, bí thư Trịnh đồng ý sau khi ăn cơm xong sẽ đi Giang Tân. Hơn nữa còn nói trước với bí thư Lưu của Giang Tân rồi, bảo Diệp Phàm đến gặp tại quán rượu ở Giang Tân. Thật là phiền cho cậu quá, Tề Thiếu Gia, nếu thực sự kiếm được tiền, thì sẽ thưởng thêm cho cậu. Diệp Phàm đau xót đưa ra lựa chọn. Yes, vẫn là đại ca tốt với tôi sẽ dốc hết sức nói chuyện với anh Tịnh, để xem thử xem có thể kiếm được chút tiền không. Tuy nhiên có lẽ đừng quá hy vọng, thực ra tỉnh Giang Đô nghèo hơn Nam Phúc của chúng ta nhiều. Kinh tế của Nam Phúc lại xếp ở vị trí thứ 6 toàn quốc, tỉnh Giang Đô lại ở ngoài top 10. Kẻ giàu lại hỏi đòi tiền kẻ nghèo, không hợp lý lắm, việc này cũng có chút khó khăn. Tề Thiên cười rồi gác máy, tuy nhiên, lại kiếm được miếng thịt chăn, trong lòng hắn vô cùng thích thú, vui mừng rồi. Viện, cô lập tức đến quán rượu thần nữ bố trí trước, ăn cơm xong chúng ta còn có việc phải làm.
Diệp Phàm giao việc cho nông viện viện. Nếu chủ tịch Diệp bận, chúng tôi sẽ không vòng vo nữa, lần này đến đây đơn thuần chỉ là việc cá nhân, chúng tôi sẽ về nhà ăn cơm. Tôn Quốc Đống cũng cười nói. Trưởng ban Tôn, các ông từ xa đến đây thì là khách rồi, bữa cơm này nhất định phải ở lại ăn, còn có cả nữ phát thanh Giang cũng lần đầu đến Ma Xuyên của chúng tôi, khách quý đến chơi làm sao có thể không nghênh tiếp được. Diệp Phàm cười, liếc mắt nhìn vẻ mặt xám xịt của Tôn Minh Ngọc, nói. Trưởng ban Minh Ngọc, việc gì phải như vậy, núi không chuyển thì nước chuyển, nói không chừng tới lúc nào đó lại chuyển thì sao, ha ha ha. Còn thay đổi thế nào được nữa, chẳng còn hy vọng gì. Tôi còn đang định đưa Liên Liên trốn đi, ôi. Tôn Minh Ngọc đột nhiên thốt ra câu nói. Trưởng ban Tôn, nếu cậu rảnh thì chiều nay đi cùng tôi sang Giang Tân một chuyến. Diệp Phàm ngoảnh sang cười nói. Chủ tịch Diệp có qua lại với bên kia sao? Tôn Quốc Đống ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm chằm chằm, trong lòng có chút không tin. Ông ta vốn là người cao tuổi ở Ma Xuyên rồi, da mặt còn chẳng có tác dụng, Diệp Phàm vừa mới đến, hắn làm sao có thể giải quyết việc này? Ha ha, không được 3/3, không dám lên Lương Sơn. Diệp Phàm thản nhiên thốt ra câu nói có chút ngạo nghễ. Tôn Quốc Đống mừng rỡ, vỗ mạnh vào mặt bàn nói. Cảm ơn, vậy chúng ta lên đường ngay thôi, đừng để mất thời gian. Cứ đến Giang Tân rồi ăn cơm, tôi mời. Được, mọi người, ai muốn đi thì nói, nữ phát thanh Giang, có muốn đến huyện Giang Tân đi dạo một vòng không? Diệp Phàm cười, liếc qua mọi người một lượt. Đương nhiên, tất cả mọi người đều muốn đi. Hồng Quân, cậu không thể đi, ở lại, phải hoàn thành tốt công việc tôi giao cho sáng nay. Diệp Phàm cười nói. Dạ. Sa Hồng Quân gật đầu một cách bất đắc dĩ, trong mắt có chút nuối tiếc. Đừng để ý, thời gian này ông phải nắm thật chắc, tỏ biểu hiện tốt một chút, chú Phú Đức không thể trở về ngay được đâu. Có khi, Phó Bí Thư Lôi Minh Hoài thận trọng giải thích cho đồng chí Vi Bất Lý, Phó Bí Thư huyện ủy Ma Xuyên. Liệu có phải là chú Phú Đức rời hang không? Vi Bất Lý giật mình, đôi môi hơi khô, chẹp lưỡi một cái. Nếu chú Phú Đức thật sự rời hang, vậy thì hy vọng leo lên vị trí kia đối với một phó bí thư như hắn là tương đối khả quan. Diệp Phàm thì không thể so với hắn vì thứ nhất Diệp Phàm còn quá trẻ, hai là hắn vừa mới thăng lên chức chủ tịch huyện. Việc này khó mà nói trước, tạm thời việc quan trọng nhất là ông cần làm tốt công việc của mình. Mặc dù Chu Phú Đức không đi, nhưng trong chốc lát ông ta không thể quay trở về được, công việc thường nhật ở huyện ủy Ma Xuyên cần có người thay thế chủ trì tạm thời, nếu không thì loạn mất. Phó Bí Thư Lôi nói giọng bình thản. Chắc Trang Thế Thành sẽ để Diệp Phàm thay. Vì Bất Lý không chắc chắn lắm. Đương nhiên là Trang Thế Thành muốn Diệp Phàm thay thế, nhưng có người sẽ không để ông ta toại nguyện đâu. Chúng ta cứ ngồi một chỗ mà xem long tranh hổ đấu là được, ha ha. Lôi Minh Hoài cười nói. Phó Bí Thư Lôi, lần trước Chu Phú Đức giao toàn bộ ban thường vụ một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đó chính là việc tu sửa con đường trên núi Thiên Sa. Giao cho tôi phần việc lo bố trí 1 triệu tệ. Có cần phải đưa ra nhiều hơn một chút không, vừa làm tốt phần việc vừa thể hiện một chút phải vậy không? Vì Bất Lý nói nhỏ, xin ý kiến. Có thể kiếm được ư? Lôi Minh Hoài cười nói, quay người lại nói. Có điều, cậu đừng đưa tôi lên đầu danh sách chú ý, ở đây tôi không có tiền đâu. Sao lại có thể hỏi anh tiền nong được, vấn đề tiền dễ thôi. Chuyện về cây đào ở xã Kim Đào lần trước có người còn đang mang món nợ ân tình với tôi, lần này định gọi người ấy trả luôn một thể, kiếm mấy triệu tệ không khó. Vì Bất Lý cười nói, vẻ mặt thoải mái. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, từ vụ đó cậu kiếm còn chưa đủ sao? Cây đào, muốn gây án mạng sao, cậu còn không mau chóng rút ra khỏi việc đó đi, đừng tiếp tục đục đẽo việc ấy nữa. Hừ, Phó Bí Thư Lôi tức giận, la mắng. Vì Bất Lý giật mình thon thót, vội vàng nói. Phó Bí Thư Lôi, tôi sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Hơn nữa, việc đó cũng không liên quan gì đến tôi sẽ nhớ kỹ Phó Bí Thư Lôi ạ. Tự thu xếp ổn thỏa đi. Lôi Minh Hoài gác máy, vẻ mặt đáng sợ khiến người ta phải nín thở. Mẹ kiếp, đều là do thằng nhãi họ Diệp kia gây phiền phức, nhà người ta muốn chặt cây đào đi, chặt đi thì tiện hơn, vậy mà thằng nhãi này cứng đầu muốn giữ lại. Cuối cùng giữ lại là mầm tai họa. Sau khi Vì Bất Lý bỏ điện thoại xuống, nắm đấm đập dầm xuống bàn một cái, chén trà xoay một cái, rơi xuống đất vỡ choang bắn tung tóe.
Bất Phi, chuyện gì khiến anh tức giận vậy? Một bàn tay nõn nà vươn ra từ phía sau lưng Vi Bất Lý, sờ ngay vào chỗ đúng quần y. Cút ngay, đồ thối tha. Vi Bất Lý giận dữ, dùng mông hất đằng sau một cái, làm người phía sau ngã phịch xuống đất. Anh, cái đồ tiểu Vi đáng chém ngàn đao, tôi có điểm nào không đáp ứng được cho anh đâu. Trước tôi hầu hạ anh cả ngày còn chưa đủ hay sao, giờ vừa gặp tôi đã muốn nhảy sổ vào ngay, lần nào mà tôi chẳng phải dùng miệng để giúp anh giải quyết, cho cái con run đất bé xíu ấy vào chả có tí cảm giác nào. Mụ đàn bà béo nần kia ngồi tại chỗ định châm chọc, đùa giỡn, một tay quệt mũi, một tay quệt mắt, dở giọng mắng mỏ. Nếu Diệp Phàm mà nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc lắm, vì mụ béo kia chính là Dương Khả Hoàn, người có biệt danh Tiểu Ngọc Hoàn đứng thứ hai ở quán rượu thần nữ tại Ma Xuyên. Việc cô ta dùng mồm để làm đương nhiên là chỉ đến việc ấy của phụ nữ. Vì Vi Bất Lý dương khí không đủ, mỗi lần làm chuyện đó thì cơ bản là không lên được. Hơn nữa, của quý của hắn bé một cách kỳ lạ, mỗi lần như vậy đều trở thành con run đất bé xíu trong miệng Dương Khả Hoàn. Dáng người Dương Khả Hoàn như cái thùng phi, eo mông như một, cái lỗ kín giữa hai chân cũng tương đối lớn, con run bé xíu của Vi Bất Lý mà bỏ vào đó thì đương nhiên là Dương Khả Hoàn chả có cảm giác gì. Cho nên, rốt cuộc là lần nào Dương Khả Hoàn cũng phải dùng miệng để giải quyết cho hắn ta. Được rồi, không phải anh mắng em, ôi, gần đây thật rắc rối, em nói nhỏ một chút, đừng để hàng xóm nghe thấy. Vi Bất Lý đỡ Dương Khả Hoàn dậy. Hai bàn tay sờ nắn loạn xạ trên bộ ngực vĩ đại của ả ta. Có phải là chuyện chủ tịch huyện Diệp hại anh không? Dương Khả Hoàn lau nước mắt, vươn tay ra kéo đầu Vi Bất Lý ấp vào giữa ngực mình, cọ cọ, dịu dàng hỏi han. Vi Bất Lý thích nhất động tác này, cảm giác như bộ ngực của Dương Khả Hoàn như cái gối nằm êm ái. Ôi, đều là do cây đào chết giấm kia, cây đào, cây đào. Vi Bất Lý hừ nói. Đó không phải là chuyện chủ tịch huyện Giang muốn làm sao. Anh chỉ chấp hành quyết định của chủ tịch huyện thôi mà, có liên quan gì đến anh đâu. Giờ thì ông ta chết rồi, việc đó càng không liên quan đến anh. Dương Khả Hoàn nói. Cô thì biết cái gì, đàn bà, đầu tóc thì dài mà hiểu biết thì kém. Vi Bất Lý tức giận mắng. Hừ, đừng cho là tôi không hiểu gì, hồi đó, hình như là ai đó họ cha ở trên tỉnh bảo anh làm việc này, để lấy lòng lãnh đạo. Người ta nói một câu mà ông sợ chết khiếp. Cuối cùng kéo theo chuyện này, đổ hết trăm sự cho ông Giang. Hơn nữa, lúc ông Giang đến, cây đào đã được trồng rất tốt, liên quan gì đến việc nhà người ta. Dương Khả Hoàn đột nhiên nói, nhìn Vi Bất Lý với ánh mắt đầy hoài nghi, chợt người run lên, hỏi. Vậy cái chết của ông Giang, không phải là do các ông? Chương 832, thư ký của chủ tịch tỉnh. Câm ngay cái mồm lại. Đừng có mà nói linh tinh, việc đó chẳng liên quan quái gì đến tôi cả. Cô giữ kín cái miệng cho tôi, đừng có đi ra rêu rao linh tinh, không cẩn thận là tôi cắt luôn món đồ chơi này của cô đấy. Mặt Vi Bất Lý đột nhiên đằng đằng sát khí, xoay người lại, giơ chân lên quặp vào ngực Dương Khả Hoàn, tay túm kéo mạnh núm vú to bự của Dương Khả Hoàn, giống như đang nhổ củ cải lên, tức giận nói. Nhẹ một chút, anh làm em đau, kệ nó. Em có thiếu hiểu biết đến mấy thì cũng không đem chuyện kinh thiên động địa này nói ra đâu. Tử lâu này còn có phòng của tỉnh lỵ, đó không phải là cái ổ của chúng ta sao? Dương Khả Hoàn đột nhiên trở nên dịu dàng. Trong chớp mắt, bộ mặt người đàn bà này đổi vẻ hung ác, hừ nói. Mặc kệ, nếu như tên họ Diệp kia thực sự muốn điều tra việc này tới cùng không tha, dứt khoát tôi nghĩ ra cách, bảo bọn Xuân Tử ra tay. Hừ, không tới lũ ợt cô ra tay. Cứ ngồi yên ngoan ngoãn cho tôi, đừng làm loạn, thằng nhóc họ Diệp kia không phải là đứa dễ chơi đâu. Trưởng phòng khu vực Lâm, ghê gớm như vậy, còn bị tên họ Diệp kia làm cho mất mặt. Xuân Tử cái con khỉ. Vi Bất Lý lạnh lùng nói. Kẻ mạnh phải để kẻ mạnh trị, Chu Phú Đức không phải là bá vương của đất này sao? Để cho hắn ta trị tên họ Diệp này, hắn ta mạnh, liệu có thể đấu được với ông vua đất này Chu Phú Đức hay không? Dương Khả Hoàn không hề ngu, hơn nữa, còn thông minh nữa là đằng khác. Rất nhiều chủ ý của Vi Bất Lý là do ả ta đưa ra, hơn nữa, cô ta còn nuôi một đám lâu la, cầm đầu là kẻ có biệt danh Xuân Tử, bằng không, tử lâu này đó sớm sập tiệm rồi. Ừ, cường long khó đấu địa hổ, tốt nhất là cả hai bên cùng bị thương để ta đến trục lợi. Vi Bất Lý nói, xoay người lại,
Doạt một tiếng cái phép mơ tuya mở ra, hắn cho món đồ chơi của mình vào miệng Dương Khả Hoàn. Trong phòng lập tức vang lên một loại âm thanh kỳ lạ. Huyện Giang Tân, thành phố Đông Hà, tỉnh Giang Đô cách thị trấn Ma Xuyên khoảng 3 giờ ngồi xe, kinh tế của huyện Giang Tân tương đương với Ma Xuyên, đương nhiên là cao hơn một bậc, nhưng cũng chẳng hơn là bao. Nếu đem so sánh thì kinh tế thị trấn Sư Vương và thị trấn Lang Hoàng của huyện Giang Tân giáp danh huyện Ma Xuyên có khá hơn ba thị trấn cửa ngõ của Ma Xuyên là Mó Hồ Tử, Ngưu Đầu và Dương Giác. Có điều, lãnh đạo huyện Giang Tân rất thích sĩ diện, đó phân cho hai thị trấn trọng điểm Sư Vương và Lang Hoàng một khoản tiền trợ giúp lớn, để tạo cho mọi người một cảm giác là Giang Tân giàu hơn Ma Xuyên rất nhiều. Ví dụ, cách đây không lâu phòng tài chính huyện Giang Tân vừa mới cấp một khoản tiền cho mỗi đồn công an thị trấn Sư Vương và Lang Hoàng mua một chiếc Santana có rèm che làm xe cảnh sát chuyên dụng, thảo nào mà mấy đồng chí phòng công an huyện Ma Xuyên thấy phát ngượng khi phải ngồi máy kéo đi phá án. Cũng bởi vậy mà khi Diệp Phàm đưa về phòng công an huyện ba xe cảnh sát, các đồng chí trong phòng công an huyện Ma Xuyên náo loạn mất mấy ngày. Quả là nở mày nở mặt, hơn nữa với tiếng tăm thần xạ thủ, hắn cũng có những mặt lợi nhất định, ít nhất trong mắt các chiến sĩ phòng công an huyện Ma Xuyên, chỉ trong chốc lát hắn đó trở thành chủ tịch huyện uy phong thét ra lửa, là vị thánh trong mắt của hầu hết cảnh sát Ma Xuyên. Việc làm bộ làm tịch của huyện Giang Tân cũng khiến cho nhân tài ở huyện Ma Xuyên phải suy nghĩ tại sao huyện Giang Tân chỉ cách Ma Xuyên một con sông mà lại giàu hơn như vậy. Quả thực nếu không như vậy thì... Đương nhiên, thực ra huyện Giang Tân cũng khá hơn Ma Xuyên một chút, ít nhất thì toàn bộ đường xá ở thị trấn đều được trải xi măng bóng láng. Còn ở huyện Ma Xuyên thì vẫn chỉ toàn là sỏi đá thôi. Chỉ có mấy trăm mét mặt đường ở trung tâm huyện là được phủ xi măng, có điều, lớp phủ hơi mỏng. Bị xe ép nén như vậy, hiện tại toàn bộ đường bị nứt rạn trông như mạng nhện. Chỗ này vênh lên một mảng, chỗ kia thụt xuống một mảng, so với những đạo ẩn đường trải bằng sỏi đá còn khó đi hơn nhiều. Sáu người bao gồm Diệp Phàm, Tôn Quốc Đống, Tôn Minh Ngọc, Nông Liên Liên, Nông Viện Viện và cả nữ phát thanh viên xinh đẹp Giang Đào Hồng đã đến tửu lầu Giang Tân, vậy mà cũng đã 4 giờ chiều rồi. May mà mọi người đó ăn bát mì lót dạ giữa đường, nếu không thì đến cơm trưa chưa kịp ăn. Vừa ngồi xuống đó thấy sẵn một bàn đầy ắp thức ăn thì có mà chảy hết cả nước miếng, vậy thì thật mất thể diện người Ma Xuyên. Nông Liên Liên vừa mừng vừa lo, không biết liệu Diệp Phàm có thể giúp đỡ được không, kỳ thực trong lòng không hy vọng gì nhiều. Bởi lẽ, bố của Minh Vương Ngọc, đường đường là trưởng phòng tổ chức cán bộ Đức Bình ra mặt cũng không giải quyết được chuyện của anh trai Nông Các Đông, Diệp Phàm là người ngoại tỉnh lấy gì làm căn cứ cho là hắn có thể giải quyết được. Cách suy nghĩ của Tôn Minh Ngọc cũng chẳng khác là mấy, vốn dĩ là không muốn đến, sợ mất mặt xấu hổ. Tuy nhiên việc ông già đó quyết, hắn ta cũng không thể từ chối. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng là có ý tốt, coi như đổi gió, đi dạo giải sầu chút. Suốt dọc đường đi Tôn Quốc Đống không hỏi han gì, vẻ mặt rất nghiêm trọng, chắc hẳn trong lòng đang có điều gì hoài nghi, nhưng tuyệt đối không hỏi. Thực ra, cũng là do quan niệm, chẳng hề coi Diệp Phàm ra gì. Thậm chí còn cho rằng, hắn ta muốn nịnh bợ mình nên chắc là khoác lác gì đấy. Trái lại, Giang Đào Hồng thì chả có gì đáng nói, dọc đường đi không hé răng nửa lời, chỉ có đôi mắt là nhìn chằm chằm qua cửa kính xe, giống như đang ngắm phong cảnh. Thực ra, trong lòng cô luôn suy nghĩ về một điều gì đó, tâm tư tình cảm đó sớm bay mất rồi. Tửu lầu Giang Tân, một tòa tử lâu tương đối hiện đại, cũng phải ngang tầm với tửu lầu thần nữ do chị béo Dương Khả Hoàn mở ở Ma Xuyên. Quả thực lúc nhìn thấy tửu lầu thần nữ, trong lòng Diệp Phàm thầm nghĩ, Ma Xuyên nghèo như vậy, không ngờ lại có thể xây dựng một tửu lầu hoành tráng như vậy. Thực ra, tửu lầu thần nữ này cũng mới xây dựng chưa lâu. Xe vừa dừng lại, đó thấy một người trung niên và hai thanh niên đứng sẵn ngoài cửa. Người trung niên hai má gầy tóp, má trái còn có một nốt ruồi đen to, đôi mắt to toát lên vẻ lanh lợi. Tôn Quốc Đống vừa thấy người này. Lập tức cười ha hả bước tới, miệng nói. Làm phiền bí thư Lưu phải đợi lâu, thật không hay, ha ha. Không sao, các ông là khách từ xa tới, chúng tôi nên đón tiếp như vậy. Lưu Thủy Hòa, bí thư huyện Giang Tân lịch sự bắt tay Tôn Quốc Đống, nói vô cùng khách sáo, ánh mắt quét qua một lượt những người sau lưng Tôn Quốc Đống, giống như đang tìm ai đó. Vị này là chủ tịch huyện Diệp. Một chàng thanh niên trẻ ăn mặc trang nhó. Điềm tĩnh đứng cạnh Lưu Thủy Hòa, đột nhiên hỏi. Là tôi đây, xin hỏi, ông có phải là thư ký Trịnh không? Thái độ của Diệp Phàm rất đúng mực, không kênh kiệu, không xu nịnh.
Nghe tiếng không bằng gặp mặt, không ngờ chủ tịch huyện Diệp đúng là trẻ như đồn của mọi người, ha ha. Thư ký Trịnh tỏ ra rất nhiệt tình, đưa tay ra, bắt tay Diệp Phàm vẻ rất thân thiết. Vị này là... Tôn Quốc Đống liếc mắt dò xét người thanh niên trẻ, vừa nghe nói là thư ký Trịnh, lúc đầu còn tưởng là thư ký của Lưu Thủy Hòa, tuy nhiên, Tôn Quốc Đống đó gạt ý nghĩ đó đi, bởi vì còn có một vị cắp cặp ra theo sau Lưu Thủy Hòa, người đó mới giống thư ký của Lưu Thủy Hòa. Hơn nữa, nếu là thư ký của Lưu Thủy Hòa thì cũng không dám làm càn như thế, cũng chưa đến lượt hắn nói chuyện. Ha ha, chúng ta vào phòng trước đó, đứng ở đây không tiện lắm. Lưu Thủy Hòa nói, dẫn mọi người vào phòng. Kỳ lạ là Lưu Thủy Hòa lại không ngồi ở vị trí chủ chốt, mà lại cười ha ha nói. Thư ký Trịnh, hay là mời anh ngồi trước đi? Sao có thể như vậy được bí thư Lưu, ở đây anh mới là người chủ chốt, là anh mời mà. Thư ký Trịnh cười từ chối. Không thể nói như vậy được, thư ký Trịnh, ông không chỉ là thư ký của chủ tịch tỉnh Tề, mà còn là trưởng ban thư ký của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, hơn nữa ông còn là lãnh đạo của tôi, nhất định phải ngồi trước. Lưu Thủy Hòa không dám ngồi vị trí chủ trì, kiên quyết mời bằng được thư ký Trịnh Bình ngồi vào. Trong đoàn người đến từ Ma Xuyên, ngoại trừ Diệp Phàm ra, trong lòng những người còn lại đều bị chấn động. Thì ra vị thanh niên trẻ tuổi vẻ mặt có phần kiêu ngạo, hờ hững với trưởng phòng Tôn Quốc Đống này là thư ký của chủ tịch tỉnh Giang Đô Tề Phóng Hùng, kiêm trưởng ban thư ký văn phòng, thật lợi hại. Tôn Quốc Đống chợt thấy nhẹ nhõm hẳn, vốn dĩ hắn có chút không hài lòng với chàng trai trẻ ngạo mạn này, bây giờ thì chẳng có gì đáng phải nói cả. Người ta xứng đáng được quyền kiêu ngạo như thế, bí thư của chủ tịch tỉnh, mặc dù cũng chỉ một cán bộ tương đương cấp cục trưởng, nhưng chức vụ của người ta vô cùng hiển hách. Không cần phải nói, Tôn Quốc Đống là một cán bộ cấp phó giám đốc sở khu vực Ngọ Ai tỉnh, mà ngay cả tỉnh Giang Đô, chức vị phó giám đốc sở cũng chẳng được người ta coi trọng là mấy. Trong lúc Tôn Quốc Đống đang buồn bực, chuyện lạ khiến mọi người được mở rộng tầm mắt đột nhiên xảy ra, bao gồm cả bí thư huyện Giang Tân Lưu Thủy Hòa. Thấy Lưu Thủy Hòa vẫn từ chối không ngồi, thư ký Trịnh Bình đột nhiên cười nói. Chủ tịch huyện Diệp, hình như tôi lớn hơn cậu vài tuổi. Gọi cậu một tiếng là Diệp L, o đệ nhé, chúng ta cùng ngồi thôi, ha ha. Chuyện này không hay, chúng tôi đến từ Ma Xuyên đều là khách mà, ha ha. Trước con mắt mọi người đang đổ dồn về mình, nhìn một cách kỳ quái, Diệp Phàm nhanh chóng thoái thác. Ha ha, cậu Diệp khách khí quá, Tề thiếu gia còn phải gọi cậu là đại ca, mà Tề thiếu gia cũng gọi tôi là anh Trịnh. Chúng ta cũng có thể coi là ngang hàng, nếu nói là khách. Thì ngày hôm nay tôi đến Giang Tân cũng là khách. Trịnh Bình tiếp tục nhiệt tình mời. Đương nhiên là Diệp Phàm không dám ngồi, một là có Lưu Thủy Hòa ở đây, hai là Tôn Quốc Đống cũng là lãnh đạo của hắn, dù hắn có ngông cuồng đến đâu thì cũng không dám cao ngạo như vậy. Tuy nhiên, Diệp Phàm liếc mắt xem xét, cười nói. Vậy thì thế này đi, chúng ta đều là khách, vậy mời bí thư Lưu ngồi trước, ông ấy là chủ nhà, nên như vậy. Hai là ông Tôn trưởng phòng tổ chức cán bộ khu vực Đức Bình của chúng tôi có lẽ là lớn tuổi nhất, cũng nên mời ông ta ngồi cùng bí thư Lưu. Nếu anh Trịnh đó coi trọng thằng em này, gọi tôi một tiếng Diệp lão đệ thì hai người chúng ta cùng ngồi với nhau là được. Ha ha ha, vậy thì cứ theo lời cậu nói đi. Trịnh Bình cười sang sảng. Vấn đề về chỗ ngồi coi như là đó ổn thỏa, chốn quan trường có lúc rất để ý vấn đề này, như trước đây ngồi bàn vuông cũng phải phân vị trí cho chủ, vị trí cho khách. Vị trí lớn, vị trí bé khá, bây giờ ngồi bàn tròn cũng vậy, hơn nữa còn phân chia kỹ hơn, không những liên quan đến vị trí các chỗ ngồi trên mâm, còn liên quan đến vị trí gọi món, vị trí thanh toán, đều được chia nhỏ ra. Mọi người cũng đó ổn định chỗ ngồi, đồ ăn thức uống cũng đó mang ra. Trước tiên, Lưu Thủy Hòa chạm một ly với thư ký Trịnh, sau đó chạm một ly với Tôn Quốc Đống. Diệp Phàm đứng lên định mời Lưu Thủy Hòa, có điều bị Lưu Thủy Hòa tranh trước. Đứng lên, cười nói. Chủ tịch huyện Diệp là người nổi tiếng ở Nam Phúc, nghe đâu còn là đại ca của Tề thiếu gia, hay là để tôi kính cậu trước một ly. Hành động này của Lưu Thủy Hòa lại khiến cho đoàn người đến từ Ma Xuyên thất kinh một phen, thần kinh căng như dây đàn, đầu óc liên tục hoạt động. Tuy rằng Diệp Phàm là đại ca của Tề thiếu gia, chẳng nhẽ Tề thiếu gia chính là con trai của Tề Phóng Hùng chủ tịch tỉnh Giang Đô. Nếu không thì... Tại sao Trịnh Bình lại có thể gọi hắn ta là Tề thiếu gia? Hơn nữa có vẻ rất thân quen. Không ngờ chủ tịch Diệp quả đúng là một cao nhân, không ngờ hắn có một chỗ dựa vững chắc như vậy, mặc dù nói đó chỉ là ở tỉnh Giang Đô,
nhưng không ai có thể khẳng định là Tề Phóng Hùng không thể động chạm tới một, hai nhân vật ở Nam Phúc đến. Việc giao lưu giữa các quan viên là tương đối phổ biến, chính quyền trung ương thường giao lưu tổ chức giao lưu xuyên tỉnh, chỉ không biết là khi nào Tề Phóng Hùng đến tỉnh Nam Phúc, trong lòng Tô Quốc Đống bắt đầu có nhiều suy nghĩ đan xen, lẫn lộn. Chương 833, cái bóng của chủ tịch tỉnh Tề. Bí thư Lưu, ông là chủ, tôi phải mời ông một ly. Còn về cái gọi là danh nhân Nam Phúc thì tôi không dám nhận, tôi tuổi gì mà dám nhận là danh nhân gì gì đó. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Cứ cùng cạn với nhau một chén là được rồi, cùng mời nhau, ha ha ha. Thư ký Trịnh ngồi một bên cười nói. Được. Hai người chạm cốc loảng xoảng, cùng nhau cạn một ly. Không khí trên bàn nhậu vô cùng náo nhiệt, ba người, Tôn Minh Ngọc, Nông Liên Liên và Nông Viện Viện bấm bụng cho qua, tiến đến mời rượu bí thư Lưu. Nữ phát thanh viên xinh đẹp Giang Đào Hồng thì chẳng tức giận cũng chẳng mời rượu ai, người khác mời thì cũng chỉ nhấp môi cho phải phép. Người anh em Diệp, Tề thiếu gia rất tôn sùng cậu, nghe nói cậu là chủ tịch huyện Ma Xuyên, không phải là gần đây đang tu sửa con đường quốc lộ ở núi Thiên Sơn sao? Cậu ấy luôn miệng lại nhải bên tai tôi, cứ y như là thuyết khách, ha ha ha. Thư ký Trịnh mỉm cười nói. Cậu nhóc ấy nói những gì vậy? Không phải là kêu thư ký Trịnh quyên ít tiền để sửa đường đấy chứ? Nếu quả đúng như vậy, chúng tôi mà từ chối thì thật là bất kính, về tiền thì lúc nào chẳng cần, ha ha ha. Diệp Phàm được đà liền lấn tới, mặt dày đề cập thẳng, nói nửa đùa nửa thật. Quả thực, cậu đoán đúng rồi, việc này, có chút không phù hợp Diệp huynh đệ à? Huyện Ma Xuyên sửa đường thì đáng lẽ các ông phải tìm các lãnh đạo tỉnh Nam Phúc, có liên quan gì đến tỉnh Giang Đô của chúng tôi đâu. Mặc dù, tôi có đóng góp thì cũng là vô cớ xuất binh ha ha ha. Thư ký Trịnh cũng nửa đùa nửa thật cười nói với Diệp Phàm. Ha ha ha, anh Trịnh, sao lại nói là vô cớ xuất binh được, thực ra là được danh tiếng nhất đấy. Diệp Phàm ra vẻ thần bí, cười nói. Việc này dựa vào đâu mà nói đây, tôi thật có chút ngu dốt, đến bây giờ còn không thấy được cái danh tiếng kia ở chỗ nào, mong được nghe giải thích tường tận. Nếu thực sự Diệp lão đệ có thể nói ra được cái danh tiếng chính đáng ấy, thì không vấn đề gì, có thể suy nghĩ thêm. Thư ký Trịnh liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cách xảo trá. Phải đấy, chúng tôi cũng rửa tai lắng nghe đây ha ha ha. Lưu Thủy Hòa cũng góp vui vào. Vậy tôi sẽ nói thử xem, nói không hay mong các vị thứ lỗi. Diệp Phàm nhìn lướt qua mọi người một lượt, cười nói. Chắc các vị cũng đã biết chút ít về tình hình ở Ma Xuyên. Tôi sẽ nói gì về kinh tế của huyện, nói ra thì mất mặt lắm. Thực ra, không cần nói mọi người cũng đã biết rồi. Núi Thiên Sơn như một tảng đá nằm trình hình, khó có thể vượt qua, chắn ngang con đường làm giàu của nhân dân Ma Xuyên. Lúc đầu tôi đã từng nói, trời cản tôi phá trời, xem ra tình trạng gần đây, không mở đường trên núi Thiên Sơn thì coi như Ma Xuyên không còn hy vọng. Không phải tôi nói linh tinh đâu, tình cảnh hiện giờ huyện như vậy đấy. Vì vậy, việc mở rộng, san bằng con đường núi Thiên Sơn là việc nhất định phải làm, đối với người dân Ma Xuyên mà nói, đã lâm vào tình cảnh quyết chiến đến cùng. Tuy nhiên, quả thực nếu núi Thiên Sơn, cái đống từ trên trời rơi xuống này được phá, đường được san bằng thì dễ dàng đi lại hơn nhiều, đối với tỉnh Giang Đô các ông mà nói cũng là một tin mừng. Nói đến đây rồi, ông còn muốn hỏi gì vì sao ư? Ha ha, rất đơn giản. Từ tỉnh Giang Đô phải đi hết quốc lộ A70 mới đến được Thủy Châu, Nam Phúc, hoặc đến tỉnh Chiết Ninh phải đi quốc lộ A09, những đường đi đó đều tương đối xa. Nếu có thể sửa con đường trên núi Thiên Sơn ở huyện Ma Xuyên thì ít nhất thì có thể tiết kiệm cho xe đi từ Giang Đô tới mấy tỉnh kia khoảng 200 km tiền xăng, thời gian đi cũng ngắn hơn, cũng tiết kiệm được khá nhiều đấy. Hơn nữa, con đường quốc lộ La Thủy của Đức Bình cũng sắp khởi công, đến lúc ấy. Con đường từ thị xã La Châu tới Thủy Châu càng rộng rãi, thoáng đãng, các ông đi xe từ thành phố Đông Hà đến đây, đi xe xuyên qua núi Thiên Sơn càng tiện. Về việc này, chẳng bao lâu nữa tôi cũng đến huyện Sương Châu của tỉnh An Đông để nói chuyện thử xem sao, nếu xe của bọn họ mà đi qua con đường này thì cũng có thể cắt bớt một quãng đường không nhỏ. Nếu như bây giờ các ông không hỗ trợ tiền, đến khi huyện Ma Xuyên chúng tôi làm xong con đường này rồi, ha ha. Đến lúc đó đừng nói là Diệp Phàm tôi nhỏ mọn, phải nộp lộ phí mới được. Diệp Phàm nói một tràng dài khiến thư ký Trịnh và bí thư Lưu phải nhìn nhau, cảm thấy thật lạ lẫm. Bí thư Lưu cười ha hả nói.
Sao chủ tịch huyện Diệp lại khiến cho tôi có cảm giác cậu chính là đại vương núi rừng Ma Xuyên nhỉ? Ha ha ha. Hừ, núi này là tôi mở, cây này là tôi đốn, muốn đi qua con đường này thì để tiền lộ phí lại. Lúc này, một giọng điệu trái khoáy vang lên, chính là Giang Đào Hồng đứng một bên châm chọc Diệp Phàm. Phát thanh viên Giang, cô có vẻ hơi vượt quá giới hạn công việc của mình rồi thì phải, dù sao thì tôi cũng đang làm việc tại Đức Bình, mặc dù nói là cô sẽ rất ít khi đến Ma Xuyên, nhưng cô cũng không thể nói như vậy phải không? Ha ha! Chủ tịch Diệp châm chọc. Đây là tôi quảng cáo cho việc sửa đường của Ma Xuyên các ông đấy, sao hả chủ tịch Diệp, không phải ông bảo muốn chúng tôi làm cho ông một phim tuyên truyền à? Đến lúc ấy có cần tuyên truyền như vậy một chút không? Giang Đào Hồng đột nhiên thốt lên, nhướng mày liếc Diệp Phàm một cái, như thể là muốn đối đầu với Diệp Phàm. Sự việc đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người, không biết là chủ tịch Diệp trêu chọc phát thanh viên Giang là có ý gì. Nếu quả thực người phụ nữ này có mối hằn thù gì thì chủ tịch Diệp kia quả là có chút mờ ám. Ha ha ha! Tất cả mọi người trong phòng không thể nhịn thêm được nữa, tất cả đều bật cười. Được, chỉ cần phát thanh viên Giang đồng ý đến xem chúng tôi sửa đường, việc tuyên truyền như thế nào do cô quyết định. Dù có gọi tôi là đại vương núi rừng hay nhị đương gia, nhị trại chủ gì cũng được, chỉ cần có thể kiếm được nhiều tiền để sửa đường, ít người dân Ma Xuyên phải xuống suối vàng hơn, đáng vậy. Vẻ mặt Diệp Phàm vô cùng nghĩa khí. Ừ, nghe nói núi Thiên Sơn chính là con đường đi xuống suối vàng, nghe nói lái xe trên núi luôn lo sợ giống như sắp vào quỷ môn quan đến nơi rồi. Diệp huynh đệ, nghe cậu nói như vậy, chắc chắn là tỉnh Giang Đô của chúng tôi nên quên tiền mới phải, đặc biệt là thành phố Đông Hà. Bằng không, sau này chủ tịch Diệp áp dụng mấy chiêu bài kia thì chúng tôi cũng phải trả chút tiền lộ phí đát. Bí thư Trinh mỉm cười, quay người sang. Nói với dáng vẻ hơi chua xót. Thực ra, dù có quyên tiền của thành phố Giang Hà thì cũng chẳng được là bao, nhiều lắm thì cũng chỉ được 300 ngàn tệ là căng, nên nhớ là thành phố Đông Hà không khá hơn Đức Bình của các ông là mấy. Tỉnh Nam Phúc của các ông xếp vị trí thứ 6 toàn quốc, tỉnh Giang Đô xếp sau vị trí thứ 10. Vì vậy, Diệp huynh đệ à, nếu như nói đến chuyện quyên tiền thì đứng đầu bảng phải là tỉnh của các ông mới phải, đặc biệt là Sở Giao Thông tỉnh. Tôi cũng đã nghĩ đến việc này, tuy nhiên, năm nay chắc Sở Giao thông tỉnh cũng không giúp gì được, có chút tiền cũng đang đầu tư vào công trình quốc lộ La Thủy rồi, trưởng phòng Tôn là lãnh đạo khu vực, chắc hẳn phải biết rõ việc này nhất, phải không? Diệp Phàm quay sang hỏi Tôn Quốc Đống. Ừ, khu vực đã quyết định, công trình trọng điểm về giao thông năm nay sẽ là dự án quốc lộ La Thủy, dục phía Sở Giao thông tỉnh ra quyết định phê chuẩn. Các trình tự thủ tục đã hoàn tất. Các địa phương khác như Ma Xuyên, chắc chắn sẽ khó mà nhận được sự hỗ trợ nào. Tôn Quốc Đống gật gật đầu, chứng thực việc này. Quay sang lại cười nói. Có điều, chủ tịch huyện Diệp là người tài ba, trong hoàn cảnh khó khăn này, không ngờ vẫn lột được của Cục Giao thông khu vực 600 ngàn tệ. Tôi nghe nói có rất nhiều các huyện, vùng khác có ý kiến gay gắt. Chủ tịch Diệp, cậu cũng phải cẩn thận một chút, đừng để đến lúc bị vài ba nhân vật ở các huyện khác ăn sống nuốt tươi nhé, ha ha. Tôn Quốc Đống nhận thấy chuyện của con trai mình có hy vọng rồi, vì vậy cũng nói đùa chút cho vui. Ha ha, lột chứ, chỉ cần có thể phá được cột trống trời ấy, tôi không nề hà gì cả. Diệp Phàm cười nói với vẻ mặt đau khổ. Thực ra, chủ tịch Diệp, tôi có chút chưa hiểu, sao người tài giỏi thế này bỏ qua không dùng, lại cứ theo tôi không ngừng nhắc đến quyên tiền. Mặt thư ký Trịnh đầy vẻ xảo quyệt, cười nói. Ai cơ? Xin mời cao nhân như anh Trịnh chỉ điểm cho một hai người, tôi cũng sẽ chạy lại ngay, bây giờ chỉ cần có thể xin được tiền, bốn phương tám hướng, ở đâu tôi cũng sẽ đến. Về Sở Giao thông tỉnh, Trịnh ca đừng nhắc đến nữa, chắc như đinh đóng cột rồi, không lay chuyển được gì nữa. Trong chuyện này có chút việc nhỏ. Diệp Phàm cười nói. Chuyện gì, chuyện như thế nào? Hãy kể một chút đi. Thư ký Trịnh lấy làm hứng thú. Chính là chuyện ông Quách chủ tịch huyện Hồng Sa Châu, có người thân ở Sở Giao thông tỉnh, hiện nay Ma Xuyên đang có một chút xích mích với Hồng Sa Châu. Diệp Phàm nói, đoán chừng chuyện của Chu Phú Đức ở huyện Hồng Sa Châu đã lan truyền từ người dân Ma Xuyên sang Giang Tân rồi. Ừ, hóa ra là chuyện có thật, tôi cũng chỉ vừa mới nghe mọi người kể về chuyện giữa Hồng Sa Châu và Ma Xuyên. Thư ký Trịnh nói, nụ cười đột ngột biến mất, hừ nói. Diệp huynh đệ. Tôi cảm thấy cậu quá khiêm tốn rồi. Trong tỉnh,
không cần nhắc tới ai khác, chỉ cần một mình Tề thiếu gia thôi cũng có thể giúp cậu dàn xếp chuyện sở giao thông. Về chủ tịch huyện Quách, người thân của hắn không thể nào là giám đốc sở đấy chứ. Không phải rồi, nghe nói là ở ban thẩm tra, cũng là một quan to. Diệp Phàm dù sao cũng chẳng thèm quan tâm, chắc người thân của Quách Tân Bình đã nhúng tay vào từ đầu, cũng chẳng sợ đắc tội với hắn ta. Vậy thì phải rồi, cậu nghĩ xem, ông già của Tề thiếu gia không phải là đang quản lý sở giao thông tỉnh sao? Chỉ cần ông ta chịu cầm bút ký một cái là đủ cho nhân dân Ma Xuyên sửa đường rồi, cũng tiết kiệm cho Diệp huynh đệ đỡ phải chạy ngược xuôi. Dường như giữa thư ký Trịnh và Diệp Phàm đang có điều gì đó rất bí hiểm, khiến Tôn Quốc Đống và Lưu Thủy Hòa luôn tò mò đoán giả đoán non xem Tề thiếu gia là ai, hình như lại không phải là công tử của chủ tịch tỉnh Giang Đô Tề Phóng Hùng. Lãnh đạo tỉnh ủy Nam Phúc còn có ai hơn người họ Tề này nữa, hơn nữa còn quản lý sở giao thông, câu trả lời vô cùng thú vị phó chủ tịch thường trực Tề Chấn Đào. Lúc ấy sự tò mò trong lòng nữ phát thanh viên xinh đẹp Giang Đào Hồng trỗi dậy. Lại một lần nữa cô ta dùng ánh mắt kỳ lạ dò xét chủ tịch huyện Diệp, trong lòng thầm nghĩ, nếu như thực sự mối quan hệ giữa Diệp Phàm với vị phó chủ tịch Tề đó tốt như vậy, vậy thì mình phải. Lúc này, mọi người cũng đã hiểu được chút ít, chắc là thư ký Trịnh cũng nể mặt phó chủ tịch Tề mà tới đây. Anh Trịnh cứ đùa, sự việc không đơn giản như vậy đâu. Diệp Phàm lắc đầu. Ha ha, Diệp huynh đệ, đừng có giấu tôi, phó chủ tịch Tề của các ông là phó chủ tịch thường trực. Là anh em thân cận với chủ tịch Tề cấp trên của tôi. Chỉ cần một nét bút của ông ấy, vài triệu tệ chỉ là chuyện nhỏ. Tôi cũng từng nghe Tề thiếu gia nói qua, nói là ông già hắn ta rất thương cậu. Nghe nói là cậu đến Ma Xuyên, còn mắng, nói là thằng nhóc này bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, đến Ma Xuyên làm chủ tịch huyện lúc nào mà cũng chẳng nói một tiếng, nói là khi nào đó sẽ xuống đây, đến Ma Xuyên dạo chơi, phải ăn cho tiểu tử họ Diệp cạn kiệt. Hôm nay thư ký Trịnh có chút kỳ lạ, dường như cố ý muốn vạch trần sau lưng Diệp Phàm vậy. Thực ra, chuyện này đương nhiên là do Tề Thiên sắp đặt, mục đích của Tề Thiên là muốn giúp đại ca Diệp Phàm một phen. Không ngờ đấy chủ tịch Diệp, cậu đúng là cao nhân, bỏ qua một vị thần lớn như vậy không dùng tới, lại đến thành phố Đông Hà của chúng tôi xin tiền, ha ha ha. Lưu Thủy Hòa cười sang sảng. Chương 834, tóm trưởng phòng tài chính. Ha ha. Về cơ bản trong tỉnh chẳng có hạng mục lớn nào có thể so đo với hạng mục ở Ma Xuyên, chẳng hạn như, chẳng có đường quốc lộ nào chạy qua Ma Xuyên cả, chúng tôi cũng đang chờ mỏi mắt đây. Ngay cả nguyện vọng nho nhỏ này của tôi mà ông trời cũng không cho. Khoản đầu tư vào quốc lộ thiên tường quá lớn, nghe đâu làm một cách triệt để, không dưới 100 triệu. Chắc hẳn chú Tề cũng đã rất đau đầu, cho nên, tôi phải suy nghĩ lại việc này, tạm thời không nên làm phiền ông ấy. Đợi đến khi có cơ hội thực sự, nắm bắt thời cơ đến kiếm một chút. Đến lúc ấy, không phải chỉ kiếm 1-2 triệu mà phải kiếm đến 5-6 triệu. Diệp Phàm trình bày tình hình thực tế, hai tiếng chú Tề phát ra rất tự nhiên từ miệng hắn. Mặc dù Diệp Phàm nói ra một cách rất tự nhiên, nhưng có vẻ không lọt lỗ tai Tôn Quốc Đống và Giang Đào Hồng lắm. Họ thầm nghĩ, quả nhiên là quan hệ rất mật thiết, còn gọi chủ tịch tỉnh Tề là chú Tề. Một mối quan hệ có thể xưng hô là chú Tề mà còn có thể nông sao. Đặc biệt là Tôn Quốc Đống, hắn ngẫm trong lòng, thầm nhủ, theo lời của thư ký Trịnh, việc thăng chức chủ tịch huyện của Diệp Phàm lần này có vẻ như Tề Chấn Đào không hề biết. Diệp Phàm thông qua mối quan hệ thế nào mới được thông qua cửa ải Trang Thế Thành? Nếu như nói là bí thư Trang Thế Thành thực sự yêu nhân tài, thì ắt hẳn cũng phải có những thứ dây dưa dễ má liên quan khác. Hay là Diệp Phàm còn có một mối quan hệ mật thiết nào khác, hôm đó cũng thấy Tào Dũng trong ban tổ chức tỉnh ủy nhắc đến việc hình như Diệp Phàm có chút rắc rối với Thiên Kim tiểu thư của trưởng ban Tống, không thể nào hai người này đang tìm hiểu nhau ư. Vậy việc lần này, được, Diệp Phàm, đợi tôi trở về, nói chuyện với bí thư thành phố Đông Hà Đích Cát về việc tu sửa quốc lộ thiên tường ở Ma Xuyên, tận lực góp hết sức. Thư ký Trịnh nói một cách dứt khoát. Chủ tịch huyện Diệp. Tôi có thể tuyên truyền một chút về việc tu sửa đường của các ông. Ngay cả các đồng chí tỉnh khác cũng giúp đỡ, đài truyền hình của chúng tôi cũng nên tuyên truyền một chút. Có điều, việc này tôi không thể là người quyết định được, phải về báo cáo với giám đốc đài truyền hình đã. Có vẻ Giang Đào Hồng cũng đã có chút xoay chuyển, đột nhiên mở miệng nói giúp đỡ. Cô gái này, không biết lại muốn giở trò gì đây? Diệp Phàm thầm nghĩ, tự nhiên cười tủm tỉm. Trên đường trở về Ma Xuyên. Chủ tịch Diệp,
chuyện của Minh Ngọc lần này thật làm khổ cậu. Tôn Quốc Đống thành thật nói. Có gì đâu, đáng nhẽ ra tôi còn phải gọi trưởng ban Minh Ngọc là anh Minh Ngọc thì phải. Mặc dù chúng ta tiếp xúc với nhau chưa lâu, nhưng tôi cảm thấy rất muốn kết giao với anh Minh Ngọc, cho nên đây là chuyện nên làm. Diệp Phàm cười. Không thể nói như thế được, Minh Ngọc phải gọi cậu là anh mới đúng. Tôn Quốc Đống cười, hai chân mày giãn ra, xem ra là vui mừng quá, hơn nữa, cứ nhìn chằm chằm cậu con trai Minh Ngọc đang ngồi trong xe. Anh Diệp, cả đời Minh Ngọc không thể quên được chuyện ngày hôm nay, sau này anh chính là đại ca của Minh Ngọc. Những lúc làm việc bên ngoài tôi sẽ gọi anh là chủ tịch huyện, còn những lúc riêng tư thì tôi sẽ gọi anh là đại ca. Tôn Minh Ngọc có vẻ kích động, cuối cùng cũng mở mồm nói ra được tiếng đại ca kia. Thế sao được, trưởng ban Minh Ngọc còn lớn tuổi hơn tôi. Diệp Phàm giả bộ từ chối, thực ra trong thâm tâm không hề muốn phải xưng là tiểu đệ. Bởi lẽ, trong thâm tâm Diệp Phàm vốn đã nghĩ đến vấn đề đại ca này rồi. Chẳng thế mà Lô Vĩ, Tề Thiên, Lý Tuyên Thạch đều lớn tuổi hơn hắn nhưng vẫn gọi Diệp Phàm là Diệp ca đấy thôi. Có phải là mình đang bị đầu độc không? Xem ra có cái khí chất làm đại ca quá lớn nên luôn luôn muốn làm đại ca. Trong lòng hắn tự mỉa mai chính mình. Không được, ngày xưa có câu, ai thành đạt, người đó là bề trên. Xã hội hiện đại lại càng chú trọng việc người tài là người bề trên, cứ quyết định như vậy đi, ha ha. Tôn Quốc Đống khẳng định thêm. Dĩ nhiên, Diệp Phàm giúp Minh Ngọc là một chuyện, lý do chính nằm ở Tề Trấn Đào. Nếu như Minh Ngọc có thể đem lại cho đại ca Diệp Phàm một tiền đồ vô lược, vậy thì sau này chắc chắn tiền đồ làm quan chắc chắn sẽ càng rộng mở. Anh Diệp, anh đừng từ chối. Tôi rất biết ơn anh, nếu không như vậy thì Minh Ngọc sẽ buồn chết mất. Lúc ấy, Nông Liên Liên đang ngồi dựa sát bên cạnh Minh Ngọc cũng lên tiếng. Ha ha, Minh Ngọc mà buồn chết thì cô em dâu của chúng ta sẽ đau khổ chết mất, ha ha ha. Diệp Phàm liền bật cười ha ha. Trêu chọc đôi vợ chồng son tôn Minh Ngọc, trong lòng vô cùng phấn chấn. Xem ra với tình hình hôm nay, trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Tôn Minh Ngọc cũng sẽ giống như Phương Viên, sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của hắn ở huyện Ma Xuyên này. Anh Diệp, anh, mắc cỡ chết được. Nông Liên Liên cũng không kìm nổi niềm vui, thẹn thùng úp mặt vào ngực Tôn Minh Ngọc. Ha ha ha, Tôn Quốc Đống cũng cười thoải mái, quay người nói. Tiểu Diệp, nếu cậu là đại ca của Minh Ngọc, thì tôi đây sẽ cậy già lên mặt gọi cậu là Tiểu Diệp, không biết bí thư Lưu đồng ý là khi nào cho làm nhỉ. Cái lão này, được đằng chân lân đằng đầu, rõ ràng là bậc trưởng bối của mình, có khi còn phải gọi ông ta là chú Quốc Đống, rõ ràng là nhỏ hơn một thế hệ. Tuy nhiên, việc này cũng chẳng sai, dựa vào sự giúp đỡ đắc lực của Bạch Đích ở thành phố, chẳng qua là mình chỉ nói vậy để đỡ bị thất thế mà thôi, hình như là hơi quá trớn rồi. Diệp Phàm thầm nghĩ. Ra vẻ tự nhiên cười nói. Chú Quốc Đống, việc này chú đừng lo, bí thư Lưu đã nói rồi, chắc thứ hai tới sẽ cho các đồng chí ở ban tổ chức cán bộ xuống kiểm tra đánh giá. Đối với một bí thư huyện ủy mà nói, thêm một phó chủ tịch là việc quá dễ dàng. Ừ, phải đấy. Tôn Quốc Đống gật gật đầu, tỏ ý đồng cảm sâu sắc. Về đến trong huyện Ma Xuyên, không lâu sau, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Giọng Sa Hồng Quân báo cáo một cách vội vã. Chủ tịch huyện Diệp, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì, nói mau. Diệp Phàm lo lắng, kít một cái xe dừng lại, nghe điện thoại tiếp. 2 giờ hơn chiều nay, mấy chục người dân xã Kim Đào đến, đi thẳng đến phòng tài chính huyện, hỏi tại sao phòng tài chính không đưa bọn họ khoản tiền hỗ trợ cho cây đào, khiến cho chủ tịch xã Thái không lĩnh được tiền về gì gì đó. Lúc ấy trưởng phòng Mã tức giận. Dẫn theo một nhóm cán bộ xông xuống dưới lầu, gặp một bà già đanh đá, tranh chua đang của trách sự thất lễ của trưởng phòng Mã. Trưởng phòng Mã chưa chịu sự lăng mạ như thế bao giờ, không kìm nổi cơn tức giận, giáng một cú tát trời đánh, bà già không đứng vững nữa, lập tức ngã xuống, đầu va vào cái bồn hoa lớn bằng sứ, máu chảy ra, hơn nữa bà ta còn bị hôn mê luôn. Người dân xã Kim Đào la toáng lên là trưởng phòng Mã giết người. Trả chúng tôi tiền, con trai của bà già kia liền đạp trưởng phòng Mã một cái, trưởng phòng Mã cũng bị đá bay vào tường. Trưởng phòng Mã giận dữ, toàn bộ mười mấy cán bộ phòng tài chính xông vào đây ngã mấy người dân. Tình thế trở nên căng thẳng, toàn bộ người dân tức giận mắt đỏ ngầu, tiện tay vớ được cái gì thì vớ, xông thẳng vào, hai bên đánh nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Không lâu sau, Mã Tiêu,
cháu của trưởng phòng Mã kéo theo một đám lưu manh đằng đằng sát khí phi xe máy đến, vừa mới chạm mặt, không nói chuyện với người dân nửa lời, cầm gậy sắt phang thẳng, trong chốc lát, hiện trường trở nên hỗn loạn, toàn bộ mấy chục người đều xông vào. Hiện tại trưởng phòng Ngô đã khống chế được tình hình ở phòng tài chính, tuy nhiên, đám người Mã Tiêu kéo đến là một đám lưu manh trong thị trấn, trưởng phòng Ngô Đồng cũng không tiện bắt tra khảo, xin chỉ thị xếp giải quyết thế nào cho phù hợp ạ. A Hồng Quân nói gấp gáp. Mã Vân Tiền đây. Diệp Phàm hỏi. Hắn ta cũng đến đây rồi, buộc trưởng phòng Ngô trói toàn bộ đám dân đến từ xã Kim Đào lại, nhưng xử lý đám lưu manh kia của Mã Tiêu như thế nào thì không hề có chỉ thị gì. Sa Hồng Quân nói có chút phẫn nộ. Mã Vân Tiền đang ở cạnh cậu sao? Diệp Phàm hỏi. Lên lầu ngồi uống trà rồi. Sa Hồng Quân đáp. Bảo Ngô Đồng nghe điện thoại. Diệp Phàm hừ nói. Chủ tịch huyện Diệp, việc này, có chút phiền toái. Tên Ngô Đồng kia nói ấp a ấp úng, dường như là có chút băn khoăn. Phiền toái cái con khỉ, muốn xe thì không phiền toái chắc. Cung cấp cho cậu xe tốt, là để cho một trưởng phòng như cậu cố gắng làm việc, bảo vệ duy trì an ninh trật tự của thị trấn, lấy pháp luật làm thước đo, xử lý mọi việc một cách công bằng. Đám lưu manh của Mã Tiêu là người, thế dân chúng của xã Kim Đào không phải là dân chúng của Ma Xuyên sao? Từng câu của Diệp Phàm đều chứa đựng lời giáo huấn sâu sắc. Tôi hiểu rồi, Chủ tịch Diệp, anh cho xin chỉ thị, tôi sẽ phục tùng theo. Ngô Đồng nói rất dứt khoát. Cho chỉ thị, cho cái con khỉ, cậu tự đi mà nghĩ cách, phải thật công bằng. Diệp Phàm quát lên, bỏ điện thoại xuống. Chủ tịch Diệp, xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Quốc Đống hỏi vẻ quan tâm. Xã Kim Đào. Diệp Phàm vừa phi xe ầm ầm vừa kể hết sự tình. Thực ra, toàn bộ sự việc xảy ra chiều nay là do Diệp Phàm sắp xếp cả, buổi sáng chủ tịch kiêm bí thư xã Kim Đào, Thái Tắc Dân đến xin ý kiến, nói là trưởng phòng tài chính Mã Lâm không đưa tiền. Sau đó Diệp Phàm trực tiếp gọi điện cho Mã Lâm, nào ngờ Mã Lâm vênh váo như vậy, chỉ nghe chỉ thị của Chu Phú Đức, lời của Diệp Phàm, chủ tịch huyện trực tiếp phụ trách phòng tài chính mà hắn chả coi là cái thá gì. Ngoài mặt thì Diệp Phàm tỏ ra chẳng thèm so đo với hắn làm gì. Ngầm tỏ ý cho Thái Tắc Dân trở về xã giải thích, Thái Tắc Dân vừa trở về, đổ hết toàn bộ lỗi cho trưởng phòng tài chính, nói là trưởng phòng Mã không giao tiền, hắn đã nhận được phê chuẩn của Chủ tịch Diệp rồi mà vẫn không chịu đưa tiền ra, rồi nói Chủ tịch Diệp cũng rất quan tâm đến chủng loại cây đào đó của nhân dân trong thôn, còn nói đợi sang năm sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ cho dân trong thôn gì gì đó. Dân chúng trong thôn vừa nghe đã không vui rồi. Một vài người lớn tuổi có uy danh dẫn đầu đoàn dân trong thôn xuống hỏi phòng tài chính. Không hề gây rối, chỉ muốn buộc trưởng phòng Mã Lâm giao tiền. Bởi lẽ, giống cây đào này đã được gieo trồng rồi, toàn bộ các hộ dân đều trông mong được mấy trăm tệ tiền trợ cấp để đón năm mới. Hơn nữa cũng muốn mua chút phân bón cho cây đào. Nghe Chủ tịch huyện Diệp nói, năm tới huyện sẽ nghĩ cách bán đào. Loại đào tự nhiên này đều cho thu hoạch tốt, chắc phải 1-2 tháng nữa ra hoa. Đây là thời kỳ quan trọng nhất, nở nhiều hoa thì đương nhiên sẽ cho nhiều quả. Hừ, tôi thấy đồng chí Mã Lâm này không thích hợp để đảm đương chức vụ trưởng phòng tài chính. Không hề biết một tí phép tắc nào, mặc dù phòng tài chính là do đảng ủy chỉ đạo, nhưng đó chỉ là phương hướng chung, chính quyền huyện là do hắn ta trực tiếp chỉ đạo. Đảng quản lý cán bộ, chính quyền quản lý hoạt động cụ thể, việc này đã phân rất rõ ràng. Phòng tài chính không phối hợp thực hiện tốt với dự trù kinh tế của chủ tịch huyện, vậy thì làm sao có thể làm tốt mảng kinh tế của huyện, làm sao có thể đem lại lợi ích cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức và nhân dân. Minh Ngọc, con là trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy có thể đề xuất với đồng chí Chu Phú Đức không? Tôn Quốc Đống nghiêm mặt lại nói, thực ra, Tôn Quốc Đống sẽ không tự nhiên mà tỏ vẻ chính nghĩa như vậy, chẳng qua là do ân huệ với Diệp Phàm thôi. Dạ vâng thưa ba. Khi trở về con sẽ đề xuất với bí thư Chu, quả là lão Mã làm việc quá thể quá, một vị trưởng phòng tài chính không nghe lời như vậy, nên suy nghĩ lại việc có nên tiếp tục để ông ta giữ vị trí ấy không. Tôn Minh Ngọc lén liếc mắt quan sát Diệp Phàm một cái, nói. Chương 835, sóng dữ cuồn cuộn. Ừ, tạm thời đình chỉ công tác, không biết có vị cấp phó nào của phòng tài chính huyện có thể đảm đương trách nhiệm vào lúc này không? Trưởng ban Minh Ngọc à? Anh là trưởng phòng tổ chức của huyện ủy, là người nắm rõ năng lực, phẩm chất của cán bộ trong huyện nhất, anh nên để tâm vào vấn đề nhân sự này một chút, trước tiên hãy chọn ra một người thay thế đã, nếu không, phòng tài chính là một phòng quan trọng,
không thể không có người lãnh đạo. Việc này tôi sẽ gọi điện để bàn bạc với bí thư Chu. Diệp Phàm nói một cách nghiêm trọng. Vâng, tôi thấy Phó Cục trưởng Giang Thắng Tài là người tạm thời có thể đảm nhiệm trọng trách này. Tôn Minh Ngọc biết rằng Diệp Phàm vì tình cảm mà để cho mình làm nên cũng không vòng vo thêm nữa nên đã nói thẳng ra ứng viên mà mình thấy hài lòng nhất. Đương nhiên, Tôn Minh Ngọc cũng hiểu rõ việc này còn phải chờ xem thái độ của Chu Phú Đức. Ngoài ra, Tôn Minh Ngọc cũng hiểu rất rõ Chu Phú Đức và Mã Lâm là cùng hội cùng thuyền, mặc dù nhân cơ hội lần này nắm chắc được ông ta, nhưng chắc rằng người kế nhiệm cũng phải là thân tín của Chu Phú Đức. Với tính cách độc đoán, chuyên quyền của Chu Phú Đức thì việc Diệp Phàm muốn khống chế phòng cải chính huyện là điều tuyệt đối không thể. Về đến huyện thì trời đã sắp tối. Nhưng huyện thành Ma Xuyên đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Xe đã dừng ở huyện phủ, nhưng Diệp Phàm vẫn chưa xuống xe. Ngô Đồng gọi điện thoại đến, thở ổn hển nói. Thưa Chủ tịch huyện, Mã Tiêu đã bị bắt, nhưng Bí thư Mã Vân Tiền một mực yêu cầu tôi thả người vô điều kiện. Tôi đã giải thích Mã Tiêu ẩu đả gây thương tích cho người khác, bị bắt là điều đương nhiên, nhưng Bí thư Mã không thèm nghe. Lại còn. Ngô Đồng ấp úng mãi hai từ lại còn, không nói nên lời, chắc rằng có điều gì khó nói. Lại còn cái gì, nói mau lên, bây giờ là lúc nào rồi mà còn đứng đó ấp úng. Diệp Phàm bực mình hừ một tiếng. Ngô Đồng bỗng như tức nước vỡ bờ, giống như đứa trẻ phải chịu nhiều ấm ức, bực bội nói tiếp. Con chó Mã Vân đó nói rằng nó là đại diện của chính quyền huyện ủy, đại diện của đảng ủy huyện tuyên bố đình chỉ công tác của tôi. Lại còn đứng ngay giữa bàn dân thiên hạ ở phòng công an, lớn tiếng nói tôi không biết xử lý các vụ việc đột xuất, bao che các phần tử loạn đảng có âm mưu tấn công phòng tài chính huyện, tiếp tay cho các thế lực đen tối hoạt động, làm cho việc này càng trở nên nghiêm trọng, làm cho cán bộ công chức nhà nước bị tổn thất, uy tín của đảng bị bôi nhọ, lợi ích quần chúng bị tổn hại. Các hoạt động ngày thường của các cơ quan nhà nước bị đảo lộn, và hắn còn nói nhiều lời tồi tệ hơn nữa, toàn là những lời miệt thị. Phòng công an bây giờ do ai lãnh đạo, là Mã Vân Tiền phải không? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Nghe nói tạm thời do Phó Phòng Cung Vĩnh Thanh lãnh đạo. Ngô Đồng tức tối trả lời. Hắn ta có thể đại diện cho chính quyền huyện ủy hay sao? Thật to gan, dân chúng xã Kim Đào đều bị hắn ta cho là loạn đảng cả. Cái mũ này chụp xuống rộng thật đấy. Bí thư Mã bây giờ đang ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Ở phòng công an huyện ạ. Ngô Đồng trả lời. Được, cậu hãy đợi một lát, tôi sẽ đến ngay. Diệp Phàm lộ vẻ tức giận, quay lại báo cáo sơ lược tình hình với Tôn Quốc Đống, vừa nghe Tôn Quốc Đông vừa liên tục nhíu mày. Chủ tịch Diệp, anh hãy đi giải quyết ngay đi, trấn an lòng dân là việc đầu tiên phải làm. Đừng để sự việc nghiêm trọng đến nỗi không thể dàn xếp được thì rắc rối to. Đối với những kẻ côn đồ ẩu đả gây thương tích cho người khác, đáng xử thế nào thì cứ xử thế ấy. Chúng ta là một quốc gia hành pháp, chứ không phải là một xã hội vô tổ chức. Tôn Quốc Đông nói ngắn gọn mấy câu, tỏ vẻ hoàn toàn ủng hộ Diệp Phàm. Đương nhiên, đối với những việc này Tôn Quốc Đống cũng không tiện ra mặt, hơn nữa Tôn Quốc Đống cũng muốn xem tài trí Diệp Phàm đến đâu. Việc rắc rối ở xã Kim Đào lần này chính là đá thử vàng, cũng là yếu tố quyết định thái độ ủng hộ của trưởng ban Tôn Quốc Đống đối với Diệp Phàm sau này. Nếu như Diệp Phàm là một bao cỏ, hay cho dù họ Diệp có sự ủng hộ của Tề Chấn Đào thì Tôn Quốc Đống cũng phải cân nhắc một chút thái độ dành cho Diệp Phàm. Tôn Quốc Đống đang giúp con tìm ra một trợ thủ, nói trắng ra là lựa chọn một con át chủ bài, mở đường cho con đường thăng quan tiến chức. Một người có tài trí giúp cho con trai ông ta tiến xa hơn trên quan trường. Điều này, xét một cách toàn diện, nó cũng quyết định cả việc con đường danh vọng của Tôn Minh Ngọc sau này có thể tiến đến đâu, đã 50 rồi, mấy năm nữa thôi rồi cũng phải lui về, muốn tiến thêm một bậc nữa e rằng cũng khó bởi hạn chế về tuổi tác và điều kiện trước mắt. Cho dù có thể tiến cao hơn một cấp, cao nhất là trước lúc về hưu kiếm được một chức giám đốc sở là mỹ mãn nhất. Cho nên, mọi hy vọng ông ta đều dồn vào con trai Tôn Minh Ngọc. Nhưng đối tượng cần suy nghĩ chính là Diệp Phàm. Ba, con sẽ đi cùng Chủ tịch Diệp xem sao. Lúc này, Tôn Minh Ngọc ngồi ở hàng ghế sau lên tiếng. Ừ, con cùng là cán bộ lãnh đạo huyện, trong huyện xảy ra chuyện như thế, con nên đi. Tôn Quốc Đống gật đầu đồng ý. Lúc này cậu con trai có chút động tĩnh, cũng xem như là có dũng khí. Đối với những sự việc như thế này, những lãnh đạo huyện ủy bình thường khác đều chọn cách bàng quan, đứng bên lề quan sát, sợ dính vào sẽ bị vạ lây.
Mã Vân Tiền tuy chẳng thông minh, tài trí gì nhưng lại là thân tín của Chu Phú Đức, đụng đến Mã Vân Tiền thực tế cũng chính là đụng đến Chu Phú Đức. Hơn nữa, trưởng phòng tài chính huyện Mã Lâm cũng là tay chân thân thiết của Chu Phú Đức, việc này bây giờ giống như một khối sắt đang bị nung đỏ. Giải quyết thế nào cũng sẽ đắc tội với người, nếu quan tâm đến suy nghĩ của Chu Phú Đức, thiên vị Mã Lâm, Mã Vân Tiền thì bách tính xã Kim Đào sẽ không để yên. Dân chúng tụ tập lại gây chuyện thì chẳng có tên quan nào là không sợ cả. Nếu đứng về phía dân chúng, thì vô hình chung đã đắc tội với Mã Lâm, Mã Vân Tiền, điều này cũng có nghĩa tuyên chiến với nhân vật số một huyện Ma Xuyên Chu Phú Đức, đây lại là điều mà đại đa số quan chức đều không muốn nhìn thấy. Cho nên, việc này không thể nào dàn xếp ổn thỏa được. Giải quyết như thế nào cũng là cái sai của người giải quyết cách nào cũng như đem lửa tự đốt mình. Cho nên đến ngay cả Vi Bất Lý, bí thư đảng quần chúng huyện, một người vốn có âm mưu sẽ tạo ra chút thành tích trong thời điểm này cũng chọn thái độ bàng quan. Tay này giả vờ chẳng biết chuyện gì, đến ngay di động cũng tắt máy, về quê câu cá rồi. Tất nhiên, còn một lỗ tai kia người ta dành để nghe ngóng, bất cứ lúc nào cũng có người báo cáo tất cả tình hình đang xảy ra ở huyện. Đến ngay cả phó chủ tịch thường trực huyện Phương Hồng Quốc, e sợ cho thiên hạ bất loạn, đã sớm nằm phục chờ đợi, phái người trà trộn vào dân chúng để gây náo loạn. Tuyệt đối không bỏ qua một cơ hội nào có thể đả kích Chu Phú Đức. Nếu Diệp Phàm ra tay, Phương Hồng Quốc tất nhiên sẽ không ngại mà theo sát, và dẫm cho hắn một cái. Thằng nhãi này đã sớm nâng chân cao lên, lúc này đang cao hứng tán gẫu cùng với trưởng ban chỉ huy quân sự Tề Quy Vân. Nói rằng, anh Tề, hôm nay thật là náo nhiệt khà khà, tên họ Chu không thể về kịp trong chốc lát, thủ hạ của ông ta Mã Vân Tiền và Mã Lâm không biết có thể ương ngạnh, cứng đầu trong bao lâu. Việc này chắc do Chu Phú Đức nằm trên giường bệnh chỉ huy, nếu không có cho gan trời Mã Vân Tiên cũng không dám thốt ra lời như thế. Hắn ta là một bí thư chuyên quản về hành chính, pháp luật, có quyền hạn gì mà đại diện cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Rõ ràng là trưởng phòng tài chính Mã Lâm đã ra tay đánh ngất xỉu bà lão đáng thương đó trước. Con người này vậy mà còn nói ra được, đến loạn đảng cũng nói được. Những người dân lương thiện xã Kim Đào tự lúc nào đã trở thành loạn đảng, cái mũ này thật rộng, ha ha. Tề Quy Vân cảm thấy thú vị, nhưng ông ta không hề có ý định dính líu vào, chẳng qua là vì mối giao hảo với Phương Hồng Quốc, nên phải hùa theo vài câu. Hừ, Mã Vân Tiền chỉ biết ăn nói sằng bậy, ngoài việc chạy theo đàn bà ra thì làm được trò trống gì cơ chứ? Loạn đảng, đến ngay cả Chu Phú Đức còn chưa dám gọi thế. Mã Vân Tiền đúng là không có não. Phương Hồng Quốc nói, dừng một chút rồi lại cười. Anh Tề, anh nói thử xem, sao chẳng thấy bóng dáng Vi Bất Lý đâu cả. Chủ tịch Diệp cũng không thấy đâu, không lẽ đều chơi trò mất tích cả sao? Vi Bất Lý không xuất hiện là chuyện bình thường, người này rất thủ đoạn, những trường hợp này tuyệt đối sẽ không lộ diện. Hơn nữa, khó mà hiểu rõ Vi Bất Lý, dường như đến ngay cả Chu Phú Đức cũng có thể quan tâm đến hắn ta. Anh nói thử xem, điều này bên trong còn có ẩn khúc gì? Tề Quy Vân do chẳng muốn tham gia vào việc tranh giành quyền lực ở Ma Xuyên, cho nên với tư cách là một kẻ bàng quan, giờ đây đầu óc ông ta sáng suốt hơn ai hết. Có lẽ ông ta cũng là người được phân công quản lý công tác đảng ủy, cho nên để cân bằng quyền lực nhân sự, Chu Phú Đức nắm đầu to, cũng dành chút ít quyền lợi cho Vi Bất Lý chăng. Phương Hồng Quốc vừa vẽ lên mặt bàn bức tranh mang lưới quan hệ của y vừa cười nói. Có lẽ là vậy, nhưng anh Phương à, tôi luôn cảm thấy mối quan hệ này không bình thường, thật không biết diễn tả ra làm sao. Tề Quy Vân lười biếng nghĩ ngợi thêm, cảm thấy ở đây có chút rối rắm. Ừ, từ trước đến nay, tôi đều đang tìm hiểu mối quan hệ giữa Vi Bất Lý và Chu Phú Đức, nhưng không phát hiện được điều gì khả nghi, chỉ cảm thấy có gì đó bất thường, một loại ảo giác. Tôi cũng như anh, không thể nói ra được lý do. Nhưng Chủ tịch Diệp lẽ nào thật sự có việc mà vắng mặt, hay là cố ý lẩn tránh? Chờ cho Mã Vân Tiền làm loạn thêm chút nữa mới lộ diện. Phương Hồng Quốc cũng không thể nắm bắt được suy nghĩ của Diệp Phàm, tất nhiên, việc Diệp Phàm đến huyện Giang Tân là ông ta không hề biết. Tuyệt đối không thể trốn, việc này vốn dĩ cần cậu ta thân chinh giải quyết. Bây giờ Chu Phú Đức không có mặt, cậu ta nghiễm nhiên trở thành nhân vật số một của huyện Ma Xuyên chúng ta. Cậu ta có thể thoát được việc này sao? Nếu ngọn lửa tức giận của dân chúng xã Kim Đào được thổi bùng lên, thì chiếc mũ chủ tịch huyện của cậu ta cũng sẽ bị đốt cháy, kha kha. Tề Quy Vân chỉ có thể nói như vậy với Phương Hồng Quốc như thế mới không bị nghi ngờ,
đây là một cuộc tán gẫu chân thành giữa những người bạn thâm tình lâu năm. Ừ, theo lý mà nói thì phải như thế, hơn nữa, những nông dân xã Kim Đào đó có điều hơi khác thường, hình như có ai đó giật dây. Nhưng cũng không chắc, có lẽ phòng tài chính huyện đã làm hơi nặng tay, trong đó hình như có liên quan đến chủ tịch Diệp. Phương Hồng Quốc cười nói, trực tiếp vẽ một mũi tên lớn lên người Diệp Phàm trên bức tranh mạng lưới quan hệ, giống như hướng mũi tên nhắm thẳng đến phía Mã Vân Tiền và Mã Lâm, còn bên này lại vẽ ra một đường mờ, khoanh một vòng tròn bao quanh lấy Chu Phú Đức. Chương 836, thủ đoạn cứng rắn. Có âm mưu từ trước, có lẽ thế. Nhưng những người dân ở huyện chúng ta nói chung tương đối cam chịu. Phòng tài chính huyện đã cắt đứt con đường kinh tế của người ta, tuy tức giận nhưng bọn họ không hành xử theo kiểu giang hồ đã là quá tốt rồi, trước mắt dân chúng trong thôn tụ tập lại ngày càng đông, cũng gần 200-300 người rồi. Đúng là một thùng thuốc nổ, Chủ tịch Diệp à, nếu cậu ta ra mặt, để dập tắt được ngọn lửa đó đòi hỏi phải có sức chịu đựng mới được. Dập được ngọn lửa này nhưng chưa chắc đã dập được ngọn lửa khác. Nghe nói thị trấn Mã Hồ Tử đã bắt đầu hành động, lúc nãy trưởng phòng Ngô đã huy động Mã Tiêu, bên kia vừa nhận được tin, đã tụ tập thành một nhóm người xuất phát. E rằng bây giờ đã đối mặt với dân chúng xã Kim Đào. Lúc này, kẻ nào xuất hiện kẻ đó sẽ gặp xui xẻo. Tề Quy Vân tuy nói không muốn tham gia, nhưng để phân tích tình thế thì xem ra rất có hứng thú. Ông ta cảm thấy mình như một trợ lý môi giới chứng khoán bàng quan. Đang dùng trí não của mình để vạch ra hướng đi tiếp theo. Điều này chính là một khoảng trời riêng trong lòng Tề Quy Vân, không thể thực tế trong cuộc sống hiện thực, đành phải tìm vui trong vô thực. Anh Tề, chúng ta hãy cùng đoán xem kết cục cuối cùng. Nghe nói Ngô Đồng đã bị Mã Vân Tiên tạm thời cách chức, Mã Tiêu kẻ chuyên đánh người thì được Mã Vân Tiền kêu vào phòng làm việc uống trà, tán gẫu. Mã Lâm thì nằm ở bệnh viện rên rỉ, nếu Chủ tịch Diệp xuất hiện, thì sẽ xảy ra hậu quả gì? Phương Hồng Quốc cười một cách bí hiểm. Anh Phương, không phải là anh cũng đang động lòng đấy chứ? Tề Quy Vân dao động, giống như cảm thấy được người bạn già hiểu tâm trạng của mình, thở dài than thở. Anh Phương, anh vẫn không thể buông tay được ư, đã đấu mấy chục năm nay, hà tất gì? Chu Phú Đức dù gì cũng vẫn là kẻ thất bại, anh đã có được cô ấy, không thể đòi hỏi người ta ở trong quan trường cũng là hai bàn tay trắng, đúng không? Đương nhiên. Chu Phú Đức cũng quá tham lam, luôn tìm mọi cớ để chèn ép anh ở chốn quan trường. Một phó chủ tịch thường trực huyện, thật không dễ dàng, với tư cách là bạn bè lâu năm, nói một câu khó nghe một chút, quyền lực thực tế của anh, đến ngay cả một phó chủ tịch huyện thông thường cùng không bằng, thảo nào anh luôn canh cánh trong lòng, nếu là tôi, chắc cũng chẳng khác gì, có lẽ đã sớm nổi loạn rồi. Anh không cần khuyên tôi, kiếp này, khúc mắc giữa tôi và Chu Phú Đức không thể nào giải tỏa được. Cho dù không thể vượt lên trước hắn, có thể chèn ép được Chu Phú Đức một lần, chết cũng hả dạ. Bằng không, kiếp này khó lòng thanh thản được. Phương Hồng Quốc đặt điện thoại xuống, đè mạnh đầu bút vào đầu Chu Phú Đức, nhìn thấy vợ ông ta liên tục chau mày. Khuyên, anh Phương, đã 45-46 tuổi rồi, còn mong gì nữa? Ở Ma Xuyên này, có thể trông mong gì, cho dù là Chu Phú Đức, ông ta cũng chỉ là một bí thư huyện ủy. Đến nước mình e rằng chẳng ai thèm để ý đến ông ta. 2. Nguyệt Linh, kiếp này có em là hạnh phúc lớn nhất của anh. Nhưng Chu Phú Đức cũng quá đáng thật, luôn tìm cách chèn ép anh, để anh được một lần dẫm đạp hắn cũng được, chỉ cần dẫm đạp được một lần là anh cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Phương Hồng Quốc duỗi nhẹ cánh tay, ôm Nguyệt Linh vào lòng. Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng ông ta lại than thở. Không biết kiếp này có được cô là bất hạnh của tôi không nữa, có lẽ là hạnh phúc lớn nhất nhưng cũng là bất hạnh lớn nhất. Tôi có được cô nhưng lại mất đi rất nhiều thứ khác. Anh Hạ, hôm nay chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật huyện Mã Vân Tiền. Diệp Phàm ngồi trong xe đem sự việc đã xảy ra nói lại với Hạ Hải Vĩ chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật địa khu một lần nữa. Thật ra Diệp Phàm muốn trực tiếp giải quyết. Nhưng ngẫm lại thấy Hạ Hải Vĩ là người có kinh nghiệm giải quyết những vụ việc tương tự thế này nên muốn thỉnh giáo trước đã. Xem ra Mã Vân Tiền đó thật chẳng ra làm sao, hệ thống chính trị pháp luật của chúng ta sao lại có loại người này, thật là một sự sỉ nhục. Nhưng hắn ta đã dám hoành hoang như vậy, chắc chắc phải có Chu Phú Đức hậu thuẫn đằng sau. Chỉ có điều hắn ta khi lên tiếng đã nói sai đi. Cái gì gọi là loạn đảng, không phải trong trường hợp nào cũng tước mũ quan của người khác như vậy được. Làm không đúng sẽ gây rắc rối lớn, cậu phải xử lý cẩn thận đấy.
Hạ Hải Vĩ chân thành nhắc nhở Diệp Phàm. Tuy nhiên chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật là huyện ủy viên thường vụ, vào lúc cấp bách hắn ta đã áp dụng biện pháp khẩn cấp, đình chỉ công tác của Ngô Đồng cũng là việc thuộc quyền hạn của hắn ta. Nhưng nếu thật sự phải làm rõ chuyện này, chắc rằng Chu Phú Đức sẽ đứng ra nhận là mình đã đồng ý với quyết định đó. Cho nên, lấy việc này ra để nói chuyện thì e là không thỏa. Lẽ nào cứ để cho Mã Vân Tiền tiếp tục ngông cuồng như thế, chủ tịch huyện như tôi chỉ là tên bù nhìn, không có quyền gì, lẽ nào không thể thay đổi gì được sao? Diệp Phàm có phần nổi giận. Chúng ta hãy dàn xếp theo cách này, cứ để cho Mã Vân Tiền đình chỉ công tác của Ngô Đồng, cậu cũng có thể theo đó mà hồi phục lại chức vụ của Ngô Đồng, xem thử phải chăng phòng công an huyện thật sự ở trong tay của Ngô Đồng, có được sự ủng hộ của phần đông cán bộ công an, lại có cậu là chủ tịch huyện đứng ra nâng đỡ, tin rằng sẽ chẳng ai sợ Mã Vân Tiền nữa. Huống hồ Đường Đường là một chủ tịch huyện, và là một phó bí thư huyện ủy, sự độc lập của ủy ban chính trị pháp luật cũng chỉ là tương đối, đều phải nằm dưới sự lãnh đạo của đảng cả. Hạ Hải Vĩ đã đưa ra một ý kiến rất hay. Vâng, cách này được đấy. Diệp Phàm hớn hở. Cậu thử xem sao, nếu Ngô Đồng không có cách nào khống chế được phòng công an huyện, thì chứng tỏ người này cũng chẳng có tài cán gì. Đây cũng là một cách tham khảo có ích cho việc tuyển chọn nhân sự sau này của cậu. Nếu thực sự không dàn xếp được thì tôi có thể đứng ra, trước tiên là phản đối quyết định của Mã Vân Tiền rồi tính tiếp, chỉ cần Chu Phú Đức không trực tiếp đứng ra phản đối thì các phòng ban ở huyện đều phải thi hành theo quyết định của tôi. Hạ Hải Vĩ căn dặn. Cảm ơn anh Hạ nhiều lắm, việc này nếu để anh phải đứng ra thì phiền cho anh quá. Tôi tin là tôi có thể giải quyết ổn thỏa. Diệp Phàm gác điện thoại, trong đầu không ngừng suy nghĩ, xe đã đến phòng công an huyện. Chủ tịch Diệp đến rồi. Xe Diệp Phàm vừa dừng ở phòng công an huyện thì cả một đám người nhốn nháo cả lên. Chủ tịch Diệp à, anh phải đứng ra làm chủ cho chúng tôi. Lúc này, trong đám người đó có ông Tào đứng ra nói lớn, những người khác đồng thanh hét theo. Vâng, đây chẳng phải là cũng nghiêu đó sao? Đừng vội, tôi sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho mọi người. Diệp Phàm điềm tĩnh bước xuống xe, mặc dù lúc đó người dân vô cùng bị kích động nhưng họ không hề có hành động gì mạo phạm. Anh nhìn bọn họ kìa, người nào cũng hung dữ, những người dân thường như chúng tôi làm sao sống nổi. Chúng tôi đến lấy trợ cấp mà anh đã đồng ý đó, bọn họ vừa xuất hiện không nói không rằng đã ngang nhiên đánh đập, cái tên Mã Vân Tiền, thật quá đáng, đã đánh trọng thương bà Nghiêu ở xã chúng ta, chủ tịch Diệp à, việc này anh nhất định phải đứng ra làm chủ cho chúng tôi. Ông Nghiêu như gặp được cứu tinh, kéo tay Diệp Phàm, chỉ vào mặt khoảng 5-60 tên mặt mày hung tợn. Chắc là người nhà họ Mã được điều động từ thị trấn Mã Hồ Tử tới mà hét lớn. Ông Nghiêu nói rất đúng, không trả tiền chúng tôi sẽ theo bọn họ đến cùng, người xã Kim Đào chúng tôi không phải là những kẻ hèn hạ, người nhà họ Mã là người, dân chúng xã Kim Đào chúng tôi không phải là người sao. Nghe ông Nghiêu nói thế, đám đông càng bị kích động, ai ai cũng lăm lăm gậy gộc, nhìn chằm chằm về phía đoàn người nhà họ Mã. Lão già chết tiệt kia, chán sống rồi hả? Dân xã Kim Đào là người thì người nhà họ Mã ở thị trấn Mã ra còn xứng đáng là người hơn, không phục phải không, vậy thì thử đến đây xem, dám động vào Tiêu ca ta đây thử xem ta có đánh chết bọn ngu xuẩn các ngươi không. Trong đám người nhà họ Mã, có một kẻ mặt mày dữ tợn, trên mặt có vết sẹo dài, tay cầm gậy sắt dài cỡ 1 mét, vô cùng ngang tàng, tỏ ra xem thường những người dân xã Kim Đào vô cùng. Mã Bình mày dám hỗn xược với cha tao, tao là Ngưu Tiểu Trụ. Người dân xã Kim Đào, thích thì chơi luôn, sợ chết là đồ hèn. Con trai ông Nghiêu là một nông dân khỏe mạnh đã từng giao đấu với Diệp Phàm, đến ngay cả chủ tịch Diệp cũng dám so tài, vào lúc giận dữ này, tay cầm quốc quơ qua quơ lại trước mặt Mã Bình. Kêu cái gì, im miệng đi. Diệp Phàm hừ một tiếng, mặt lộ vẻ tức giận, quay sang hỏi kẻ có vết sẹo trên mắt. Cậu là ai? Mã Bình, người ở thị trấn Mã Gia, có gì không chủ tịch Diệp? Ông muốn bắt tôi à? Mã Bình chẳng có gì sợ sệt, liếc xéo Diệp Phàm, hình như hắn chả xem chủ tịch Diệp ra gì, ngang tàng vô độ. Trưởng phòng Ngô, người này lúc nãy có tham gia ẩu đả phải không? Diệp Phàm hất đầu hỏi Ngô Đồng đang từ trong phòng chạy ra. Vâng, hắn ta không chỉ đánh người, mà còn đánh gãy tay người ta. Ngô Đồng đứng nghiêm, trả lời. Kẻ nào đánh người thì bắt lại, sao vậy? Từ lúc nào phòng công an huyện lại dung túng cho những kẻ đánh người thế? Sự tôn nghiêm của pháp luật để đâu?
huyện Ma Xuyên chúng ta không phải là nơi chứa chấp những kẻ bất tài. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vâng thưa chủ tịch, tôi rất muốn bắt nhưng bí thư Mã đã bãi chức của tôi, bây giờ tôi không còn là trưởng phòng công an huyện nữa, xin hãy bảo trưởng phòng cung giải quyết hạ. Ngô Đồng cố ý nói vậy, giả vờ như chẳng còn cách nào khác. Trưởng phòng cung, những điều trưởng phòng Ngô vừa nói đều là sự thực à? Diệp Phàm quay sang nhìn phó phòng cung Vĩnh Thanh, mới sực nhớ ra đó chính là kẻ đã đứng bên ngoài khi lần đầu Diệp Phàm đến xã Kim Đào giải quyết vụ ẩu đả giữa hai thôn Dương Gia và thôn Lý Gia, xem ra hắn ta chắc chắn là cùng hội cùng thuyền với Mã Vân Tiền rồi. À, cái này, hình như vẫn chưa điều tra rõ ạ. Cung Vĩnh Thanh len lén nhìn lên cánh cửa sổ đang mở trên lầu, chắc là đang cầu sự giúp đỡ của Mã Vân Tiền. Đã một ngày rồi mà vẫn chưa điều tra rõ à, ông làm việc như vậy sao? Diệp Phàm thốt lên câu đó, suýt chút nữa làm Cung Vĩnh Thanh nghẹt thở. Cung Vĩnh Thanh vội vàng nói. 5 tiếng trước việc này vẫn do trưởng phòng Ngô giải quyết, tôi chỉ là trợ lý thôi, nên không nắm rõ cũng là bình thường thôi mà. Ha ha, nếu việc này là do trưởng phòng Ngô giải quyết, thế thì tốt. Diệp Phàm nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, rồi nói lớn. Tôi đại diện cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện tuyên bố, sự việc xảy ra tại phòng tài chính hôm nay vẫn do trưởng phòng Ngô đồng toàn quyền giải quyết. Trưởng phòng Ngô, lập tức giải quyết theo kết quả đã điều tra được, nên làm thế nào thì cứ thế mà làm, cứ theo luật mà làm. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Ngô đồng quay ra phía sau ra lệnh. Lập tức bắt ngay 3 đối tượng Mã Tiêu, Mã Bình, Mã Phi. 3 kẻ này cậy mạnh gây thương tích cho những nông dân của xã Kim Đào trong khi họ đến đây lãnh tiền. Người dân không hề sai, họ chỉ đưa ra những yêu cầu chính đáng, không hề gây chuyện. Những người khác tạm thời chờ điều tra đã, dẫn 3 người này đi. Chương 837, tranh quyền. Tuân lệnh. Mấy chục công an đáp lời tiến lên phía trước bắt người. Tôi mới là trưởng phòng công an huyện, Ngô Đồng đã bị cách chức, không được manh động. Lúc này, Cung Vĩnh Thanh mới vội vàng lên tiếng, không dễ gì kiếm được cớ để khiến cho Ngô Đồng bị cách chức. Nếu đi theo Mã Vân Tiền, có lẽ sẽ có ngày ngồi lên được cái ghế trưởng phòng huyện. Tên này cũng ghê thật, biết rõ Mã Vân Tiền ủng hộ chính là có sự ủng hộ của Chu Phú Đức, cho nên đã gan lì đối đầu với Diệp Phàm. Công an huyện tuy ủng hộ Ngô Đồng nhưng nghe Cung Vĩnh Thanh to tiếng như thế, thì đều dừng lại cả, không biết phải nên làm theo lời ai. Ha ha ha! Đúng lúc đó Mã Bình cất lên chàng cười ngạo mạn, ra vẻ đắc ý. Chủ tịch huyện là cái thá gì, dám giỡn mặt với Mã gia trấn chúng ta, coi chừng đến một sợi lông cũng không mọc nổi, thằng nhóc như mày mà cũng dám đến đây lên tiếng ư. Không tin, ông đây sẽ đánh cho mày tàn phế, đồ con rùa rụt đầu. Mã Bình càng đắc ý, tuôn ra một chàng những câu nói ngông cuồng. Ai bãi chức của Ngô Đồng? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Là tôi. Mã Vân Tiền từ trên lầu đi xuống, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, trả lời. Ngô Đồng đã phạm sai lầm gì mà ông phải bãi chức của cậu ta? Diệp Phàm lớn tiếng chất vấn. Trưởng phòng Ngô đã phạm rất nhiều sai lầm, với tư cách là trưởng phòng công an huyện, đã xử lý không đúng trong việc dân chúng nổi loạn, suýt chút nữa gây nên thảm họa thương vong nghiêm trọng. Hơn nữa, chưa tiến hành điều tra kỹ càng đã bắt người lung tung, thiên vị những kẻ gây náo loạn, xử lý không công bằng. Mã Vân Tiền không ngu chút nào, liệt kê ra một loạt những cái gọi là sai phạm. Điều này ông đã qua kiểm chứng chưa? Diệp Phàm thấy nực cười, cảm thấy y như một kẻ đầu đất. Còn cần phải kiểm chứng sao? Con mắt của quần chúng là sáng suốt nhất. Mã Vân Tiền đắc ý liếc nhìn đám người nhà họ Mã, bộ dạng hiên ngang. Hừ, chủ nhiệm Mã, với tư cách là chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, được phân công quản lý 3 bộ phận quan trọng công kiểm pháp mà một chút ý thức về luật pháp cũng không có, chỉ dựa vào sự yêu ghét của chính mình để phán xét ư. Làm việc gì cũng phải có chứng cứ, bộ phận công an không phải là nơi xem trọng chứng cứ nhất đó sao? Nói đến đây, Diệp Phàm quan sát mọi người một chút, rồi nói tiếp. Ông nói con mắt quần chúng là sáng suốt nhất, thế thì tôi xin hỏi người dân xã Kim Đào có đồng ý cách chức trưởng phòng Ngô Đồng không? Trưởng phòng Ngô Đồng đã làm việc công minh, chính chủ nhiệm Mã đã cậy quyền để đình chỉ công tác của người ta, trưởng phòng Ngô đã cho bắt tên côn đồ Mã Tiêu, nhưng chủ nhiệm Mã lại buộc phải thả ra, đó là vì Mã Tiêu là cháu của ông ta, thật là cậy thế hiếp người, công tư lẫn lộn, hiếp đáp dân đen chúng tôi, bao che tội phạm.
Đúng lúc này, có tiếng hô hào trong đám người ở xã Kim Đào, Diệp Phàm khen thầm, người này nói rất đúng, đã chỉ ra được mối quan hệ giữa Mã Vân Tiền và Mã Tiêu. Chủ nhiệm Mã, sự việc đúng như vậy sao? Nếu theo quy định xử lý vụ án, thì với tư cách là họ hàng của Mã Tiêu thì ông nên tránh mặt, nếu không, e rằng việc này. Diệp Phàm lãnh đạm đẩy cây côn qua một bên nói với Mã Vân Tiên. Việc này, tôi không hề bao che cho người thân, tôi đã giải quyết không hề thiên vị. Mã Vân Tiền yếu thế hẳn, lời nói đã không còn hống hách được nữa. Ông ta đã bị Diệp Phàm nắm được điểm yếu nên tất nhiên không thể cương được nữa. Hừ, chủ nhiệm Mã, ông không cần nói nữa, ông hãy tôn trọng pháp luật. Ngô Đồng, lập tức trở lại vị trí là một trưởng phòng công an huyện, bắt tay làm việc đi. Diệp Phàm dõng dạc ra lệnh, nhìn Mã Bình cười. Trưởng phòng Ngô, người này vừa này đã uy hiếp đòi biến tôi thành một kẻ tàn phế, theo pháp luật sẽ bị khép vào tội gì? Mưu đồ sát hại người khác, cổ động người khác gây rối. Ngô Đồng đứng nghiêm, quay ra sau ra lệnh các chiến sĩ công an. Người đâu, mau bắt lấy Mã Bình, Mã Phi, Mã Tiêu, ba người này phạm tội gây rối, hơn nữa còn đánh người trong thôn gây thương tích, lại cùng đồng bọn có động cơ mưu sát, muốn giết chủ tịch Diệp, các đồng chí công an huyện Ma Xuyên. Tin chắc chủ tịch Diệp đối với anh em công an huyện ta như thế nào, anh em là người hiểu rõ nhất. Những người ở thị trấn Mã Gia nếu không liên quan gì thì xin hãy giải tán, nếu không sẽ là đồng phạm bị khép vào tội có âm mưu sát hại chủ tịch Diệp. Vâng. Vào lúc này mấy chục đồng chí công an không còn ai do dự nữa, hùng dũng lao lên phía trước, lúc này mà không thể hiện thì còn chờ lúc nào nữa chứ. Đừng nghe thằng nhóc đó nói bậy, người ở thị trấn Mã Gia chúng ta là anh cả của huyện Ma Xuyên. Bí thư Chu là người nhà họ Mã chúng ta. Chúng ta không có gì phải sợ. Mã Bình nhìn thấy sự sợ sệt, lùi bước của một số người nhà họ Mã thì lập tức hô to động viên nói. Hắn liếc xéo Diệp Phàm, rồi nói tiếp. Những người làm quan rất sợ đám dân đen chúng ta gây chuyện, chúng ta không việc gì phải sợ, cứ làm lớn chuyện đi. Thưa bà con, sát hại chủ tịch Diệp là một trọng tội, nếu vào thời kỳ xa xưa, có thể bị tội Chu di cửu tộc, bà con suy nghĩ cho kỹ. Đừng làm chuyện dại dột. Tôn Minh Ngọc, trưởng ban tổ chức cán bộ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Giọng nói đó tuy không vang dội nhưng câu nói đó vừa được thốt ra, những người họ Mã vốn chỉ là đến xem kịch vừa nghe thấy Chu Di cửu tộc đã thất kinh hồn vía, không dám nhìn về phía Mã Bình, Mã Tiêu một lần nào nữa, mà tự động rút lui gần hết. Dần dần, đám người họ Mã chỉ còn lại khoảng 7-8 người, là những kẻ thân cận với Mã Bình, Mã Phi. Tuy nhiên, những kẻ côn đồ này đã sớm run sợ trước sự lạnh lùng uy nghiêm của Diệp Phàm, chỉ biết nghe nói Diệp Phàm là một tay súng cử khôi, có võ nghệ cao cường, nếu không, làm sao có thể trị được tay cục trưởng công an địa khu họ Lâm vênh váo kia. Huống hồ, bên cạnh còn có mấy chục cảnh sát, hơn nữa, trong số những cảnh sát này gần một nửa là người huyện Ma Xuyên, người nào cũng giỏi võ nghệ. Mã Bình, Mã Phi muốn chạy, nhưng bị Ngô Đồng giữ chặt. Thằng nhãi này thật nhẫn tâm. Sử dụng các chiêu học được ở trường cảnh sát, kẹp chặt lấy Mã Bình, Mã Tiêu. Chỉ mấy cú đá đã khiến hai tên này mặt mũi bầm dập, bị Ngô Đồng đá cho một cú, nghe tiếng rắc, Diệp Phàm đoán chắc Mã Bình đã bị gãy chân. Hơn nữa, Ngô Đồng lại liên tiếp đánh mấy bạt tai, chắc là đầu óc tên đó đã thành đầu lợn rồi. Diệp Phàm mỉm cười, biết rằng Ngô Đồng đang muốn thể hiện để lập công, chút giận thay mình. Mẹ kiếp, có vẻ tên thằng nhóc này võ công cũng khá. Đúng là hạt giống tốt, cho hắn một ít thịt chăn ăn thử, chắc có thể đạt tới trình độ nhị đẳng. Nhưng vẫn phải quan sát thêm một thời gian nữa. Diệp Phàm đang nghĩ ngợi, nhìn qua thấy Mã Vân Tiền mặt mày như bánh bao chiều, gào to. Tên họ Diệp kia, mày dám không nghe chỉ thị của Bí Thư Chu, mày muốn chống đối lại đảng ủy huyện phải không? Kha kha, ông hãy đưa quyết định của Bí Thư Chu ra đây cho mọi người cùng xem với. Đó cũng là một bằng chứng tốt tại hội nghị thường vụ huyện ủy cho ông. Bỗng nhiên có tiếng người lảnh lảnh vọng đến, không cần quay đầu lại, Diệp Phàm cũng biết đó là Phương Hồng Quốc, phó chủ tịch thường trực huyện đã đến. Phương Hồng Quốc, ông. Mã Vân Tiền suýt chút ngất đi vì tức giận, nói không ra tiếng. Chu Phú Đức đã có một số việc dặn dò y, nhưng việc này không thể đem ra nói công khai, Mã Vân Tiền có ngốc đến đâu cũng không dám nói ra. Phương Hồng Quốc sẽ không đời nào chịu bỏ qua cơ hội dậu đổ bìm leo này, cười tít mắt nói. Sao, chủ nhiệm Mã, không đem ra được chứ gì?
nếu không đem ra được thì ông sẽ bị khép vào tội danh làm giả quyết định của Bí thư Chu đấy. Điều này, vi phạm quy chế của đảng, nếu vào thời kỳ cổ đại, giả mạo thánh chỉ sẽ bị mất đầu đấy. Chủ tịch Diệp, đối với hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng này của đồng chí Mã Văn Tiền, tôi thấy nên đưa ra xem xét ở hội nghị thường vụ huyện ủy. Một ủy viên huyện ủy, lại là lãnh đạo trực tiếp ba mảng công tác quan trọng công kiểm pháp, nếu là lãnh đạo một vị trí quan trọng, nếu thật sự đã làm gì thì sẽ gây tổn hại lớn đối với quốc gia. Để đề phòng hậu họa về sau, tôi đề nghị chúng ta nên cùng đem việc này báo cáo lại với Bí thư Chu, cậu thấy sao? Phương Hồng Quốc nhìn Diệp Phàm, rồi lại nhìn sang Tôn Minh Ngọc, trưởng ban tổ chức cán bộ, ánh mặt lộ vẻ mong chờ. Lão già này thật là nham hiểm, lúc dầu sôi lửa bỏng thì không thấy đâu, bây giờ ta đã trấn áp được Mã Văn Tiền thì xuất hiện. Muốn mượn tay ta để xử Mã Văn Tiền, khơi mào chiến tranh giữa ta và Chu Phú Đức, lão già ông muốn chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi ư, đến chuyện này mà ông ta cũng nghĩ ra được. Tuy nhiên, tạm thời lúc này không nên đụng đến Mã Văn Tiền, không làm tổn thương được gân cốt mà chỉ có thể làm chảy xước ngoài ra thì phỏng có ích gì. Việc này tốt nhất là nên nắm chặt đuôi không thả, sử dụng phương pháp giáo dục phê bình để giải quyết. Hơn nữa, tạm thời mình vẫn cần tranh thủ sự ủng hộ của Chu Phú Đức, làm to chuyện sẽ không có lợi. Diệp Phàm tự nhủ, cười nói. Nếu Chủ tịch Phương đồng ý đề xuất, chẳng nhẽ chúng tôi lại không ủng hộ sao, khà khà. Mã Văn Tiền, sự việc hôm nay giải quyết có nhiều điều còn bất cập. Ừ, Tôn Minh Ngọc đồng ý với Diệp Phàm, gật đầu phụ họa theo Diệp Phàm. Thằng nhóc này xem ra vẫn cố tỏ ra ngây thơ, bỗng chốc đẩy ta lên đầu mũi thuyền, cái gì gọi là đồng ý đề xuất, để mặc cho ta đánh trận, đến lúc đó các người ngồi im không lên tiếng, ông đây chúng kế đánh vào vườn không nhà trống, đến lúc đó bị tên Chu Phú Đức cười vào mặt, ta đây sẽ hết cả sĩ diện, làm gì có chuyện đó cơ chứ. Phương Hồng Quốc rủa thầm trong bụng, miệng cười cười không trả lời. Mã Văn Tiền đứng bên phẫn nộ nói. Phương Hồng Quốc, hãy chờ xem, tên họ Diệp kia, đừng tưởng Ma Xuyên này là của mày, muốn làm bá chủ huyện Ma Xuyên này à, đừng có nằm mơ. Kha kha, bá chủ à, tôi chưa hề nghĩ đến. Chủ nhiệm Mã, việc của hôm nay, ông hãy về ngẫm lại, tự vấn lương tâm mình đi. Còn nữa, nếu ông muốn lái chiếc xe cảnh sát của phòng công an đi, thì ông vui lòng để lại bộ Santana. Kinh tế huyện Ma Xuyên chúng ta còn quá eo hẹp. Một cán bộ mà dùng hai xe thì quả là không đúng chút nào. Dù sao hôm nay Mã Văn Tiền cũng đã bị mất mặt lắm rồi, Diệp Phàm không công gì để che giấu, nên dứt khoát đưa việc chiếc xe ra nói. Chương 838, uy phong của một chủ tịch huyện. Chiếc xe kia là do Mã Văn Tiền tôi dựa vào bản lĩnh của mình làm ra, chứ không phải là xe của Ủy ban Nhân dân huyện cấp cho, cậu dựa vào cái gì mà đòi thu hồi lại xe của tôi. Mã Văn Tiền không nhịn được nữa. Bắt đầu lớn tiếng, hai con mắt đằng đằng sát khí, như sắp muốn nuốt chửng lấy Diệp Phàm. Nói thế cũng được, nếu ông đã có xe rồi thì xin hãy trả lại phòng công an huyện chiếc xe mới do địa khu cấp cho công an huyện. Đồng chí Mã Văn Tiền, các đồng chí công an còn phải lái xe đi giải quyết các vụ án khác, bọn họ cần có một chiếc xe cảnh sát mới. Bộ phận công an với nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ trật tự trị an địa phương, hiệu suất công tác của họ cao hay thấp. Đôi khi có thể cứu được một mạng người đấy. Làm lãnh đạo, ông nên gương mẫu trước, tin rằng ông là một chiến sĩ công an dày dặn kinh nghiệm sẽ hiểu được điều này. Kỷ luật của đảng không dung túng cho kẻ nào làm bậy. Diệp Phàm nín cười, ra vẻ nghiêm túc, thể hiện rõ uy phong của một chủ tịch huyện. Dựa vào cái gì cơ chứ? Tôi đây vốn là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật huyện, phòng công an là cấp dưới của tôi, các công an viên thi hành nhiệm vụ thì có xe. Tôi đường đường là một lãnh đạo, lẽ nào khi làm việc lại không cần xe sao? Nếu xảy ra sự cố gì nghiêm trọng, chẳng phải là vẫn do những cán bộ lãnh đạo chúng tôi đi giải quyết sao? Không có người lãnh đạo, những công an viên có thể làm được gì cơ chứ, đến những việc còn con cũng không giải quyết được. Mã Văn Tiền gân cổ lên gào, ngang nhiên hạ thấp cán bộ công an huyện Ma Xuyên. Do quá nóng giận, ông ta quên rằng xung quanh đang có rất nhiều đồng chí công an đang làm nhiệm vụ. Mọi người nghe Mã Văn Tiền nói như thế, tuy bề ngoài không tỏ phản ứng gì, nhưng trong lòng thì đang chửi thầm. Một mình ông hai chiếc xe là lãng phí. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Chiếc cũ là do tôi dựa vào các mối quan hệ thâm tình mà có được, chiếc đó không tính, dựa vào cái gì mà nhường cho các người cơ chứ,
chiếc mới này phải do tôi làm chủ, xem ai dám đụng đến chiếc xe đó nào. Mã Vân Tiền giận quá nên mất cả khôn, lộ ra là một tên không biết cư xử. Ông nói gì vậy, tôi đây mới là cấp trên của ông, chiếc xe đó Ủy ban Nhân dân huyện cấp cho phòng công an huyện, chứ không phải cấp cho Ủy ban Chính trị Pháp luật. Nếu có bản lĩnh thì ông hãy đến gặp Cục trưởng Lâm, Cục trưởng Cục Công an địa khu mà đòi, đứng trước mặt tôi mà khoe khoang cái gì. Hôm nay sự thể đã như vậy, vậy thì tôi cũng nói rõ với ông. Đồng chí Mã Vân Tiền, hãy lập tức giao chìa khóa xe ra, nếu không tôi sẽ lấy lý do ông cưỡng đoạt trái phép xe cảnh sát của phòng công an huyện để phản ánh lại với cấp trên đấy. Ông hãy nghĩ cho kỹ, đây là hành động gì? Với tư cách là một cán bộ đảng, tính chất của hành vi này là gì? Diệp Phàm thấy không thể nhịn hơn được nữa, tên này quá kiêu căng, không hề biết sợ là gì. Nên tự phân biệt tốt xấu, chiếc xe mới đã nhường cho ông, đến chiếc xe cũ ông cũng muốn độc chiếm, tham lam vậy thật là mất mặt cho những cán bộ khác. Nếu không nghiêm túc trừng trị, chắc sẽ chẳng coi ai ra gì, huyện Ma Xuyên chịu sự lãnh đạo của đảng, lẽ nào lại trở thành vườn rau của nhà họ Mã các người. Cầm lấy đi. Xoạch một tiếng, Mã Vân Tiền ném chùm chìa khóa đến trước mặt Diệp Phàm, trừng mắt nhìn chủ tịch Diệp, gằn giọng. Họ Diệp kia, tao sẽ chống mắt nhìn chúng mày, hãy đợi đấy. Mã Vân Tiền tuôn ra một tràng rồi đùng đùng đẩy cửa đi ra, ánh mắt hung tợn, khiến cho người khác sởn cả gai ốc, nhưng Diệp Phàm chẳng hề bận tâm, để đối phó với loại người này, phải có cách. Hôm nay không thể dàn xếp ổn thỏa được thì chỉ có thể mạnh tay thôi. Đối với loại người như Mã Vân Tiền không thể đánh chết bằng một gậy, khả năng phản đòn của y rất cao. Loại người này trong xã hội chỉ là thứ cặn bã, làm xấu mặt đảng, với tư cách là một cán bộ có lương tâm thì phải tiêu diệt y. Hôm nay không những đắc tội với Mã Vân Tiền, đến ngay cả đám người ở thị trấn Mã Hồ Tử cũng có thể gây chuyện. Chu Phú Đức chắc cũng thấy khó chịu, đã làm thì phải làm đến cùng. Thật chẳng ra sao, hắn ta mà là chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật ư. Là một tên lưu manh thì có, tôi nghĩ nên đưa ra ở hội nghị thường vụ huyện, nếu cứ tiếp tục vậy e rằng các hoạt động khác trong huyện khó mà triển khai được. Phương Hồng Quốc lên tiếng. Vâng. Diệp Phàm đáp trả, cả ba người cùng bước ra, tìm một nơi yên tĩnh. Chủ tịch Phương, về việc này ông có ý kiến gì không? Diệp Phàm lúc này khác hẳn với vừa rồi, như có thể trị được Mã Vân Tiền, cảm thấy y quá ngông cuồng, không trị được y, e rằng công việc không thể triển khai được. Chủ tịch Diệp cứ nói trước đi. Phương Hồng Quốc cười nhạt, ông ta không vội gì, vừa nãy đưa ra ý kiến thì bị Diệp Phàm bác bỏ, bây giờ Diệp Phàm hỏi đến thì lại tỏ vẻ trầm tư, để cho tên này tự mình cứu lấy mình mới được. Ha ha ha, Mã Vân Tiền đã đi hơi quá, không còn giống với một chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật nữa. Đối với loại sâu bọ có hại này, không lẽ chủ tịch Phương vẫn muốn tiếp tục để vậy? Diệp Phàm liếc nhìn Phương Hồng Quốc, mỉm cười. Kha kha, tất nhiên tôi thấy chẳng thuận mắt chút nào, nhưng trong huyện vẫn có người thấy thuận mắt đấy, chỉ một mình tôi thì làm được gì? Phương Hồng Quốc điềm nhiên trả lời, xem ra Diệp Phàm đã bị cuốn theo. Có người, chủ tịch Phương có thể nói rõ hơn không? Tôi vẫn chưa hiểu ý ông lắm. Diệp Phàm cười đáp. Ha ha, rồi chủ tịch Diệp sẽ hiểu thôi. Phương Hồng Quốc nhấp một ngụm trà, chậm rãi nhìn Diệp Phàm. Vậy sao, có phải là người đó có chút khúc mắc gì với chủ tịch Phương? Diệp Phàm cố tình lôi mâu thuẫn giữa Chu Phú Đức và Phương Hồng Quốc ra, có như thế Phương Hồng Quốc mới thừa nhận. Bởi vì mọi người đều biết rõ kẻ đối đầu với Phương Hồng Quốc là Chu Phú Đức, cho dù Phương Hồng Quốc không chịu thừa nhận Chu Phú Đức đứng đằng sau Mã Vân Tiền thì chí ít cũng chứng tỏ Phương Hồng Quốc và Chu Phú Đức là oan gia. Người đó là người nào, tôi thật không biết chủ tịch Diệp muốn nói ai. Phương Hồng Quốc vẫn giả bộ ngây ngô không hiểu. Nghe nói phe của Tôn Minh Ngọc cũng đang rủa thầm lão hồ ly này, rõ ràng là hận Chu Phú Đức đến tận xương tủy, nhưng miệng vẫn kín bưng, để cho Diệp Phàm phải lên tiếng trước, tạo thuận lợi cho mình, nắm lấy quyền chủ động. Đương nhiên, cả Diệp Phàm và Phương Hồng Quốc đều đang thăm dò đối phương, ai ai cũng muốn nắm quyền chủ động trước. Kha kha! Nếu chủ tịch Phương không có khúc mắc với người nào thì phải nói là chủ tịch Phương đã có mối quan hệ rất tốt với các đồng chí trong huyện. Chứng tỏ các đồng chí ở huyện ta vẫn rất đoàn kết, ngoài một số đồng chí cá biệt có biểu hiện khác thường ra, phần lớn các đồng chí khác đều vì huyện nhà mà suy nghĩ. Thấy được tình hình này, nói thật lòng, tôi thật sự rất vui, một nội bộ đoàn kết,
tin rằng dưới sự lãnh đạo mà Chu Phú Đức là nòng cốt, huyện Ma Xuyên chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp. Diệp Phàm đi ngược lại, chọn cách khen Chu Phú Đức. Vâng, lần này bí thư Chu đơn thương độc mã hạ huyện Hồng Sa Châu, nói trắng ra cũng là vì lợi ích của huyện chúng ta. Bí thư Chu là một anh hùng, đáng được huyện Ma Xuyên chúng ta gọi là anh hùng. Phe cánh của Tôn Minh Ngọc quả thật cũng rất giàu hoạt, hùa theo Diệp Phàm ca tụng Chu Phú Đức. Trong lòng Phương Hồng Quốc tất nhiên rất khó chịu, như nuốt phải mấy chục viên ô mai, chua đến nỗi ê buốt cả răng, biết ngay hai tên này đang cố tình chơi xỏ mình. Ha ha, đúng thế, Chu Phú Đức thật đúng là một anh hùng, tay không vật lộn với mấy chục đồng chí ở Hồng Sa Châu. Hãy để cho mọi người nhìn thấy, để cho lãnh đạo địa khu thấy được sự kiệt xuất của cán bộ huyện Ma Xuyên chúng ta. Phương Hồng Quốc nói vừa như có vẻ đang ca ngợi, vừa như đang chửi rủa Chu Phú Đức là phường lưu manh, làm bại hoại danh tiếng của huyện Ma Xuyên. Hơn nữa, qua giọng điệu của ông ta thì Chu Phú Đức như một kẻ ngu xuẩn, Diệp Phàm và cả Tôn Minh Ngọc đều hiểu được hàm ý ẩn bên trong đó. Hào khí của bí thư Chu thật đáng cho người dân huyện Ma Xuyên chúng ta học tập. Nếu cấp trên cho phép, tôi thật sự muốn sắp xếp để ban tuyên giáo huyện ủy tuyên truyền một chút, đây chính là tác dụng của một tấm gương, mượn tiếng tăm của bí thư Chu để cổ vũ toàn dân, đoàn kết một lòng, vì sự phát triển kinh tế của huyện Ma Xuyên mà công hiến. Diệp Phàm khen ngợi không chút giấu giếm, khiến Phương Hồng Quốc tức giận đến nỗi suýt chút nữa bỏ đi. Từ lần đầu tiên thăm dò có thể nhận ra, Phương Hồng Quốc vẫn rất đề phòng, muốn trong phút chốc kéo gã về phía mình hay tạo dựng mối quan hệ đồng minh vững chắc e rằng không dễ chút nào. Nóng vội sẽ hỏng chuyện, phải từ từ tính toán, chắc chắn Phương Hồng Quốc sau khi về nhà sẽ suy nghĩ rất kỹ. Diệp Phàm nằm trên giường, đầu lởn vởn những chuyện phiền lòng. Hơn 11 giờ đêm. Tại nhà họ Tôn ở thị trấn Ngưu Đầu. Cha à, phải chăng chúng ta nên bình tĩnh quan sát đã? Trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Minh Ngọc hỏi Tôn Quốc Đống. Ba Rách đã từng nói, cơ hội thoáng qua như tia chớp, hoàn toàn phụ thuộc vào việc mình có nắm bắt được không? Tô Ma, mẹ cũng đã từng nói, rất nhiều người chờ đợi cơ hội, giống như đứa trẻ đứng trước biển, chúng nó dùng đôi tay nhỏ bé để nắm đầy cát, sau đó để cho cát từ từ rơi xuống, từng hạt, cho đến khi không còn hạt nào. Tôn Quốc Giống điềm tĩnh nhìn con trai, nói. Minh Ngọc, con muốn lựa chọn cách nói của Ba Rách hay của Tô Ma? Mẹ, thưa cha, ý cha là sao? Tôn Minh Ngọc lấy làm do dự, hỏi lại cha mình. Đừng có việc gì cũng hỏi ta, con cũng không còn nhỏ nữa. Cha già rồi con sẽ phải tự xoay sở. Tôn Quốc Đống có vẻ không vui, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Con hiểu ạ. Tôn Minh Ngọc dường như đã tỉnh ngộ. Hiểu được thì tốt, Diệp Phàm người này không đơn giản đâu, từ những biểu hiện ở huyện Giang Tân hôm nay, cậu ta đã làm được những việc mà cả ta và con đều khó có thể hoàn thành. Hơn nữa, lại làm một cách rất nhẹ nhàng, đến ta cũng cảm thấy tự xấu hổ, hậu sinh khảo ý, đây là bốn chữ mà ta đánh giá về cậu ta. Phòng công an huyện cả một núi việc ngổn ngang, sao lại có thể thấy được sự quyết đoán của người này? Tôn Quốc Đống nói đến đây. Liếc nhìn con trai, đột nhiên hỏi ngược lại. Minh Ngọc, nếu hôm nay giả sử con là chủ tịch huyện có mặt tại hiện trường, con sẽ giải quyết việc đó bằng cách nào, có được khí phách như Diệp Phàm không, dám quyết đoán xử lý Mã Vân Tiên, người đang có sự ủng hộ của Chu Phú Đức như Diệp Phàm không? Chương 839, sát phạt quyết đoán. Tôn Minh Ngọc trầm tư khá lâu, mới lắc đầu than thở. Con không thể bắt ba con hổ nhà họ Mã. Không phải vì con sợ ba con hổ nhà họ Mã, ba con hổ nhà họ Mã là một đám người có thế lực, mà đứng đầu là Chu Phú Đức, Mã Vân Tiền, Mã, đám người nhà họ Mã ở thị trấn Mã Hồ Tử tạo thành một mối quan hệ rộng lớn, phức tạp. Nếu lúc ấy người nhà họ Mã thật sự muốn gây chuyện thì thật không dám nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra, cho dù là công an huyện cũng khó mà dẹp yên. Đến lúc náo loạn không thể dẹp yên được, lãnh đạo địa khu chắc chắn sẽ rất tức giận. Con sẽ chọn cách thông qua so sánh để lấy ra, mời Chu Phú Đức làm chủ, đương nhiên, phải hy sinh một tí lợi ích của người dân xã Kim Đào. Tuy nhiên, con sẽ không hoàn toàn không để ý đến họ. Tương đối mà nói, con sẽ hướng về phía nhà họ Mã một chút. Dù sao đây cũng là tình thế bức bách, là lợi ích của dân chúng, có lúc cũng là một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Đây chính là nguyên nhân khiến con chỉ có thể làm trưởng ban tổ chức cán bộ, còn Diệp Phàm lại là một chủ tịch huyện. Với tư cách là một chủ tịch huyện,
biết cân nhắc cái nào quan trọng cái nào không quan trọng để bỏ đi là điều cốt yếu, không có những quyết định cứng rắn, thậm chí là nếu không có một chút mạo hiểm thì khó mà làm được chuyện lớn. Đôi khi, mối quan hệ ở chốn quan trường cũng như là một cuộc đánh cược uy danh, nếu thành công, có thể đứng ở vị trí cao nhất. Đương nhiên, cũng có thể có những kết cục khác, nếu thất bại thì đường hoạn lộ xem như bị cắt đứt, thậm chí là bị vào tù. Nhưng Minh Ngọc con à, con không thể vì sợ sệt mà vứt bỏ, những lúc cần đánh cược thì phải dũng cảm, có thua cũng không có gì đáng nuối tiếc. Tất nhiên, trong giới quan chức có rất nhiều người coi trọng chữ vững, không mong tạo dựng thành tích gì lớn lao, nhưng mong có thể tại vị một cách yên ổn, đối với loại người này, cũng khó mà tạo dựng được gốc rễ bền chặt, đối với loại quan này chỉ thêm lãng phí thời gian, và cũng chẳng có cơ hội nào. Trên thực tế không phải ông trời không cho bọn họ một cơ hội, mà là chính bọn họ không biết nắm bắt cơ hội. Ngoài ra, tính chất của việc đánh cược này không đơn giản chỉ là lúc nào muốn đánh cược cũng được. Con thấy đấy, cách chủ tịch Diệp xử lý vụ việc của phòng tài chính tại phòng công an huyện trông thì có vẻ lỗ mãng, nhưng thật ra cậu ta đã suy tính rất kỹ. Hãy xem khi Mã Bình ngông cuồng tuyên bố sẽ xử chủ tịch Diệp. Lúc đó, nếu là người bình thường ắt hẳn sẽ rất tức giận mà kêu công an ngay lập tức bắt Mã Bình. Nhưng chủ tịch Diệp lại xử sự theo cách khác, bởi vì lúc đó thời cơ chưa đến, Mã Vân Tiên còn đang ở một bên như hổ rình mồi, trưởng phòng Ngô Đồng chưa được phục chức. Sau đó gió vừa đổi hướng, Diệp Phàm đã lợi dụng cơ hội Chu Phú Đức không có mặt tại hiện trường, lấy lý do Mã Vân Tiên làm giả chỉ thị, nhanh chóng, quyết đoán phục chức cho Ngô Đồng, nắm lấy quyền chủ động. Sau đó, sử dụng chiêu sách thu sau tính sổ, lập tức vin vào cớ giám miệt thị, âm mưu giết hại chủ tịch huyện để ra lệnh cho Ngô Đồng lập tức bắt ba con hổ nhà họ Mã. Cái mưu âm mưu giết hại chủ tịch tỉnh thật quá rộng, đây chính là nhờ Diệp Phàm giỏi lợi dụng, nắm được điểm yếu của Mã Bình, tội này bị gán vào, đến Mã Vân Tiền cũng khó mà trở tay, không cách gì phản bác được, chỉ có cách đứng nhìn ba con hổ nhà họ Mã bị bắt. Hơn nữa, những người nhà họ Mã khác khi biết tội danh này rất nặng thì đương nhiên sẽ tự tản ra. Tôn Quốc Đống giống như một công an dày dặn kinh nghiệm đang phân tích vụ án, thảo luận mối quan hệ giữa lợi và hại, được và mất với con trai. Cha à, rốt cuộc thế lực của Chu Phú Đức mạnh đến cỡ nào? Hình như lúc ấy Diệp Phàm có ý định đối chất trực tiếp với Chu Phú Đức mà không dám. Tôn Minh Ngọc lo lắng hỏi. Đối chất, không không đâu, Diệp Phàm sẽ không chọn cách đối chất trực tiếp với Chu Phú Đức đâu. Có lẽ bây giờ Diệp Phàm chưa nhúng tay vào việc nhân sự của huyện đâu. Nhưng khi cậu ta đang phát triển về lĩnh vực kinh tế mà chịu sự hạn chế về quyền nhân sự, có thể cậu ta sẽ từng bước dẹp bỏ các hòn đá đang chắn đường. Ví dụ điển hình là Phan Mặt Dỗ ở xã Kim Đào, có thể sẽ là hòn đá chắn đường đầu tiên bị Diệp Phàm vứt đi. Hôm đó, tại hội nghị thường ủy huyện, nghe nói đột nhiên Phương Hồng Quốc quấy rối, Chu Phú Đức vì mục đích làm thân với vị chủ tịch mới này đã phải bỏ rơi Phan Mặt Dỗ, ngượng ngùng thừa nhận Diệp Phàm đã xử lý rất thỏa đáng vụ việc lúc đó. Hy vọng sau này sẽ còn gặp những việc tương tự thế, Diệp Phàm là một lãnh đạo có tài. Tôn Quốc Đống mắt nhìn xa xăm, dường như hiểu rất rõ bản chất của tất cả các vấn đề. Cha à, nghe nói chẳng phải Chu Phú Đức không về được sao? Tôn Minh Ngọc mở miệng hỏi. Chưa về được, tạm thời chưa về được, nhưng còn sau này ai mà biết được? Tôn Quốc Đống lắc đầu, đối với những dư luận ở địa khu, ông ta cũng không chắc được gió sẽ theo chiều nào. Gần đây người nhà chủ tịch huyện Hồng Sa Châu Quách Tân Bình cũng rất hung hãn, Quách gia cũng có vài lãnh đạo ra tay. Chính xác là muốn ép địa ủy Đức Bình xử lý Chu Phú Đức, ví dụ như Quách Thế Danh anh họ của Quách Tân Bình, người đang đảm nhiệm chức trưởng phòng kiểm toán tài vụ ở Sở Giao thông tỉnh. Người này đã gọi điện gặp trực tiếp chuyên viên địa khi Vương Triều Trung, lên giọng nếu địa ủy Đức Bình không làm cho Quách gia hài lòng thì dự án lớn nhất ở phòng giao thông tỉnh của địa khu Đức Bình đường La Thủy sẽ không được thông qua. Quách Thế Danh tuy là một trưởng phòng, xét về cấp bậc thì thua chủ tịch Vương nhiều, nhưng lại rất có thế lực. Hơn nữa, việc này lại trùng hợp với việc triển khai dự án quốc lộ La Thủy ở địa khu Đức Bình, nếu ông ta không cho phép thì không thể thông qua, dự án quốc lộ La Thủy lớn như vậy sẽ biến thành trò cười của Đức Bình. Chủ tịch địa khu Vương nghe thế đã rất hoang mang, bởi vì, nói thẳng ra dự án quốc lộ La Thủy này cũng là một công trình thể hiện bộ mặt mà chủ tịch Vương làm. Bí thư Trương Thế Thành chắc hẳn cũng lấy làm khó chịu, không biết từ đâu mà trong lòng của những lãnh đạo địa khu này đều có những toan tính riêng. Lấy vị thế của Chu Phú Đức so với quốc lộ La Thủy, thì kém xa.
Trương Thế Thành vốn không có ý kiến gì nhiều, dù sao Chu Phú Đức là do Chủ tịch Vương cất nhắc, mang tiếng là thân tín của Chủ tịch Vương. Tuy nhiên, cũng bởi Chu Phú Đức cùng phe với huyện Hồng Sa Châu, nên đã khiến cho việc này trở nên bất thường. Chí ít Chu Phú Đức cũng có ít nhiều ảnh hưởng đối với sự phát triển kinh tế của huyện Ma Xuyên, hành động này là vì lợi ích còn con của tiểu tập đoàn đáng bị phê bình, không có tầm nhìn xa, không có lợi cho đại cục. Nhưng ở một khía cạnh khác thì có thể thấy Chu Phú Đức vẫn muốn đưa nền kinh tế của huyện Ma Xuyên đi lên. Điều này xuất phát từ sự khác biệt của huyện Ma Xuyên do Chu Phú Đức chỉ đạo, không ở vị trí đó thì không bàn chính sự. Lãnh đạo địa khu đứng về phía đại cục của địa khu Đức Bình để nhìn nhận vấn đề, còn Chu Phú Đức chỉ nhìn thấy địa bàn huyện Ma Xuyên, đứng ở độ cao và tầm quan sát khác nhau thì tất nhiên phạm vi quan sát cũng không giống nhau. Nếu tiếp tục để Chu Phú Đức ở huyện Ma Xuyên, chắc rằng ông ta sẽ cùng với Diệp Phàm đưa nền kinh tế của Ma Xuyên đi lên. Bởi vì Chu Phú Đức là một con người hiếu thắng, muốn đuổi kịp và vượt qua Hồng Sa Châu, đấy chính là bằng chứng để ông ta lấy lại thể diện. Cho nên tâm trạng của Trang Thế Thành rất phức tạp, vốn dĩ không có gì lại trở nên thay đổi. Hơn nữa, Trang Thế Thành cũng có những toan tính khác, Diệp Phàm bây giờ mới vừa lên chức chủ tịch huyện, nếu loại trừ được Chu Phú Đức, thì Diệp Phàm cũng không thể ngồi vào vị trí bí thư. Để vị trí đó cho Chủ tịch Vương, rồi đưa người khác lên, chỉ bằng để cho Chu Phú Đức tiếp tục ngồi. Chờ khoảng 2 năm nữa, khi Diệp Phàm đã dày dặn kinh nghiệm, đủ lông đủ cánh, kinh tế huyện Ma Xuyên cũng đã đi lên, có được thành tích đáng kể, đến lúc đó điều động Chu Phú Đức, thì Diệp Phàm có thể ngồi vào vị trí đó một cách danh chính ngôn thuận. Trước mắt thời cơ chưa chín muồi, bởi vì tại hội nghị thường vụ địa khu, Trang Thế Thành vẫn chưa thể nào nắm chắc được toàn cục. Diệp Phàm là do mình cất nhắc, nếu Chu Phú Đức bị điều đi, vị trí đó cũng phải sắp xếp tay chân thân tín của mình thay thế, chắc rằng những kẻ như Lôi Minh Hoài, Vương Triều Trung sẽ tức tối lắm. Mặt khác, Trang Thế Thành còn dự tính rằng hãy tạm gác lại việc này, tốt nhất là nên để Chu Phú Đức nằm viện thêm một năm, ở địa ủy sẽ không điều thêm người đến Ma Xuyên, vị trí bí thư đó cứ để trống vậy, Diệp Phàm sẽ thêm rộng cánh. Nếu để Diệp Phàm thay thế Chu Phú Đức lãnh đạo tổ chức đảng ở huyện Ma Xuyên, chắc chắn sẽ bị Vương Triều Trung phản đối. Nếu dùng cách khác, để cho vị bất lý bí thư đảng quần chúng huyện Ma Xuyên lãnh đạo công tác đảng ủy của huyện Ma Xuyên, điều đó sẽ rất có lợi cho Diệp Phàm. Chí ít là vị bất lý danh không chính, ngôn không thuận tạm thời ngồi vào ghế bí thư sẽ không có được quyền lực lớn như Chu Phú Đức. Diệp Phàm là một chủ tịch huyện, quyền hạn sẽ cao hơn, có thể âm thầm gây dựng thế lực, giành lấy chính quyền ở Ma Xuyên. Đương nhiên, sự việc có phát triển theo dự tính của mình hay không, điều này Trang Thế Thành cùng không thể hoàn toàn nắm chắc. Ông trời có nắng mưa thất thương, người thì họa phúc liền kề, giống như việc sắp xếp chức vụ bí thư của một huyện sẽ liên quan đến rất nhiều cái khác như lợi ích của địa khu, tỉnh, các tập đoàn. Đặc biệt là khi Trang Thế Thành vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay hội nghị thường vụ địa khu, chưa nắm chắc được hội nghị bí thư địa ủy thì sự thay đổi lại càng khó lường. Hừ, lại để cho thằng nhóc đó tránh được một kiếp nạn. Bí thư đảng quần chúng vì bất lý mặt mày ủ rột, liếc nhìn phó viện trưởng viện kiểm sát huyện Chu Lai Hoài đang ngồi đối diện. Anh Vi, đừng nóng vội, việc này vẫn chưa đến hồi kết đâu. Chu Lai Hoài cười nhạt. Vâng, đúng thế, hôm nay tuy thằng nhóc đó giành chiến thắng trước Mã Vân Tiên, nhưng ba con hổ nhà họ Mã không phải là ngọn đèn cạn dầu. Người nhà họ Mã chắc chắn sẽ gây chuyện. Nếu là xã hội cũ thì đã sớm xảy ra chém giết rồi, nhớ lại thời gian trước giải phóng, Mã Hồ Tử của Mã Gia đã dám dẫn một đám người họ Ma đánh lại quân giải phóng. Cho nên, trong vòng mấy ngày này, tôi lo sẽ xảy ra chuyện lớn, chúng ta hãy chờ đấy, sẽ có kịch hay mà xem. Ngồi đối diện với Chu Lại Hoài là Trần Tử Quyền, trên đầu có vài sợi tóc vàng lưa thưa, chủ nhiệm ủy ban xây dựng huyện, những người trong huyện thường gọi là tên tạp chủng. Không thể chỉ ngồi nhìn được. Cần phải hành động mới được, chúng ta phải thúc giục để cho bùng nổ mới được, tốt nhất là thế, hừ. Vì bất lý hừ một tiếng, đưa tay ra làm một động tác chém ngang, nói với Chu Lai Hoài. Anh Chu, anh có thấy những hành động của phòng công an huyện hôm nay không ổn chút nào không? Việc phá án của phòng công an huyện là việc riêng, hơn nữa, Mã Vân Tiền rõ ràng là cấp trên, Chủ tịch Diệp dựa vào đâu mà trực tiếp xen vào, có phải là hơi lạm quyền quá không? Chương 840, vượt quá quyền hạn. Lạm quyền là chắc rồi, chỉ cần lấy cái này để xét thôi thì chưa có sức thuyết phục lắm. Ở nước ta,
những việc như chính phủ can thiệp vào hệ thống chính trị pháp luật không có gì là mới mẻ. Pháp luật nhà nước đều quy định, các vị án công kiểm pháp có quyền xử lý độc lập, chỉ chịu sự giám sát của cấp trên, đến ngay cả đảng ủy cũng không thể can thiệp. Tuy nhiên, sự thật có thể làm vậy được ư? Đảng lãnh đạo tất cả, công kiểm pháp cũng là phải chịu sự quản lý của đảng. Khi chúng ta phá án, có bao giờ được phá án một cách độc lập đâu, đó chỉ mơ mộng hão huyền thôi, luôn phải phụ thuộc vào một câu nói của bí thư huyện, là đã có thể ra quyết định phán quyết một cách công bằng. Chu Lai Hoài lắc đầu. Anh Chu, anh không thấy sao, hôm nay tên Ngô Đồng khi bắt ba con hổ nhà họ Mã hình như đã rất mạnh tay, điều này có được xem là đã sử dụng bạo lực trong lúc chấp pháp không? Viện kiểm sát các anh không phải có chức trách giám sát phòng công an sao? Sao không sử dụng quyền hạn của các anh mà gây khó khăn, khà khà. Trần Tử Quyền vuốt mấy sợi tóc vàng hơi xoăn, miệng cười cười. Ha ha, viện kiểm sát là cơ quan giám sát luật pháp của nhà nước, có chức trách giám sát luật pháp theo pháp luật dưới sự lãnh đạo của huyện ủy và viện kiểm sát cấp cao, giám sát đại hội đại biểu nhân dân, hội nghị thường ủy và tiến hành công tác báo cáo, chấp hành nghị quyết này. Cái gì gọi là chịu sự lãnh đạo của huyện ủy? Chủ tịch Diệp bây giờ chính là đại diện cho lãnh đạo huyện ủy. Anh Trần, anh kêu tôi đi giám sát việc phá án của trưởng phòng Ngô Đồng. Mà Ngô Đồng rõ ràng lại đang có sự ủng hộ cu ả chủ tịch Diệp. Không thể ngờ được hả, cậu ta tuy tuổi đời còn non nớt nhưng lại có chút thủ đoạn, đến huyện Ma Xuyên chúng ta chưa được 20 ngày nhưng đã sai khiến được trưởng phòng công an huyện. Đến ngay cả trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Minh Ngọc cũng có vẻ rất thân thiết với cậu ta. Anh Vi à, anh phải cẩn thận để phòng đấy nhé. Chu Lại Hoài liếc nhìn Vi bất lý mà nói. Đề phòng gì cơ chứ, trưởng ban Tôn không dễ theo một ai đó đâu, trước đây Chu Phú Đức Thanh thế lớn như vậy mà trưởng ban Tôn còn không nể mặt. Thỉnh thoảng ở việc sắp xếp nhân sự, Tôn Minh Ngọc cũng có ảnh hưởng nhất định, đến ngay cả Chu Phú Đức cũng ít nhiều dè chừng sắc mặt của Tôn Minh Ngọc. Chẳng phải Tôn gia đang nắm quyền ở địa khu đó ư? Tôn Quốc Đống không những là trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy, mà còn kiêm luôn chức phó bí thư địa ủy, cái chức vụ đằng sau đó còn lớn hơn cái trước, uy quyền càng lớn, ông ta cũng có ảnh hưởng nhất định tại hội nghị các bí thư. Chu Phú Đức chắc cảm thấy không dễ gì lợi dụng trưởng an tổ chức cán bộ Tôn Minh Ngọc này nên đã sớm nghĩ đến việc tuyên chuyển cậu ta. Tuy nhiên, thế lực của Tôn Quốc Đống quá lớn. Hơn nữa, Tôn gia ở thị trấn Ngưu Đầu cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Nói đến việc Tôn Minh Ngọc thiên về phía Diệp Phàm, điều đó là không thể, Diệp Phàm có gì để Tôn Minh Ngọc phải bận tâm, như tình hình hiện tại, chẳng qua chỉ là lợi dụng nhau thôi. Diệp Phàm không thể đem lợi ích ra để mua chuộc Tôn Minh Ngọc thì không thể lung lay Tôn Minh Ngọc được. Cho dù dư luận cho rằng Diệp Phàm là thân tín của Trang Thế Thành thì cũng chưa chắc đã tranh thủ được sự ủng hộ của Tôn Minh Ngọc. Phải biết rằng ở địa khu, Tôn Quốc Đống có vẻ như đứng ở phe trung lập. Không có khuynh hướng theo phe Trang Thế Thành, mà chính là theo phe mạnh hơn của Vương Chủ tịch, đối với con cáo giả Tôn Quốc Đống, tốt nhất không nên dây vào, nên giữ mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp. Không thể lôi kéo về phía mình, cũng tuyệt đối không được làm gì đắc tội, khi có chút lợi ích thì cũng nên san sẻ, Tôn Quốc Đống tất sẽ không gây phiền phức gì. Theo tôi, Tôn Minh Ngọc cũng học hỏi cha mình không ít. Nếu không tôi đã sớm ra tay. Vì bất lý phân tích rất chí lý. Nhưng đáng tiếc là ông ta không biết được năng lượng khiến người khác phải giật mình của Diệp Phàm. Nếu không, Vì bất lý đã không nói ra những lời như thế. Đúng là đồ đầu đất, việc này có thể hạ được ta sao? Đừng có nằm mơ. Chu Phú Đức đang nằm trên giường bệnh tức giận phang mạnh tay, cảm giác phần sau lưng đau nhói, chắc là đã bị dạn nứt. Chu Phú Đức đã đến địa khu. Qua sự kiểm tra cẩn thận của các chuyên gia bệnh viện bậc nhất ở địa khu đã phát hiện ra ở xương sườn ngực, xương cánh tay đều có chút rạn nứt. Vết thương ngoài da thì càng nhiều, rất nhiều nơi có vết bầm tím, may mà đám người ở Hồng Sa Châu còn có chút lý trí. Nếu không, Chu Phú Đức rất có thể đã thành kẻ tàn phế rồi, thậm chí là nằm quan tài. Bác sĩ yêu cầu phải nằm dưỡng bệnh ít nhất là 2-3 tháng, như vậy chắc phải kéo dài đến năm sau. Cục diện ở huyện đã có sự thay đổi. Mới chỉ mấy ngày, những người thân tín của ông ta như Mã Lâm, trưởng phòng tài chính huyện đã bị chủ tịch Diệp ra lệnh bắt vì tội dám đánh dân, không làm theo lệnh của cấp trên, vin vào lý do đó để đình chỉ công tác, tạm thời đưa phó phòng Giang Thắng Tài lãnh đạo công việc của phòng tài chính. Trong lòng Chu Phú Đức hiểu rất rõ, tên chủ tịch huyện Diệp Phàm này đã mượn gió bẻ măng, muốn nắm trong tay phòng tài chính huyện.
phòng tài chính là bộ phận quan trọng, trước nay đều do Chu Phú Đức thao túng. Nguyên chủ tịch huyện Giang Hòe Mạo đã làm chủ tịch huyện một năm, kỳ thực chỉ như là một con rối, không làm được trò trống gì. Tất nhiên chủ tịch Giang cũng đã từng tranh giành, nhưng do thế lực của Chu Phú Đức quá mạnh, hơn nữa các lãnh đạo địa khu đều không ủng hộ Giang Hòe Mạo, khiến cho chủ tịch làm gì cũng gặp trắc trở, đi đâu cũng đắc tội với người khác, cuối cùng là rớt chức. Nguyên nhân về việc ông ta bị sa thải, huyện Ma Xuyên và địa khu Đức Bình đều rất mập mờ, Chu Phú Đức cũng biết rõ, chắc là rất nhiều người nghi ngờ chính ông ta đã làm việc xấu xa đó, cũng chỉ có Chu Phú Đức mới biết được những điều khó nói trong đó. Sau khi Chu Phú Đức tức giận, lại tự an ủi Mã Lâm. Hãy bình tĩnh, cậu chỉ bị cách chức tạm thời, chủ tịch Diệp không có quyền sa thải cậu. Giang Thắng Tài muốn thay thì hãy để cho hắn tạm thời thay đã. Huyện Ma Xuyên bây giờ, trước khi địa khu chưa có quyết định chính thức, thì địa bàn đó vẫn do tôi nắm quyền. Dù là Diệp Phàm muốn làm thì cậu cũng cứ bình tĩnh nhẫn nhịn đã, chờ tôi khỏi bệnh sẽ giải quyết. Bí thư Chu, nhưng tôi vẫn không phục, là một chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật mà mất mặt quá. Với tư cách là lãnh đạo trực tiếp của phòng công an huyện, lại không làm được gì. Tên họ Diệp đó rõ ràng đã quá lạm quyền. Từ lúc nào mà một chủ tịch huyện có quyền bác bỏ quyết định của chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật cơ chứ? Đều là ủy viên thường vụ cả, hắn có quyền gì cơ chứ? Đây chính là điển hình của sự lạm quyền. Mã Lâm phẫn nộ bất bình, ông ta muốn lôi kéo sự đồng tình, mọi tội lỗi đổ lên đầu Diệp Phàm. Ừ, về việc này chủ tịch Diệp đã đi hơi quá đà. Nhưng phòng công an huyện phải chịu sự lãnh đạo của cả đảng ủy địa phương và cơ quan công an cấp trên. Diệp Phàm với tư cách là một phó bí thư huyện ủy, hắn ta nắm được điểm yếu của Mã Tiền, quyết định lật ngược lại cũng có thể xem như là xác đáng. Nhưng ta tin Mã Vân Tiên sẽ không để yên. Ngày mai, cậu hãy chờ xem, khà khà. Chu Phú Đức bỗng nhiên cười phá lên. Ông nói ngày mai chủ tịch Diệp sẽ mở hội nghị thường vụ huyện ủy, sao có thể cơ chứ, hình như cái này chỉ có ông mới có thể triệu tập mà. Hơn nữa, bây giờ lãnh đạo địa khu vẫn chưa có động tĩnh gì, tên họ Diệp kia dựa vào cái gì mà làm thế, đây rõ ràng là vi phạm quy chế. Mã Lâm phẫn nộ lên tiếng. Khà khà, đúng thế, vừa này hắn vừa gọi điện cho tôi. Nói là muốn sửa cho xong quốc lộ thiên tường trước Tết. Nếu không, chí ít cũng phải kéo dài thêm mấy tháng sang năm sau. Chúng ta có thể trì hoãn được, nhưng hắn thì không thể trì hoãn được đâu. Địa khu đã giao nhiệm vụ cho hắn, chớp mắt mà đã nửa năm trôi qua, nhưng hắn ta vẫn chưa làm xong gì cả, làm sao mà coi cho được mắt. Hơn nữa, việc quốc lộ thiên tường phải tu sửa trước đây tôi đã đồng ý, chỉ cần khôi phục được nền kinh tế của Ma Xuyên. Chúng ta sẽ ủng hộ, ha ha. Chu Phú Đức tuy trình độ văn hóa thấp, tính tình nóng nảy, nhưng lại là một người có kinh nghiệm lãnh đạo, không thiếu các chiêu trò, nếu không làm sao ông ta có thể ngồi vững ở vị trí cao nhất của huyện Ma Xuyên được. Con chó Quách Tân Bình, suýt chút nữa làm cho ta tàn phế, thù này không trả ta đây không xứng mang họ Chu. Tên họ Diệp kia nếu có thể làm cho nền kinh tế của Ma Xuyên vượt qua được Hồng Sa Châu thì dù có lật trời ta đây cũng sẽ ủng hộ. Đương nhiên, Mã Lâm, cậu không cần lo lắng, mấy người bọn cậu, lão Chu ta sẽ không mặc kệ không quản đâu. Ta tin chủ tịch Diệp sẽ không dám làm gì quá đáng. Nhưng hành động hôm nay của cậu cũng không ổn chút nào, chủ tịch Diệp đã trực tiếp gọi điện cho cậu, thì đáng nhẽ cậu nên phát tiền đi. Nếu thật sự cuối năm phòng tài chính không còn đồng nào, thì cậu cứ nói ra, phần đông cán bộ công chức huyện Ma Xuyên tất nhiên sẽ đổ món nợ này lên đầu Diệp Phàm, cậu sợ gì chứ? Lo cái gì nào? Hay là cậu giáp tâm làm bậy, có phải cậu nghĩ có thể linh động, sử dụng thoải mái 1 triệu có trong tài khoản đó không? Cậu không có suy nghĩ gì à, người ta là một chủ tịch huyện, trực tiếp gọi điện đến mà cậu không nhận lỗi, hỏi ai không tức cho được. Huống hồ, tôi lại không có mặt ở đó, cậu đã chạm phải nọc độc của hắn rồi. Dừng một chốc, Chu Phú Đức lại khuyên Mã Lâm, đây cũng chính là một cách làm ơn, Chu Phú Đức thật biết làm người. Lúc đó tôi cũng chỉ là làm theo lệnh của ông, không ngờ tên họ Diệp đó lại quá đáng như thế. Tôi đoán đám người gây náo loạn ở xã Kim Đào là do hắn xúi giục. Nếu không, sự việc sao lại trùng khớp thế, tôi vừa từ chối hắn, thì buổi chiều đã có người đến gây sự. Hơn nữa, lúc đầu sao tên họ Diệp không xuất hiện, đợi đến khi sự việc không thể cứu vãn nổi thì lại lộ diện, đây chẳng phải là cố ý sao? Mã Lâm lên tiếng. Hại người, khà khà. Việc này đúng là có chút trùng hợp,
chắc là tên họ Diệp đó đã cố tình như thế. Nếu Thái Tắc Dân đã xin chỉ thị của hắn, thì chắc chắn là việc này phải có sự đồng ý của hắn. Chỉ là do cậu làm ngược lại, Thái Tắc Dân đã nhanh chóng trở thành một đại diện bí thư đảng ủy xã, tất nhiên mọi quyền lực sẽ nằm trong tay Diệp Phàm. Bí thư Chu, hôm đó hình như ông cũng đồng ý tạm thời bãi bỏ chức vụ của Phan Mặt Dỗ, cho nên tên họ Diệp mới gan to vậy. Nếu con chó Thái Tắc Dân thật sự làm bí thư đảng ủy xã Kim Đào, thì e rằng sau này các cán bộ trong huyện sẽ về phe của Diệp Phàm. Về lâu dài, không thể để sự việc phát triển như thế, tôi thật sự thấy lo lắng. Mã Lâm nói lớn. Chương 841, phá rối. Ừ, đây là một vấn đề, lúc đó do bị thằng Phương Hồng Quốc phá rối, bằng không, tôi sẽ không bị động như vậy đâu. Tuy nhiên, cậu cứ yên tâm đi. Trong huyện Ma Xuyên chúng ta chỉ có hơn chục xã thôi, về chức vị bí thư đảng ủy xã thì tôi tuyệt đối không cho người khác nhúng tay vào đâu. Thái Tắc Dân, hắn chỉ là một con kiến nhỏ thôi, dù hắn cố gắng hết sức đến mức nào cũng chỉ là một quyền bí thư thôi, từ quyền, sẽ mãi mãi đi theo hắn. Muốn giành quyền nhân sự với Chu Phú Đức ta hả, hắn vẫn còn non. Chu Phú Đức chẳng coi trọng việc này, cứ nghĩ miễn là sau khi mình hết bệnh rồi tổ chức một buổi gặp mặt. Như vậy thằng chủ tịch Diệp kia chắc sẽ không vinh váo được đến đâu nữa. Không phải Chu Phú Đức xem thường thằng Diệp, hắn chẳng coi đồng chí Diệp Phàm ra gì cả, cho rằng chỉ một thằng nhóc vẫn còn mùi sữa làm được gì chứ, nhiều nhất là có thể nói suông vài câu, có sức, nhưng muốn nhúng tay vào nhân sự thì đừng có mơ. Mai có kịch gì hay không, bí thư Chu? Mã Lâm không kìm nổi, hỏi. Mai cậu sẽ biết, nếu nói ra bây giờ thì không còn thú vị nữa đâu. Chu Phú Đức cười nói, thuận miệng hỏi. Mã Bình, Mã Phi và Mã Tiêu ba người này thế nào rồi? Nghe nói đang bị tạm giam, thằng Ngô Đồng thật là hung hãn quá đi, sườn xương ngực của Mã Bình bị hắn đá đứt một đoạn. Bây giờ chỉ còn lại Mã Tiêu vẫn nằm trong bệnh viện, còn Mã Bình và Mã Phi thì bị tạm giam. Tối nay, tộc trưởng Mã đã có buổi gặp mặt với những người có chút sức ảnh hưởng rồi, tin rằng ngày mai chắc sẽ có kịch hay để xem. Thằng khốn này dám ăn hiếp người Mã gia, chắc là không thèm sống rồi. Mã Lâm đắc ý lên, nhất thời quên đi việc mình bị tạm thời cách chức. Nói với tộc trưởng Mã một tiếng, vừa phải thì thôi. Chu Phú Đức chợt hừ lạnh, khiến Mã Lâm vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, nên hỏi rằng. Vì sao, phá thì phải phá lớn một chút chứ, bên kia phá trong hội nghị thường ủy, bên ngoài thì người Mã gia chúng ta đánh từ hai mặt. Nói không chừng phá lớn một chút thì thằng họ Diệp kia sẽ không chịu nổi và sẽ tự cút đi đó, về việc này thì chủ tịch Giang kia không phải là một tấm gương rồi sao? Đừng nhắc đến Giang Hòe Mạo nữa. Chu Phú Đức bỗng nhiên nổi giận, quát lên, thật lâu sau mới bình tĩnh lại, nói. Cậu cứ tưởng phá lớn rồi thì thằng họ Diệp kia sẽ gặp xui xẻo, khi tôi đi vắng mà chủ tịch Diệp ở đây thì cả huyện sẽ bị rơi vào tình trạng rắc rối. Và muốn lấy việc này để chứng tỏ ra thằng họ Diệp kia không có khả năng để quản lý một cái huyện hả? Và cậu nghĩ như vậy hắn sẽ tự cút đi sao? Các người đều nghĩ sai rồi. Nếu các người quả thật là phá đến mức không thể cứu vãn được thì ông trong địa khu kia sẽ mặc kệ sao? Phải biết rằng chủ tịch Diệp là ông ta đích thân đem đến huyện Ma Xuyên đó. Nói không chừng người ta nổi giận rồi nói an ninh trật tự của huyện Ma Xuyên chúng ta không được tốt, không được không có bí thư quản lý. Cuối cùng là để ta nằm trong bệnh viện này, nhân cơ đem một bí thư mới đến đây nữa, đến lúc đó các người dù muốn khóc cũng không còn nước mắt, hừ. Ừ, nói như vậy hình như cũng có chút lý, tôi sẽ bảo tộc trưởng Mã đừng quá đáng quá, nếu thật sự làm liên quan đến anh thì sẽ làm hỏng việc đó. Dù sao Ma Xuyên vẫn là thiên hạ của đảng, bí thư Trang tuy nói gần đây không có hành động gì, nhưng nếu thật sự hành động lên thì muốn cách chức của bí thư huyện ủy hình như cũng không phải là vấn đề. Dù sao người ta vẫn là người quan trọng nhất trong đảng ủy địa khu. Mặc dù chủ tịch địa khu Vương đến ngăn cản cũng chưa chắc là được. Mã Lâm trong lòng run lên, nếu Chu Phú Đức bị đánh bại, thay vị là người khác đến ngồi vị trí này, phỏng chừng sẽ không còn việc gì liên quan đến mình nữa. Đến lúc đó đừng có nói là muốn lấy lại chức vị trưởng phòng tài chính, còn có thể ngồi trong vị trí trưởng phòng nữa hay không cũng là điều khó nói. Chu Phú Đức và mình đã ngồi cùng một chiếc thuyền. Ai cũng không thể rời khỏi được ai. Ngày hôm sau là chủ nhật. Tuy nhiên, vì tình hình đặc thù của huyện Ma Xuyên, lại gần cuối năm, để có thể nhanh chóng tiến hành thi công sửa đường, đại viện của Ủy ban Nhân dân huyện Ma Xuyên đang rất là náo nhiệt. Hôm nay trong Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tổ chức hội nghị mở rộng huyện ủy,
chủ đề đương nhiên là về việc sửa con đường núi Thiên Sa rồi. Mới sáng sớm, huyện Ma Xuyên ngoài Chu Phú Đức ra, còn lại 10 thường ủy, cộng thêm 7 phó chủ tịch huyện tất cả là 17 người. Hơn nữa còn có vài cán bộ cấp phó phòng, viện trưởng viện tòa án nhân dân cấp huyện, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, chủ nhiệm ủy ban kinh tế thương mại huyện, chủ nhiệm ủy ban xây dựng huyện, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, chủ tịch mặt trận tổ quốc, cộng thêm trưởng phòng công an Ngô Đồng và trưởng phòng quản lý giao thông, tất cả hơn 20 người tập trung hết ở đây. Diệp Phàm ngồi trong vị trí của mình, vẻ mặt nghiêm túc. Những người đi vào đều trước tiên là ngó vị trí của người chủ trì đang chống kia một cái, đó dĩ nhiên là vị trí của Chu Phú Đức rồi, sau đó mới đưa mắt nhìn chủ tịch Diệp Phàm. Hiện trường tràn ngập một không khí quái dị, khá nghiêm túc. Những người đang đi vào và những người đang ngồi trong phòng chẳng ra tiếng gì cả, chỉ là những người quen biết nhau mới gật đầu nhau, không ai nói chuyện cười đùa cả. Sắc mặt của Mã Vân Tiền kia đã sắp đen như bao công rồi, trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi lại cúi đầu xuống. Bây giờ Chu Phú Đức không ở đây, hắn giống như là bị mất đi người chống lưng rồi vậy. Vì Bất Lý và Thiết Đông hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng thì đã tự hiểu nhau. Phương Hồng Quốc và Tề Quy Vân cũng gần như thế, hai người nhẹ nhàng nhìn đối phương một cái rồi cũng không lên tiếng. Tình hình trước khi bắt đầu hội nghị này có chút giống đang diễn kịch câm. Tránh văn phòng Liễu điểm danh đi, xem thử có đến đủ người chưa. Nếu đã đến đủ rồi thì hãy bắt đầu đi. Thời gian không chờ người, chúng ta không thể chờ đợi nữa. Những người không đến sẽ bị xử lý nghiêm, hơn nữa bị trừ đi tiền trợ cấp và tiền lương của ngày nay. Diệp Phàm xem đồng hồ, liếc mắt nhìn mọi người một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tối hôm qua, biểu hiện của Diệp Phàm khiến những cán bộ cấp cao trong huyện Ma Xuyên đều thấy kinh ngạc. Hắn trực tiếp phản đối quyết định của chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Mã Vân Tiền, khôi phục lại chức vị trưởng phòng công an của Ngô Đồng, hơn nữa, dứt khoát chỉ thị Ngô Đồng bắt đi Mã Gia Tam Hổ, bởi vậy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Mã Vân Tiền đã bị một phen bẽ mặt. Còn người mà luôn luôn vênh váo và chỉ nghe lời Chu Phú Đức, tức là trưởng phòng tài chính đồng chí Mã Lâm lần này cũng bị đụng vào tấm thép rồi. Chủ tịch Diệp ra lệnh cho hắn tạm thời nghỉ việc, đó cũng là vuốt râu Chu Phú Đức. Khiêu chiến quyền lợi bá chủ của Chu Phú Đức phải rất mạo hiểm. Phải biết rằng từ khi Chu Phú Đức lên chức đến nay có chủ tịch nào có khí phách như thế đâu. Chủ tịch Diệp mới đến đây hơn chục ngày mà đã lộ ra bộ mặt thật của hắn, thật sự làm những cán bộ nho nhỏ trong huyện cảm thấy rất kinh ngạc. Cho nên, cuộc họp hôm nay không ngờ tất cả mọi người đều đến hết. Liễu Mi Phương là tránh văn phòng huyện ủy, cô điểm danh theo danh sách rồi nói. Chủ tịch Diệp. Tất cả 24 đồng chí đều tới rồi. Ừ, rất tốt, chính tỏ ra các vị đồng chí đều rất quý trọng thời gian. Hôm nay là chủ nhật, thật sự có chút ngại ngùng khi mọi người vẫn phải đến đây. Tuy nhiên, chút nữa tránh văn phòng Liễu sẽ phát cho mọi người tiền lương gấp đôi bình thường, kèm theo một phần quà nhỏ nữa. Diệp Phàm nói vậy, cho như thế coi như là bồi thường. Hắn lại một lần nữa liếc mắt nhìn mọi người, nói. Tôi được bí thư Chu ủy quyền chủ trì hội nghị hôm nay. Chủ đề hôm nay chủ yếu là về việc sửa đường, san bằng mặt đường và mở rộng con đường thiên tường vào ngày kia. Vừa qua tôi đã nói với những đồng chí liên quan trong các xã và huyện rồi, tức là không thể không tiến hành công việc san bằng và mở rộng con đường thiên tường. Bằng không, huyện Ma Xuyên chúng ta sẽ hết cách chữa hoàn toàn. Các vị đồng chí, đã đến thời điểm chúng ta phải tử chiến đến cùng rồi. Bí thư Chu vì nhân dân huyện Ma Xuyên chúng ta, vì huyện Ma Xuyên chúng ta không còn là nghèo nhất trong tỉnh, nhằm kéo về khách hàng Nhật Bản, ông ấy đã là một dũng sĩ, một anh hùng, một hào kiệt xuất sắc, Diệp Phàm tôi rất bội phục ông ấy. Bí thư Chu có dặn dò phải khởi công toàn diện trước Tết âm lịch, đây là một nhiệm vụ cưỡng chế, bất cứ người nào cũng không được phép vô cố làm việc lề mề và làm chậm tiến độ san bằng và mở rộng con đường thiên tường. Lý do vì sao khách hàng Nhật không đến huyện Ma Xuyên chúng ta chính là vì thiên tường của chúng ta làm người ta thấy sợ, nếu không phá đi thần thoại của thiên tường thì chúng ta lấy cái gì để phát triển kinh tế trong huyện và để nhân dân Ma Xuyên có được một cuộc sống tốt đẹp. Lời nói của Diệp Phàm làm người ta rất khó chịu, lúc nào cũng nhấn mạnh là Chu Phú Đức nói, khiến một số đồng chí tuy có lời oán hận nhưng cũng không dám nói ra. Chủ tịch Diệp, con đường thiên tường đúng là nên sửa. Nhưng không biết kế hoạch chi tiết trong huyện là thế nào. Lúc nãy, bí thư đảng quần Vì Bất Lý nhẹ nhàng liếc Diệp Phàm một cái, giọng điệu lạnh nhạt, hỏi.
Con đường thiên tường là bắt đầu tính từ đoạn đường giáp với huyện Quy Vân đến thị trấn Ma Xuyên chúng ta, lên núi xuống núi, tất cả là bao nhiêu cây số. Còn về tình hình cơ bản của con đường là như thế nào, chắc trưởng phòng thiết của phòng quản lý giao thông đã rất rõ ràng, cậu nói trước đi. Diệp Phàm nhìn mọi người một cái rồi đi xuống, vì hắn không biết ai là trưởng phòng quản lý giao thông huyện Ma Xuyên Thiết Nhất Thủy. Thật ra, Diệp Phàm đã sớm điều tra rõ tổng chiều dài và tình hình cơ bản về mặt đường rồi. Hắn chỉ là cố tình nói như thế để gây chú ý của các vị cán bộ đang ngồi ở đây nhằm tìm một cái lý do để chỉnh sửa toàn diện con đường thiên tường thôi. Tôi là Thiết Nhất Thủy của phòng quản lý giao thông. Chủ tịch Diệp, tổng chiều dài của con đường này là 140 km, riêng đoạn đường núi Thiên Sa, phải lên núi xuống núi đã chiếm đi 120 km rồi. Đoạn đường từ Thiên Tường chạy đến thị trấn huyện Ma Xuyên chúng ta là 40 km, nền đường chỉ khoảng 5,5 mét, dù cộng thêm ven đường, rãnh thoát nước nữa cũng không vượt qua 7 mét. Nếu là hai chiếc xe lớn thì không thể đi qua song song được, chỉ có thể đi từng chiếc thôi. Đặc biệt, con đường Thiên Tường men theo sườn núi, vô cùng quanh co khúc khuỷu. Đường cong nhiều mà dốc, những chiếc xe từ trên chạy xuống không thấy những chiếc xe ở dưới. Những chiếc xe ở dưới tất nhiên cũng không nhìn thấy được những chiếc xe ở trên. Hơn nữa, bên cạnh con đường thì là vách treo dốc đứng sâu vài trăm mét, nếu bị rơi xuống đó tuyệt đối không thể sống được. Trong đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, mỗi năm xảy ra sự cố lật xe gần 20 vụ. Từ năm 1992 đến giờ đã có 5 năm rồi, tất cả có 89 người chết trong con đường thiên tường do tai nạn giao thông. Đoạn đường này đã trở thành một ám ảnh của nhân dân huyện Ma Xuyên và khó mà xóa đi được, có thể nói nó là một cơn ác mộng khiến người ta hoảng sợ, nó được xưng là con đường xuống suối vàng. Đồng chí Thiết Nhất Thủy rất xúc động, thịt bắp trên mặt cũng có vẻ buồn rầu. Khiến Diệp Phàm nghi ngờ thằng này có phải đã tập luyện ở nhà trước rồi sao, bằng không làm sao có thể miêu tả sinh động như thế nhỉ? Vài hôm trước đương nhiên là nông viện viện đã nói với y về việc này rồi, không ngờ đạt được hiệu quả tốt như thế. Mọi người trong phòng nghe xong đều rất nghiêm túc, làm một cán bộ nhà nước, mặc kệ lợi ích chính trị thế nào, về việc này, có lẽ trong lòng mọi người đều rất hy vọng có thể sửa lại con đường này cho thật tốt. Chủ tịch Diệp, chúng tôi đều hiểu rõ về tình hình cơ bản của con đường rồi, khỏi phải nói nữa. Tôi muốn hỏi, con đường này rốt cuộc phải mở rộng tới bao nhiêu mét, đã chuẩn bị phương án chưa, chi phí bao nhiêu, huyện chúng ta có thể chấp nhận được không? Bất ngờ Mã Vân Tiền hình như rất quan tâm tới con đường đó, mở miệng hỏi rằng. Hắn dĩ nhiên là có ý đồ riêng, Diệp Phàm cũng biết được người này chắc không có lòng dạ tốt như thế đâu. Chương 842, quyền chủ trì. Về vấn đề này tốt nhất là do trưởng phòng Thiết trả lời, dù sao anh ta cũng là lão tiền bối trong phòng quản lý giao thông, giỏi về những việc này, hiểu biết nhiều hơn tôi, cho nên do anh ta trả lời vấn đề này cũng có sức thuyết phục hơn. Diệp Phàm ra hiệu cho trưởng phòng Thiết Nhất Thủy. Mấy hôm trước tôi đã đến cục quản lý giao thông địa khu tìm cục trưởng Ngô, luôn tiện mang về tờ sơ đồ thiết kế tuyến giao thông mà ngày xưa con đường thiên tường chúng ta đã từng quy hoạch. Nhưng đồng chí trong cục quản lý giao thông địa khu cũng đã nói rồi, đây chỉ là cho huyện ta mượn thôi, quy định sau 5 ngày thì phải trả lại, ôi! Trưởng phòng Thiết nói đến đây thở dài một tiếng. Trưởng phòng Thiết, chẳng lẽ việc này còn liên quan đến cái gì sao? Phó Chủ tịch Thường trực huyện Phương Hồng Quốc nhíu mày hỏi. Vâng, Phó Chủ tịch Phương, trưởng phòng phòng quy hoạch xây dựng trong Cục Quản lý Giao thông Địa khu Tiền Vân lúc đó nói, năm kia con đường thiên tường chúng ta đã nói là phải toàn diện khởi công. Xét thấy tính đặc thù và tính phức tạp về địa lý của con đường thiên tường, Cục Quản lý Giao thông tỉnh còn mời những chuyên gia trong Viện Thiết kế Quy hoạch tỉnh đến đây cùng với công trình sư Trương Đào Nguyên của phòng quy hoạch địa khu để thiết kế cho con đường núi Thiên Sa một cách toàn diện. Khi đó là thiết kế theo chiều rộng nền đường chính 8 mét, tính cả lề đường là 10 mét. Nhưng họ cũng đã nói rồi, nếu muốn kéo thẳng lại đường cong ngày xưa, thì phải xẻ một số đồi núi, như vậy con đường này chạy đến huyện Ma Xuyên khoảng 140 km, nếu không có 15 triệu tệ thì không thể làm được. Hơn nữa, dù có vốn này cũng không thể hoàn toàn làm theo ý muốn, chỉ có thể sửa sang một chút thôi. Nhưng như vậy chiều dài con đường này cũng có thể rút ngắn từ 140 km xuống 120 km rồi. Đã rút ngắn gần 20 km đó, đây là phương án thứ nhất. Lúc ấy có chuẩn bị hai phương án thứ hai là mở rộng nền móng tới 10 mét, cộng thêm ven đường và rãnh thoát nước thì cả mặt đường rộng tới 13 mét,
và kéo thẳng mặt đường thêm một bước nữa. Trong đó còn có 3 cây cầu nhỏ, như vậy chiều dài thì có thể từ 140 km rút ngắn đến 100 km. Trưởng phòng Thiết nói đến đây, Mã Vân Tiền hình như không kìm nổi ca ngợi rằng. Hay quá, rút ngắn gần 1/3 rồi, phương án này thật là hay. Tất nhiên là hay, tuy nhiên, phỏng chừng chi phí cũng không ít. Phương Hồng Quốc đứng một bên lạnh nhạt nói. Ừ, ít nhất cũng phải mất 50 triệu. Trong thực tế về mặt tính phức tạp của mặt đường còn rất khó đánh giá. Lúc đó Tổng Công Trình Sư cũng đã nói rồi, nói không chừng phải mất hơn 60 triệu đó. Thiết Nhất Thủy vừa nói ra con số này thì trong phòng lập tức im lặng. Mọi người đều đang suy nghĩ, số tiền này thật sự là không thể chấp nhận được. Phương án này tất nhiên là hay, nhưng nó hình như là hoa trong kính và trăng trong nước, chỉ có thể xem được mà sợ không được. Chủ tịch Diệp rất có bản lĩnh, là anh hùng của huyện Ma Xuyên chúng ta, là một người rất có khí phách, tin rằng anh ấy chắc sẽ lựa chọn phương án thứ hai. Vì như vậy sẽ có thể đem lại hạnh phúc cho nhân dân huyện Ma Xuyên, ha ha ha. Mã Vân Tiên mở miệng trước, khí thế dồn ép Diệp Phàm, thầm nghĩ, mẹ kiếp, mày không phải lợi hại lắm sao, có bản lĩnh thì hãy tiếp chiêu đi. Năm moi triệu, ha ha, đói ăn bánh vẽ cũng vô dụng. Đối với huyện chúng ta mà nói, ý tưởng là tốt, nhưng không thực tế. Chúng ta không cần thiết vì sĩ diện mà đi làm theo phương án này. Về việc tạo hạnh phúc cho nhân dân huyện Ma Xuyên, đó là trách nhiệm của mỗi đồng chí ở đây. Đương nhiên, đây cũng phải lượng sức mà hành động. Diệp Phàm lạnh nhạt liếc mắt nhìn Mã Vân Tiền một cái, chẳng thèm tiếp chiêu, khiến lão Mã cảm thấy rất buồn bực, giống như là đánh quyền ra mà chỉ đánh trúng không khí thôi, không thấy khó chịu mới lạ. Hơn nữa, về chuyện tiếp theo, ngay cả Mã Vân Tiền cũng bị cuốn vào. Nhìn thấy Mã Vân Tiền chặt lưỡi, chắc là muốn lên tiếng cau mặt, Diệp Phàm lại cười nói. Đương nhiên, nếu chủ nhiệm Mã tìm được 10 triệu vốn để khởi công thì 40 triệu khác dù phải xin người này người kia thì tôi vẫn có thể tìm được. Thế nào, chủ nhiệm Mã, vì niềm hạnh phúc của nhân dân cả huyện, anh cũng nên có một chút biểu hiện, đúng không? Câu này khiến Mã Vân Tiền liền im lặng tại chỗ. Hắn vẻ mặt tối sầm, hoàn toàn quên đi tất cả, âm trầm trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi đặt trà ly trên bàn thật nặng, đột ngột tươi cười, trong miệng thì lớn tiếng hừ nói. Ý của chủ tịch Diệp là nếu tôi, Mã Vân Tiền tìm được bao nhiêu thì anh sẽ tìm được gấp tôi 4 lần, đúng không? Đúng vậy, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy rồi. Diệp Phàm cười lạnh nhạt, giả vờ kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ chủ nhiệm Mã đã tìm được tiền rồi sao, thế thì tôi có chút. Muốn đổi ý thì bây giờ vẫn còn kịp, chủ tịch Diệp, ai cũng đang lắng nghe đó. Mã Vân Tiền nhìn thấy vẻ mặt Diệp Phàm có chút do dư. Trong lòng lập tức vui mừng như đã được uống mật ong, cố tình nhìn qua mọi người một cái, bộ ngực da bọc xương kia hình như cũng đã ưỡn cao hơn nhiều. Phương Viên liếc mặt nhìn hắn một cái, mắng thầm, mày thật là không biết sống chết, dám đọ với ông Diệp, người ta tùy tiện lộ ra một tay cũng có thể đánh chết mày. Chút nữa nếu có cơ hội phải xử lý hắn lần nữa mới được, lần này phải ác một chút, nhưng hình như cũng không được, ít nhất cũng phải chờ hắn sửa xong con đường thiên tường đã. Kệ đi, tạm thời cứ tha cho hắn đi. Thế ý của chủ nhiệm Mã là. Diệp Phàm cảm thấy buồn cười, liếc mắt nhìn hắn một cái, giả vờ nghiêm túc hỏi. Vài hôm trước bí thư Chu có an bài nhiệm vụ cho mọi người, tôi cũng là một phần tử của huyện Ma Xuyên, tất nhiên phải hưởng ứng lời kêu gọi của bí thư Chu rồi. Trong lòng mỗi người rất ngạc nhiên, phải biết rằng Mã Vân Tiền chỉ là một chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật thôi, làm gì có tiền. Tìm 400.000, đó là điều hoang đường. Tuy vậy, cũng có người không tin, nhưng Mã Vân Tiền chắc là có một chút khả năng mới dám hứa chắc như thế trong hội nghị mở rộng huyện ủy. Đương nhiên, bí thư thị trấn Thanh Sơn, thường vụ huyện ủy đồng chí Thiết Đông là người đầu tiên không phục. Vì theo ý tưởng của y là Chu Phú Đức tìm được nhiều nhất, tiếp theo là Diệp Phàm, thứ ba thì là y, bí thư thị trấn Thanh Sơn, một người có một mỏ đồng lớn. Đến lúc đó cũng có thể khoe khoang một phen, và nếu việc này thành công cũng là một lần chiến tích. Thiết Đông vẫn còn trẻ, lòng ham tiến bộ rất mãnh liệt. Đặc biệt khi nhìn thấy chủ tịch Diệp còn trẻ hơn mình, hắn tất nhiên là không chịu thua rồi. Hắn cứ giận dỗi muốn đọ với Diệp Phàm, đâu ngờ bị Mã Vân Tiền chiếm hàng đầu, trong lòng Thiết Đông càng không phục. Hơn nữa, địa bàn Thiết Đông là trong thị trấn Dương Đầu của thủ phủ Ma Xuyên, miễn là hắn hô một tiếng cũng có khá nhiều người chạy đến đó. Trước khi giải phóng, thị trấn Dương Đầu,
thị trấn Ngưu Giác và thị trấn Mã Hồ Tử là ba thế chân vạc, hầu hết là thù với nhau. Cho nên, Thiết Đông là người đầu tiên lên tiếng, hắn là người đầu tiên không tin thằng Mã Vân Tiền có thể tìm được 400.000. 400.000 đối với một số huyện ven biển mà nói có lẽ chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật có thể thực hiện được, nhưng đối với Ủy ban Chính trị Pháp luật huyện Ma Xuyên mà nói, đó thật sự là một điều rất hoang đường. Hơn nữa, thằng Mã Vân Tiền ngoài thích chuyện chơi gái ra, hắn làm gì có tấm lòng tốt như vậy để đi tìm 400.000 về để sửa đường. Cho dù là vì hưởng ứng lời kêu gọi của Chu Phú Đức cũng không có khả năng. Cho nên, thằng này lập tức hừ lạnh nói. Chủ nhiệm Mã, đây là hội nghị mở rộng của huyện ủy, chứ không phải là chợ. Đồng chí Thiết Đông, anh nói thế có ý gì vậy? Trước mặt thái độ vênh váo và có vẻ khinh thường của Thiết Đông, Mã Vân Tiền lập tức cãi lại. Hắn đã rất nén giận rồi. Tối qua Diệp Phàm làm mình mất mặt quá, cho Phương Hồng Quốc và Tôn Minh Ngọc hai người có cơ hội để chế nhạo mình. Hôm nay Thiết Đông mày lại đến đây gây chuyện, chẳng lẽ miễn là thường ủy đều có thể làm nhục ta sao, sự nhẫn nại của ta cũng có mức đó. Là ý gì, hội nghị thường vụ không phải trò chơi, mỗi lời nói đều được ghi chép vào sổ. Nếu chủ nhiệm Mã đã lấy được 400.000 rồi, dù là vàng là bạc đều phải lấy ra cho mọi người xem đi. Còn nữa, ở đây tôi cũng nói thêm một câu, nếu đồng chí Mã thật sự lấy ra được 400.000, thì thị trấn Thanh Sơn tôi sẽ lấy gấp 2 lần. Thiết Đông nói xong liếc mắt nhìn mọi người một cái, hào khí sơ lộ. Thật ra việc sửa đường lần này không đơn thuần là sửa đường, về con đường Thiên Tường, lãnh đạo địa khu chắc lúc nào cũng theo dõi thầm. Vì Thiên Tường là một cục xương cứng khiến họ rất đau đầu, và cũng đã trở thành một tâm bệnh của họ rồi. Nếu ai có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này thì chắc sẽ để lại một ấn tượng tốt cho những vị lãnh đạo trong địa khu. Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội tốt để tạo ra chính tích, hãnh diện và có thể thăng quan nữa. Thiết Đông cũng chẳng ngu, đã sớm nhìn thấy được huyền cơ này trong việc đó rồi. Hơn nữa thị trấn Thanh Sơn giàu có, lấy tiền của chung để mình tăng thêm vốn chính trị, thật sự là một điều buôn một lãi mười, tại sao phải bỏ qua chứ? Diệp Phàm đương nhiên là không lên tiếng. Bây giờ tốt nhất là để cho hai người đó càng kích liệt đi, đến khi nào tiền chạy ra rồi mới hay. Đến khi đó người đứng đầu chỉ huy chính là đồng chí Diệp Phàm. Được. Mã Vân Tiền tức giận quá, lập tức lấy ra điện thoại di động, trước mặt mọi người gọi điện, giống như là rông ra, hô. Diễm Xuân, cô lập tức vào đây. Mọi người trong phòng nghe vậy, phần lớn đã biết được Mã Vân Tiền đang gọi cho ai. Người đó chính là Mã Diễm Xuân, tổng giám đốc tập đoàn mỏ Silicon Mã Hồ Tử, tức là cháu của Mã Vân Tiền, là chị ruột của Mã Gia Tam Hổ, mới hơn 20 tuổi thôi, mọi người gọi là chị Mã. Diệp Phàm tất nhiên không biết Mã Diễm Xuân là đại thánh nơi nào rồi, tuy vậy, miễn là có tiền, là ai trả được. Tốt nhất là Mã Vân Tiền và Thiết Đông đọ nhau đến mức chết đi sống lại, như vậy, trong việc này mình làm ngư ông sẽ kiếm được tiền càng lúc càng nhiều. Sắc mặt Thiết Đông có chút không vui rồi, vì tập đoàn mỏ Silicon Mã Hồ Tử cũng khá nổi tiếng trong huyện Ma Xuyên, là đại diện cho thế lực của tài chính Mã Gia, đang kinh doanh hai mỏ Silicon, có hai cái nhà máy luyện Silicon nhỏ. Đương nhiên, tuy hai nhà máy này thật sự là nhỏ so với những nhà máy trên cả nước, nhưng đối với huyện Ma Xuyên mà nói, chúng đã là nhà máy khổng lồ rồi. Nghe nói lãi dòng không dưới 5 triệu một năm, cho nên chúng cũng là một chỗ dựa lớn của người Mã Gia. Thật ra, mỏ Silicon kia cũng đã bị người Mã Gia chiếm lấy đi, hơn nữa, một tập đoàn lớn như tập đoàn mỏ Silicon Mã Hồ Tử lại không cần nộp thuế đồng nào cho phòng tài chính huyện Ma Xuyên hàng năm, thật là lạ nhỉ. Đương nhiên, những người tại chỗ ngoài Diệp Phàm và Phương Viên Gia, còn lại tất cả đồng chí trong lòng đều rất rõ ràng ông chủ lớn đứng đằng sau của tập đoàn mỏ Silicon Mã Hồ Tử chính là Chu Phú Đức. Mặc dù không phải là ông chủ lớn, nhưng tối thiểu cũng là một cổ đông giữ cổ phần danh nghĩa và có thể lấy được hoa hồng. Cho nên, dù đồng chí trong chi cục thuế huyện Ma Xuyên ghen tị đến đâu, cho dù cái đầu bị cắt đi, họ cũng quyết không đi động vào cái tổ ong vò vẽ này. Chủ tịch Diệp, tôi có thể mời người quyên tặng vật phẩm tổng giám đốc Mã vào phòng không? Mã Vân Tiền cố tình lớn tiếng hỏi, có vẻ rất khách sáo, nói xong còn liếc nhìn Thiết Đông đang đỏ cả mặt kia một cái, biết được việc tốt như thế nếu Diệp Phàm từ chối mới lạ. Mời mau. Diệp Phàm chợt đứng lên, dĩ nhiên là chuẩn bị đón ông thần tài rồi. Chương 843, nhan sắc diễm lệ của cô tổng giám đốc Mã. Chưa dịch bước đi thì cửa đã bị nhẹ nhàng đẩy ra,
Nông viện viện dẫn một người phụ nữ ăn mặc rất gây chú ý và một ông cụ vẻ mặt ngưng trọng đi vào phòng. Người phụ nữ này phỏng chừng chính là Mã Diễm Xuân. Cô đang mặc một chiếc áo dài Trung Quốc màu đỏ có đăng ten và làm bằng vải ni lông, suối tóc dài đến phần eo. Khuôn mặt là mặt trái xoan điển hình, sống mũi cao. Bộ ngực bánh dày kia đã lộ ra ngoài rất nhiều và rất nổi bật, rất gây chú ý bởi chiếc áo dài chặt quá, nhìn vậy, tất cả nam đồng chí trong phòng đều hơi thở dồn dập. Đương nhiên, mọi người đều giả bộ nghiêm túc, thật ra trong lòng đang suy bậy nghĩ bạ về cái gì chỉ có ông trời mới biết được. Mã Diễm Xuân rất nổi tiếng về nhan sắc diễm lệ của cô trong huyện Ma Xuyên, xã giao rộng rãi, tất cả các cán bộ trong huyện Ma Xuyên đều lén gọi cô là đóa hoa giao tiếp, phỏng chừng cô đã giữ mối quan hệ ám muội với không biết bao nhiêu đàn ông rồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ trong đáy lòng của một số cán bộ thôi, thật ra tình hình là thế nào chỉ có ông trời mới biết được. Chào Chủ tịch Diệp. Mã Diễm Xuân rất thông thạo, vừa nói vừa nhiệt tình đưa hai tay trắng nõn ra để trong hai bàn tay lớn của Diệp Phàm. Cô vừa cười vừa nghiêng người qua giới thiệu rằng, đây là chú Mã Lạc Thiết của Mã gia chúng tôi, chú nói ngưỡng mộ Chủ tịch Diệp đã lâu, và rất mong được làm quen với Chủ tịch Diệp, khanh khách. Tiếng cười sáng sủa của cô như tiếng kêu của chim oanh vang tận cả UBNN huyện Ma Xuyên, làm cả kính cửa sổ cũng hình như đang nhẹ nhàng run rẩy. Giọng to dễ sợ, quả thật là tính phỉ khó sửa. Diệp Phàm trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng vẻ mặt thì tươi cười, nói. Hoan nghênh Tổng Giám Đốc Mã và Tộc trưởng Mã hai vị khách quý đến thăm, khiến huyện phủ chúng tôi như nhà tranh thêm sáng. Nói gì vậy, nhà chúng tôi ở thị trấn Mã Hồ Tử, cho nên chúng tôi cũng có thể coi là nhà chủ nơi đây. Chủ tịch Diệp mới thật sự là đến từ nơi khác, ngược lại nên là chúng tôi có vẻ thất lễ mới phải, cứ cho đến hôm nay mới đến thăm Chủ tịch Diệp, ha ha. Tộc trưởng Mã tên là Mã Lạc Thiết, dưới hàm để một nhúm râu, khuôn mặt rất có dáng, trán rõ ràng, mặc một chiếc áo choàng màu xanh, cả người ăn mặc như người nhà Thanh. Mã Lạc Thiết nói vậy dĩ nhiên là có ẩn ý sâu. Bên ngoài thì khá khiêm tốn, thật ra là chỉ trích Diệp Phàm không biết điều, sống ở thị trấn Mã Hồ Tử mà dám không đến thăm nhà chủ nơi đây. Thất lễ rồi, vốn là muốn đi thăm tiền bối, do dạo này cứ bận việc quá, không có thời gian, ha ha. Trong lòng Diệp Phàm đương nhiên là hiểu ý đối phương, cứ cười ha ha giả bộ khiêm tốn. Khách và chủ ngồi xuống. Chủ tịch Diệp, nghe chú Vân Tiền nói trong huyện chúng ta dạo này đang chuẩn bị làm đường thiên tường, Mã gia chúng tôi là nhà lớn trong Ma Xuyên, đã là một phần tử của Ma Xuyên thì không thể không quan tâm tới việc này. Hơn nữa chú Vân Tiền cũng làm việc trong huyện, có thể góp sức cho huyện cũng là điều nên làm. Hôm qua ông chú Mã đã tập trung người họ Mã để bàn về việc này rồi. Và cũng thu được một số tiền, tất cả là 600.000, hôm nay đặc biệt đại diện cho tập đoàn mỏ Silicon đến đây, khanh khách. Mã Diễm Xuân lại cười lên, lời nói oai phong lẫm liệt, hình như cô là một lòng vì người dân. Cô nói xong thì giả vờ vô tình nhìn người đứng đầu của thị trấn Dương Đầu Thiết Đông và người đại diện, trưởng ban tổ chức Tôn Minh Ngọc vài cái, ánh mắt có vẻ muốn khiêu khích. Mã Diễm Xuân ngồi bên cạnh Diệp Phàm, cái mông của cô chỉ di chuyển một chút. Trời ơi, cảnh xuân lộ hết. Đường xẻ trong chiếc áo dài ni lông của Mã Diễm Xuân thật sự là dài quá, không biết là cố tình hay sao, cái mông của cô lại di chuyển như thế, không ngờ toàn bộ mở ra. Điều làm người ta khiếp sợ chính là trong áo dài kia lại không mặc quần lót màu da, cả đùi trắng nõn bỗng nhiễn lộ ra hết trước mặt Diệp Phàm. Hơn nữa còn lộ ra một chút chiếc quần lót màu hồng nhạt, Diệp Phàm thậm chí có thể tưởng tượng được cỏ thơm bên trong là như thế nào. Có kịch hay xem rồi. Xem ra Mã Diễm Xuân là đến đây để khoe giàu. Bây giờ không phải là vấn đề cá nhân nữa, mà là đại diện cho một thị trấn, một gia tộc. Nói không chừng lát nữa đồng chí Thiết Đông và đồng chí Tôn Minh Ngọc cũng sẽ phải biểu hiện một chút. Nếu không thì nâng cao khí thế của thị trấn Mã Hồ Tử quá, hơn nữa người đại diện của nó còn là một đàn bà. Ai nói đàn bà không bằng đàn ông, ta lại thích loại đàn bà này. Có cạnh tranh mới có áp lực, có cạnh tranh mới hay. Ta không phản đối cạnh tranh như vậy, ha ha. Thằng nhóc Diệp Phàm này đã phát hiện sớm vẻ mặt quái dị của Mã Diễm Xuân, Thiết Đông và Tôn Minh Ngọc, trong lòng hắn cứ mừng thầm, nếu người đại diện của ba thị trấn này đọ với nhau thì sẽ hay lắm đó. Hắn trong lòng tính toán kỹ rồi, lập tức cười nói. Cảm ơn sự quan tâm của tập đoàn ngành mỏ Mã Hồ Tử đối với nhân dân huyện Ma Xuyên chúng ta, đúng là người trong nhà tốt, sự cống hiến và tấm lòng nhân ái của các người.
Diệp Phàm nói đến đây giả vờ ngừng một chút, hướng về trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Đỗ Tiểu Lan nói. Trưởng ban Đỗ, đây là một sự kiện rất đáng để tuyên truyền đó. Trong huyện nhất định phải tuyên truyền tấm lòng nhân ái của người họ Mã huyện Ma Xuyên chúng ta cho thật tốt để nhân dân cả huyện đều biết được có rất nhiều người bản xứ của huyện Ma Xuyên chúng ta là rất yêu huyện Ma Xuyên chúng ta, như giám đốc Mã, tộc trưởng Mã chẳng hạn, tôi cảm thấy rất là hài lòng và yên tâm. Vừa lúc người dẫn chương trình họ Giang của đài truyền hình tỉnh vẫn còn trong huyện ta, chút nữa nếu có thời gian thì đi xin cô ấy hãy quay phim lại sự thay đổi lớn và tấm lòng nhân ái của người Mã ra khi cô dẫn chương trình chuyên đề. Lịch sử dù sao cũng là lịch sử, là thuộc về quá khứ, chúng ta phải ghi nhớ lịch sử, nhưng càng nên hướng tới tương lai. Tấm lòng nhân ái có thể xây dựng lên một cây cầu để huyện Ma Xuyên chúng ta bước lên con đường làm giàu. Diệp Phàm hết sức ca ngợi như thế khiến Mã Diễm Xuân và tộc trưởng Mã cảm thấy rất là hãnh diện, ngay cả thằng nhãi Mã Vân Tiền cũng ưỡn bộ ngực lên thật cao, hơn nữa nâng đôi lông mày, quay đầu ngó Tôn Minh Ngọc và Thiết Đông, trong ánh mắt đó tuyệt đối là đầy ý khiêu khích. Thằng danh Diệp Phàm này đương nhiên là cố tình làm dối rồi. Quả thật, có người không ngồi yên được nữa rồi. Thiết Đông ngó Mã Diễm Xuân một cái, cười rằng. Giám đốc Mã, cho hỏi là quyên tặng chi phiếu hay là tiền mặt. Nhưng lời nói của Thiết Đông có chút khó hiểu, hình như còn có một số hàm ý khác nữa. Diệp Phàm trong lòng bắt đầu thầm nghĩ. Đương nhiên là tiền mặt rồi, không nhìn thấy sao. Túi tiền đó đang để ở ngoài cửa, Mã Côn đang gánh đó. Mã Vân Tiền dùng miệng chỉ ra bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thiết Đông. Thế thì bắt đầu đi, quyên tặng xong chúng ta còn phải tiếp tục hội nghị nữa. Vì bất lý chợt cười tủm tỉm nói. Ôi, Chủ tịch Diệp, Mã Côn tối qua ngủ không được, bây giờ phải gánh túi tiền này nên đôi chân đang hơi run đó. Lúc này, tộc trưởng Mã Lạc Thiết sờ vào nhúm râu dưới hàm, thở dài một tiếng, chau mày, vẻ mặt có vẻ buồn phiền. Bắt đầu rồi. Xem ra không chỉ là đến đây để quyên tặng tiền của thôi, mà là ý không ở trong lời. Diệp Phàm trong lòng buồn cười, cố tình giả bộ quan tâm hỏi. Ôi, chẳng lẽ là Mã Côn bị đau rồi sao? Tuy là người thanh niên, nhưng cũng không nên cố gắng quá, đến giờ nghỉ ngơi rồi vẫn phải nghỉ chứ. Không phải vì lý do này. Tộc trưởng Mã lắc đầu nhẹ nhàng. Thế tộc trưởng Mã có nỗi khổ gì thì hãy nói thẳng ra đi. Diệp Phàm giả vờ không biết. Hỏi rằng, còn phải nói nữa sao, Mã Côn là em trai của Mã Tiêu, ha ha ha. Thiết Đông chợt cười lên, ý nghĩa không cần nói thì mọi người cũng biết rồi. Bí thư Thiết, ý anh là gì vậy? Mã Diễm Xuân cảm thấy hơi mất mặt, hỏi thẳng. Là ý gì, tự mình hiểu được, Mã gia quyên tặng số tiền này chắc là có điều kiện, tôi còn nghĩ là việc gì, ha ha ha, hóa ra là không chỉ. Thiết Đông nói được nửa câu thì dừng lại. Vì vẻ mặt của Mã Diễm Xuân kia đã tối sầm, giống như là sắp bùng nổ vậy. Chúng tôi có điều kiện gì chứ? Hôm nay đến đây quyên tiền là chính, nhưng luôn tiện hỏi về tình hình xử lý trong huyện đối với đám người Mã Tiêu và Mã Bình. Chúng tôi là một phần tử của huyện Ma Xuyên, chẳng lẽ không có quyền lợi này sao? Sự ăn nói khéo léo của Mã Diễm Xuân chẳng thua ai cả, cô lạnh nhạt hỏi rằng. Tất nhiên là có quyền lợi rồi, mỗi công dân đều có quyền lợi này. Tuy vậy, cũng không được lấy việc quyên tiền để dính với việc khác, tin rằng trong huyện sẽ xử lý một cách công bằng về việc này. Trưởng ban tổ chức Tôn Minh Ngọc đang đứng một bên cũng bắt đầu thêm phiền phức. Diệp Phàm quay đầu hướng về Ngô Đồng hỏi. Trưởng phòng Ngô, về việc của đám người Mã Tiêu và Mã Bình bây giờ đã xử lý thế nào rồi? Xử lý, chưa xử lý, chúng tôi muốn xin ý kiến trong huyện. Ngô Đồng trong lòng run lên, âm thầm kêu khổ. Không biết lời nói của Chủ tịch Diệp là ý gì. Bây giờ ngược lại là mình trở thành bánh bích quy, nếu xử lý không tốt, không những Chủ tịch Diệp không hài lòng, có lẽ người Mã gia cũng sẽ làm mình khó xử đó. Nếu không có việc gì lớn thì mau mau xử lý đi, đã sắp đến cuối năm rồi, không thể cứ làm việc dây dưa như thế nữa. Phòng công an của các anh nên nhanh chóng, hiệu quả khi xét xử các vụ án, phải bỏ đi tật xấu làm việc dây dưa và không hiệu quả này. Diệp Phàm cố tình nói như vậy. Hắn trong lòng thì mắng thầm, muốn ta thả người dễ dàng như thế, đừng có mơ. Tuy nhiên, vẫn phải giả bộ tốt bụng, người ta đã bỏ ra 600.000 rồi mà, dù sao vẫn phải có chút biểu hiện chứ. Tuy nhiên, Thiết Đông và Tôn Minh Ngọc chắc sẽ lên tiếng phản đối liền, họ tuyệt đối không cho Mã gia Tam Hổ được thả ra dễ dàng đâu.
như vậy ta cũng có thể luôn tiện tỏ ra vẻ khó xử. Ngô Đồng trong lòng tự nhiên phỏng đoán lên, thầm nghĩ, nghe giọng điệu chủ tịch Diệp hình như là phải xử lý nhẹ đối với việc này, ý là nhanh chóng thả Mã Gia Tam hổ ra. Hắn lập tức hiểu ý, nói. Sau khi điều tra vụ án này được biết, Mã Gia Tam hổ cũng không gây nhiều thương vong, cho nên phòng ta dự định chiều này sẽ thả. Ngô Đồng vừa phun ra từ, thả, trong miệng thì Thiết Đông hừ lên. Trưởng phòng Ngô, chẳng lẽ đánh chết người rồi mới gọi là đánh thương sao? Tôi đã nghe nói xã Kim Đào có 7-8 người dân bị thương, có 2 người còn bị đánh gãy xương, và số người bị ngoại thương thì càng nhiều hơn. Hơn nữa, bà cụ kia đến giờ vẫn phải nằm viện, con của bà lại bị đánh gãy chân, nếu những tội phạm hung ác như vậy cũng có thể tùy ý thả ra, thì pháp luật nhà nước còn có ý nghĩa gì nữa? Đúng vậy. Lúc đó đám người Mã Bình và Mã Phi còn phao tin sẽ đánh tàn tật và giết chủ tịch Diệp nữa, chúng ta nhất định phải phòng bị sẵn sàng đối với đồ vênh váo như thế và tội phạm dự mưu sát hại chủ tịch huyện, trong luật hình sự có cả tội giết người có dự mưu đó. Bằng không, chờ bọn họ ra tù rồi tiếp tục làm ra những việc không có tính người, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp. Trưởng phòng Ngô, nếu quả thật là như vậy, anh sẽ không trốn trách được trách nhiệm đó. Hơn nữa, lúc đó chủ tịch Diệp cũng ở đó. Còn có vài trăm người dân xã Kim Đào cũng đã nghe thấy lời nói ngông cuồng của Mã Bình và Mã Phi, những người này toàn là nhân chứng, chủ tịch Diệp, cậu nói có đúng hay không? Tôn Minh Ngọc cũng lên tiếng, hỏi thẳng Diệp Phàm. Hắn biết Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho Mã Gia Tam hổ đâu. Bằng không làm gì còn có uy tín nữa. Mình cũng cố gắng một chút, cùng phá khí thế của Mã Gia, như vậy cũng có thể trong vô hình giúp đỡ Diệp Phàm,